Rồi, hello anh em, chúng ta sẽ bắt đầu vào cái buổi làm việc số 6 trong cái chương trình học của nhóm mình. Ngày hôm nay anh em mình sẽ bước vào cái buổi số 6. Thì cái buổi ngày hôm nay chương trình như đã phổ biến với anh em rồi, đó là ngày hôm nay chúng ta sẽ có sơ lược một số những cái phần kiến thức, không phải là sơ lược mà chúng ta là sẽ đi tiếp một số phần kiến thức ở trong đầu buổi ngày hôm nay khoảng từ 30 phút đến 1 tiếng. Sau đó cái thời gian còn lại của buổi ngày hôm nay sẽ là cái thời gian để anh em đặt câu hỏi cho những cái kiến thức của những cái buổi học vừa rồi của nhóm mình. Thì sơ lược lại một chút xem là từ buổi số 3 đến buổi số 5 là chúng ta đã học những kiến thức gì về phân tích kỹ thuật. Thứ nhất là anh em mình học gì về RSI, nó là công cụ chủ yếu, nó là cơ sở 80% chúng ta dành ra để ra cái quyết định của mình. RSI nó cho chúng ta cái quyết định là sẽ nên mua hay là nên bán hay là nên đứng im, đúng không? Thì cái công cụ RSI thì chúng ta đã học rồi. Thì ôn sơ qua lại một chút là RSI chúng ta sẽ có những cái khu vực chính như sau. Khu vực khi mà RSI quấn với hai đường trung bình không có xu hướng rõ ràng ở khu vực từ 40 đến 60 thì đó là khu vực sideways của RSI. Mà sideways của RSI có nghĩa là lực mua và lực bán nó đang tranh chấp với nhau, thì có nghĩa là trên đường giá nó sẽ có hiện tượng là sideways. Tiếp theo đến khu vực từ 70 trở lên chúng ta gọi nó là khu vực mà lực mua bắt đầu nhiều hơn lực bán. Và khu vực từ 30 trở xuống đó là chúng ta gọi là khu vực lực bán bắt đầu nhiều hơn lực mua. Đặc biệt có các mốc quan trọng như sau: từ vùng 80 trở lên thì chúng ta gọi là vùng lực mua áp đảo so với lực bán, hay nếu RSI đóng nến từ vùng 80 trở lên thì chúng ta gọi là cái khung thời gian đó nó có quán tính tăng. Khi mà từ vùng 20 trở xuống thì là cái vùng đó là cái vùng lực bán áp đảo lực mua, và RSI nếu đóng đến từ cái vùng 20 trở xuống thì chúng ta gọi là cái khung thời gian đấy có quán tính giảm, đúng không ạ? Thì nếu ở cái vùng chỉ số 80 thì chúng ta có cái phép tính là đâu đó cái lực mua nó sẽ gấp 4 lần so với lực bán. Có nghĩa là trên thị trường có 100 thằng thì có khoảng 80 thằng mua, 20 thằng bán thôi. Còn nếu từ vùng 20 trở xuống thì là cái vùng mà lúc đấy cái lực bán nó sẽ gấp xấp xỉ là trên 4 lần so với lực mua. Thì để anh em nhớ, đúng không? Ngoài ra, anh em mình đã học về lý thuyết về quán tính tăng và quán tính giảm thì nó có 4 cái giai đoạn. Thứ nhất, chúng ta sẽ nói về cái trường hợp quán tính tăng, ôn lại nhanh một chút thôi. Anh em có thể ôn lại nghe để chúng ta nhớ lại các cái kiến thức đấy. Thì đầu tiên giai đoạn số 1 của quán tính tăng là gì? Giai đoạn số 1 của quán tính tăng là RSI nó có một xu hướng tăng đi dần lên phía trên cái vùng 80 và có nến đóng trên vùng 80. Thì RSI nó phải có xu hướng tăng nhỉ? Thì nó thể hiện là trước đó nó có một cái lực đẩy của xu hướng. Thì cái xu hướng tăng nó thể hiện bằng gì? Cái tính chất của đường trung bình là gì? Hai đường trung bình nhanh, đường trung bình nhanh nó ở phía trên đường trung bình chậm và nó mở rộng ra có độ dốc hướng lên thì chúng ta gọi nó là nó có xu hướng tăng. Đấy, tính chất của cái đường trung bình là để cho chúng ta xác định xu hướng. Tại sao chúng ta áp cái đường trung bình vào cái RSI là để làm gì? Là để xác định được là gì? Xu hướng của lực mua và xu hướng của lực bán. Cái đấy rất quan trọng. Bởi vì lực mua có xu hướng gia tăng thì có thể là nó sẽ tạo ra sự tăng trưởng của giá. Lực bán có xu hướng gia tăng thì nó có thể gì? Nó tạo ra sự tăng giảm giá trên cái đồ thị, đúng không? Lực bán gia tăng thì tạo ra sự giảm giá. Vậy thì cái giai đoạn số 1 của quán tính tăng là giai đoạn RSI có xu hướng tăng và đi lên phía trên. Giai đoạn số 2 là giai đoạn khi mà RSI có nến đóng từ vùng 80 trở lên thì chúng ta gọi là giai đoạn xác nhận có quán tính tăng. Và ngay lập tức ở giai đoạn số 2 này anh em mình đã xác nhận được gì? Là sau con sóng điều chỉnh, đây là cái con sóng đầu tiên, con sóng chính. Sau con sóng điều chỉnh, chúng ta sẽ 80% là có một khả năng chúng ta sẽ có một con sóng tiếp diễn, ít nhất là lên cái đỉnh. Ít nhất là lên cái đỉnh mà nó hình thành cái vùng quán tính tăng trước đó hoặc cao hơn. Đấy, thì đấy là giai đoạn số 2 là anh em mình có thể dự báo được cái trường hợp này rồi. Và đương nhiên mình sẽ dự báo được là gì? Cái con sóng điều chỉnh này nó cũng không quá sâu. Nó không quá sâu. Cùng lắm nó về đến cái vùng 50 thôi. Đấy, thì ở trong buổi sau đấy anh em mình bắt đầu nói đến các cái vấn đề đó là những trường hợp nào mà cái quán tính tăng nó bắt đầu có dấu hiệu là fail, mà chúng ta sẽ nhận biết được cái việc đấy. Đấy, thì đây là giai đoạn số 2 là anh em mình dự đoán là cái đường giá như này rồi, là chúng ta nhìn là chúng ta biết được là thị trường có lực để tiếp tục đi lên nữa hay không, đúng không?
chứ chúng ta không cần phải đợi là à thằng A đây xong thằng B nó như thế nào chúng ta mới đoán là thằng C, mà ngay từ thời điểm thằng A nó đang di chuyển là anh em mình đã có chiến thuật là chờ mua ở thằng B để ăn tiếp thằng C rồi. Có nghĩa là thời điểm này là mình đã sẵn sàng để mình nhảy vào rồi. Vậy thì luôn luôn mình, nhưng mà không phải khu vực này, nếu trong quá trình di chuyển này có thể là lúc từ cái thời điểm ví dụ là một con sóng nhé, ví dụ một con sóng bắt đầu là gì, nó đi từ đây lên đến đây, thì có thưa với anh em là có thể ngay từ cái thời điểm này, ngay từ cái thời điểm này là chúng ta đã nhìn thấy là có RSI đóng ở trên vùng 80 rồi. Nhưng mà lúc đấy không thể nào mình nhảy vào mình bay ở đây để ăn lên đến đây được, mà luôn luôn là gì, câu trả lời là gì, các ông phải luôn luôn đợi cho tôi một con sóng điều chỉnh. Bởi vì nếu mà từ đây nó điều chỉnh luôn thì rõ ràng là ông dính một cái neo. Và luôn luôn quan trọng là gì, cái lý thuyết của trader, cái tư duy của một người trader chuyên nghiệp là gì, nó không quan trọng đắt hay rẻ, nó không quan trọng giá cao hay giá thấp, mà cái quan trọng nhất đó là vị thế đấy. Thế nên là cái vùng này chúng ta phải chờ điều chỉnh chúng ta mua được mới mua được. Thì đây là cái giai đoạn số 2 là chúng ta đã dự đoán được cái việc đó rồi, là thị trường sẽ có lực để đi lên tiếp. Giai đoạn số 3 là giai đoạn RSI kết thúc xu hướng tăng, kết thúc con sóng tăng. Giai đoạn số 3 là cái giai đoạn RSI kết thúc cái con sóng tăng, và khi đó RSI nó đóng nến ở dưới hai đường trung bình và nó kéo đường trung bình nhanh cắt xuống dưới đường trung bình chậm và mở ra một con sóng điều chỉnh như thế này. Thì đây gọi là giai đoạn số 3. Giai đoạn số 4 là khi giai đoạn mà RSI kết thúc giai đoạn điều chỉnh, có nghĩa là kết thúc cái sóng giảm ở khu vực này và RSI cắt lên trên hai đường trung bình. Cắt lên trên hai đường trung bình và nó kéo đường trung bình nhanh cắt lên trên đường trung bình chậm, và lúc đó để đi vào giai đoạn số 4 là giai đoạn hoàn thành quán tính tăng. Có nghĩa là lúc đấy đâu đó giá nó sẽ quay trở về cái đỉnh cũ hoặc cao hơn. Và ở khu vực này nếu tiếp tục RSI nó tiếp tục có sóng để đóng nến, nó tiếp tục có sóng mạnh lên để đóng nến nó ở cái vùng 80 trở lên, thì chúng ta gọi là gì, tiếp tục tạo ra quán tính tăng và chúng ta sẽ nhận định là tiếp tục thị trường sẽ có con sóng tiếp diễn nữa. Còn nếu mà nó không tạo ra cái quán tính tăng ở vùng 80 trở lên thì là cái xu hướng tăng nó đã yếu rồi và có khả năng nó sẽ kết thúc. Đấy, thì cái trường hợp mà quán tính giảm thì ngược lại nha. Cái quá trường hợp quán tính giảm thì ngược lại. Những cái đấy để anh em nhớ. Và tiếp theo là gì? Chúng ta có cái lý thuyết về đa khung thời gian. Có nghĩa là bây giờ một con sóng chẳng hạn, là một con sóng nó có một cái mô hình mà nó muốn chạy chẳng hạn. Bây giờ chẳng hạn là anh em mình nhìn thấy là một cái khu vực này thì nó ít sóng quá, nhưng mà chẳng hạn là cái khu vực cái thằng 15M ngày ngày hôm trước đi chẳng hạn, khu vực này chẳng hạn. Đây. Có một mô hình trước đó rõ ràng là nó có quán tính tăng đúng không? Trước đó nó có quán tính tăng. Anh em mình thấy trước đó có quán tính tăng và đây là giai đoạn số 1 này. Rồi đi có xu hướng tăng và đi lên đóng nến ở vùng 80 là giai đoạn 2, xác nhận có quán tính tăng ở cái đỉnh này. Sau đó nó đi vào giai đoạn điều chỉnh là giai đoạn số 3, là bắt đầu đang có mô hình đi lên. Vậy thì về cái lý thuyết đa khung thời gian là gì? Một cái con sóng nào mà nó muốn chạy nó cần sự cho phép của khung thời gian lớn hơn liền kề và sự ủng hộ của các khung thời gian nhỏ hơn liền kề, đúng không? Thì bây giờ thằng M15 này nó muốn tăng thì bây giờ phải quan sát thằng nào anh em? Bây giờ nó đang có mô hình muốn tăng lên, quan sát thằng nào? H1 chính xác, bởi vì thằng M15 nó là liền kề với thằng H1. Thế chúng ta con sóng M15 đi lên này, anh em mình có cần quan tâm đến xu hướng của thằng 1D không? Không, chính xác. Ok, đấy thì bây giờ mình kiểm tra thằng H1 xem nó đang như thế nào. Đây, nhưng nếu như thế này thì RSI thằng H1 đang ở tăng hay giảm ạ? Tăng, chính xác đúng không? Rõ ràng, bởi vì RSI nó đang nằm trên hai đường trung bình và đường trung bình nhanh vẫn ở trạng thái nằm trên đường trung bình chậm. Ok, cẩn thận hơn thì anh em nên check. Thực ra là chúng ta nên check hai khung thời gian lớn hơn liền kề. Ví dụ là thằng M15 này nó có một mô hình thì anh em phải check cho tôi là thằng H1 và thằng H4 nó là hai khung thời gian lớn hơn liền kề. Thằng H1 là thằng liền kề với thằng M15 và thằng H4 nó là thằng liền kề với thằng H1. Thì lúc đấy mình check thằng H1, ok, check thêm thằng H4 xem như thế nào. Anh em nhớ là chúng ta check hai khung thời gian lớn hơn liền kề, và đây rõ ràng là RSI H4 đang nằm trên hai đường trung bình và ở cái trạng thái tăng. Vậy thì ba thằng này nó biểu quyết là thằng M15 nó hỏi hai thằng anh, nó bảo anh ơi em muốn tăng, các anh có cho phép không, thì hai thằng nó đang bảo ok cho phép. Nếu thằng H4 sideways, nếu thằng H4 sideways thì lúc đấy thằng M15 nó sẽ đi tự do,
nó thằng H4 trong một số trường hợp nhé sẽ có, nhưng mà cái trường hợp mà thằng H1 à thằng M15 có xu hướng tăng và thằng H1 và thằng H4 nó sideways ấy, thì nó sẽ ở trong một cái giai đoạn nó là khung giá. Nó sẽ xảy ra trường hợp đó, khung giá đấy nó sẽ là khung giá của đâu đó H1 hoặc H4, anh em cứ tưởng tượng đơn giản như vậy. Thì tôi hỏi anh em nhé, nếu ở trong một trường hợp cái sóng nó đi như thế này. Đấy. Và như Chiến có hỏi là nếu RSI thằng H4 nó sideways thì sao? Thì tôi hỏi anh em là giá nó đi trong một khung giá như này, ở khung giá H4 nhỉ. RSI nó đi loằng ngoằng như này. Vậy thì theo anh em, đây là trường hợp sideways theo trường hợp nào? Đây là hình thái sideways theo trường hợp nào? Theo không phải kênh giá, theo cái việc tranh chấp lực mua lực bán giữa các khung thời gian hay là nó trung hòa giữa lực mua lực bán? Ông nào trả lời tranh chấp đấy, tranh chấp là sai hết rồi. Tranh chấp nó phải có mô hình rõ ràng. Tranh trung hòa, bởi vì ở trên giá thì chúng ta, nếu mà chúng ta không có thằng RSI nhá. Nếu anh em mình không có thằng RSI mà mình chỉ nhìn thấy giá nó đi trong một khung giá thế này thôi, thì lúc đó mình không biết là cái việc nó đi ngang là do tranh chấp của lực mua với lực bán, hay cái việc đi ngang này nó là việc cái lực mua lực bán nó đang cân bằng. Nó không có thằng nào hơn thằng nào cả. Thì để nhận biết được cái việc này thì chúng ta phải nhìn cái RSI. Thì RSI nó đi trong vùng 40 60 mà các ông lại comment là tranh chấp thì thì hỏng. Bởi vì nó đi trong cái vùng này có nghĩa là nhìn vào đồ thị RSI thì chúng ta biết thừa là đang cân bằng giữa lực mua lực bán ở vùng chỉ số 40 60 mà. Anh em nhớ nhá. Thì đây, trong cái trường hợp này thì đây chúng ta gọi là sideways theo cái trạng thái cân bằng giữa lực mua với lực bán. Vậy thì khi đó nhá, khi đó quay trở lại cái câu hỏi của Chiến. Câu quay trở lại câu hỏi của Chiến đó là nếu thằng M15 nó có một mô hình khi mà thằng H4 sideways thì có nghĩa là gì? Bây giờ chẳng hạn trong một khung giá sideways này của thằng H4 nó đang cân bằng lực mua lực bán thì có nghĩa là gì? Nó không có ra quyết định nữa. Thì trong này nó có thể xuất hiện những con sóng của thằng M15 này, cuộn xuống này. Cuộn lên này, cuộn xuống cuộn lên này. Vậy thì khi đó anh em cứ tưởng tượng là à thằng H1 và thằng H4 có thể nó sideways thì thằng M15 có mô hình. Thằng M15 có mô hình thì lúc đấy nó sẽ bảo là thằng M15 nó sẽ hỏi hai thằng anh, nó bảo anh ơi bây giờ em có mô hình em muốn tăng lên như thế này thì bây giờ hai anh có ủng hộ không, thì nó giống như là hai cái thằng anh của nó là thằng H1 và thằng H4 nó ngồi nó khoanh tay bảo bọn tao không có ý kiến, mày muốn làm gì mày làm. Anh em cứ tưởng tượng đơn giản, tao không có ý kiến mày muốn làm gì mày làm. Nhưng mà đương nhiên nếu cái lực mua đấy đơn thuần chỉ là lực mua của thằng M15 thôi thì nó sẽ không tạo ra một xu hướng mạnh được, bởi vì thằng H4 và thằng H1 nó không tham gia. Thế nên là cái lực của thằng M15, thằng em ấy, nó chỉ đủ nó đẩy ở trong kênh giá này thôi, nó không phá được kênh giá của thằng này. Bởi vì nếu bây giờ nó phá ra ngoài kênh giá này thì có nghĩa lúc đấy đâu đó chúng ta sẽ thấy sự tham gia vào lực mua của thằng H4, H1. Còn bây giờ thằng M15 nó vẫn được di chuyển, có nghĩa là nếu từ đây nó có một cái mô hình tăng lên thì nó vẫn được tăng lên, nhưng mà nó không có sự tham gia của H1, H4 bởi vì hai thằng nó đang sideways, thì nó sẽ chỉ ở trong một cái biên độ như thế này thôi. Anh em hiểu vấn đề này chưa? Thì đơn giản là gì? Để nó tạo ra được một xu hướng thì anh em phải quay trở về cái lý thuyết căn bản của lý thuyết Dow, đó là trong sóng lớn nó sẽ có sóng nhỏ, trong sóng nhỏ nó có sẽ có những con sóng nhỏ hơn nữa. Vậy thì các ông phải hiểu là để tạo ra được một xu hướng ấy, nó phải có sự cộng hưởng giữa các khung thời gian. Nếu cái xu hướng đó nó là xu hướng tăng thì nó là gì? Nó là cộng hưởng lực tăng của các khung thời gian. Nếu xu hướng đó là xu hướng giảm thì nó là cộng hưởng lực bán của các khung thời gian lại mới tạo ra xu hướng giảm. Vậy thì nếu một khung thôi nó không thể tạo được xu hướng được. Thế nên là cái xu hướng là do cái khung thời gian lớn quyết định và khung nhỏ nó hưởng ứng cái xu hướng đó. Và nếu cái khung nhỏ ví dụ M15 nó ra quyết định là thằng H4 và thằng H1 đang sideways, thằng M15 nó có những nhà đầu tư khung giờ M15 nó bắt đầu nó nhảy và nó mua. Thì lúc đó là gì? Nó không hô được hai thằng anh nó vào, thì lúc đấy nó chỉ có sự hưởng ứng của những thằng nhỏ thôi, thì cái biên độ nó chỉ lên được đến đây thôi. Mà nó đã đi trong một khung giá sideways của thằng H4, có nghĩa là nó hình thành cái gì, kháng cự và hỗ trợ của của H4 nó ở khu vực này, nó can thiệp vào, thì kháng cự của H4 nó sẽ có một lực bán của H4,
hỗ trợ của H4 nó sẽ có một lực mua của H4. Vậy thì nếu cái lực mua này của M15 lên gặp đến cái thằng lực bán của thằng H4 là đứt ngay. Đấy, hiểu đơn giản như thế. Chiến bảo như em vừa thấy vừa rồi có H1, H4 tăng nhưng 1D sideways. Chính xác, đúng rồi, thằng H4 nó tăng nó không mạnh. Thằng H4 nó tăng nó không mạnh bởi vì thằng H1 nó vẫn đoạn này anh em thấy H1 nó vẫn chưa rõ xu hướng này, áp luôn vào trường hợp hiện tại anh em sẽ thấy là như vậy. Có nghĩa là bây cái giai đoạn hôm vừa rồi ăn được vào lệnh ở khu vực 16K7 đấy thì là do cái mô hình này của thằng H1. Đương nhiên mình vào cho nó vui vui thôi chứ cái lực mô hình mà nó đi từ bắt nguồn từ cái vùng 60, có nghĩa là cái vùng mà lực mua lực bán nó cũng chả mạnh, thằng nào chả tranh chấp với thằng nào cả. Sau đó nó đi từ đây đi lên là cũng là cái vùng của thằng 40, có nghĩa là nó không có lực mua lực bán nó mạnh. Thế nên là vào cho nó vui vui thôi, biết thừa là nó không lên được rồi. Bởi vì cái khu vực này thế là gì? Đấy, nó kéo được thằng H4 lên. Quan trọng nó kéo được thằng H4 đi lên từ cái vùng này đó và cái đoạn này mình bồi thêm vào. Thì hôm đấy hôm trước thì ăn một lệnh từ đây lên đến đây cho nó vui, hôm sau thì ăn một lệnh từ đây lên đến đây. Thế nên là bởi vì thằng 1D nó vẫn trong trạng thái sideways nên anh em thấy là nó có đi mạnh lên được đâu. Đấy, thì giai đoạn này biên độ thị trường nó cho như vậy thì mình không thể đòi được. Ví dụ là bây giờ mình ra sông chẳng hạn. Bây giờ ngoài sông nó chỉ có toàn cá rô bé bé thôi mà mình cứ đòi ăn cá hồi là ông vô lý rồi. Có nghĩa là ở trong cái quyển Trading in the Zone ấy, có nghĩa là mình không cố lái thị trường theo cái hướng mình muốn, mà là gì? Thị trường nó cho cái gì thì mình sẵn sàng đón nhận cái điều đấy thế thôi, thậm chí là cả rủi ro. Thế nên là mình không thể trong một biên độ thị trường mà 200 giá mình không thể đòi nó mình ăn 1.000 giá được, cái chuyện đấy là cái chuyện vô lý. Và cái đó nhá, các ông đừng có tưởng nó nghe thì nó đương nhiên nhá, nhưng mà đấy là tâm lý của hầu hết các ông khi mới tham gia vào trading. Có nghĩa là cái sự kỳ vọng của ông không không kiểm soát được. Ông vào cái là ông kỳ vọng à, tôi vào một lệnh cho thằng H1, tôi kỳ vọng thằng H1 nó kéo được thằng 1D đi lên để tôi ăn được 1.000 giá, tôi nhìn thấy kháng cự của 1D ở trên này rồi, ví dụ vậy. Rất nhiều ông nó phải nha, không phải chuyện đùa đâu. Thế nên là thị trường nó cho mình cái gì thì mình cảm nhận và đón nhận cái điều đấy thế thôi, hết. Thế nên là vì cái kỳ vọng vô lý đấy của các ông nên là cái giai đoạn đầu ấy rất hay các ông bị cái tình trạng đó là gì? Đến khi ông ăn được một lệnh to ấy thì trước đấy ông trả giá bằng hàng chục, mấy chục những cái lệnh nhỏ nhỏ, nó cứ lên một tí ông không chốt xuống lại dính SL, lên một tí không chốt lại xuống lại dính SL, lên một tí ông không chốt xuống lại dính SL. Nó phải đến cái giai đoạn rất lâu sau bắt đầu cái con sóng ông mong muốn nó mới chạy thì lúc đấy ông thương tích đầy mình đấy. Thì cái đấy là để anh em nhớ. Vậy thì cái việc là bây giờ quay trở lại lý thuyết đa khung thời gian, ôn lại một tí, đó là hôm trước mình đã nói về cái gì, một khung thời gian muốn chạy sóng nó phải có sự cho phép và đồng thuận của hai khung thời gian lớn hơn liền kề. Ví dụ H1 nó có mô hình tăng chẳng hạn, phải check xem H4 và 1D có đồng thuận hay không. Và khi thằng nó đồng thuận rồi thì mình vào lệnh. Và khi thằng H1 nó chạy thì bắt đầu mình cần phải để ý về lý thuyết về bản chất sóng, xem là thằng H1 này nó có chạy thật hay không. Nếu nó chạy thật nó phải được sự ủng hộ của những khung thời gian nhỏ hơn, bởi vì một con sóng tăng của H1 nó phải từ cái cấu trúc tăng của M15 và M5 hoặc M5. Thì nếu mà thằng M5 và thằng M15 mà không có quán tính tăng thì rõ ràng thằng H1 không thể chạy tiếp được. Không thể chạy tiếp được, đấy là cái cách chúng ta nhìn lực từ thị trường. Thậm chí là cái cách để chúng ta nhìn được là một cái con sóng uptrend nó còn lực để nó kéo thị trường lên tiếp hay là không. Đấy, thì sơ qua chúng ta bắt đầu ôn lại những cái vấn đề như vậy. Đây là những cái điểm chính. Đây là những cái điểm chính về RSI mà Đơn đã chia sẻ với cả anh em. Đấy, thì tiếp tục là gì? Để chúng ta nhận biết được một cái khu vực thị trường nó đi vào cái vùng sideways theo hình dạng tranh chấp. Thì anh em có đặc điểm là gì? Bây giờ chẳng hạn là đã là khi là gì? Bây giờ thằng 1D bắt đầu đi vào giai đoạn xu hướng tăng của RSI từ khu vực này, đúng không? Giai đoạn này nó không xuống được tiếp. Bởi vì cái khu vực này anh em bật những khung nhỏ hơn của thằng 1D là nó hết quán tính giảm rồi. Nó không xuống được tiếp, nó hết quán tính giảm, có nghĩa là nó hết lực để kéo thị trường đi xuống tiếp của khu vực này rồi. Và bắt đầu thằng 1D đi lên khu vực này. Thì thằng 1D nó đang có lực mua hay lực bán ạ? Khi bắt đầu nó đi lên thì nó đang có lực mua hay lực bán ạ? Lực mua, chính xác. Và lúc đó theo lý thuyết là mình phải check cái khung lớn xem nó có đồng thuận cho phép thằng 1D này tăng lên hay không.
Thì lúc đấy ở khu vực này anh em mình thấy hiện tượng gì? Lúc đấy RSI của khung một wick vẫn ở trạng thái giảm. Vậy thì lúc đó thằng 1D, cái mô hình tăng lên của thằng 1D nó vướng phải cái lực bán vẫn đang tiếp diễn trong xu hướng giảm của khung thời gian một wick. Nên lúc đó nó gây ra cái sự tranh chấp giữa lực mua của thằng 1D và lực bán của thằng 1W, khiến cho giá nó đi sideways. Khiến cho giá nó đi sideways. Và lúc đó đương nhiên ở cái thời điểm này, lúc đó đương nhiên ở thời điểm này tôi sẽ chưa thể nào tôi vẽ ra được cái mô hình giá như vậy cả. Nhưng mà tôi áng áng được rằng là gì? Nó sẽ đi trong một cái mô hình giá đâu đó sideways, trong kênh giá hoặc tam giác. Chưa biết cái hình dạng nó như thế nào nhỉ. Thì nhiệm vụ của tôi là gì? Ở khu vực này, một buổi sau anh em sẽ học về cái chiến thuật chúng ta chơi rõ ràng trong khu vực sideways. Thì khu vực này là chúng ta sẽ mua vào, bởi vì có thể trong trường hợp nhá, có thể nếu cái lực mua của khung thời gian 1D nó đủ mạnh, nó hoàn toàn nó kéo, có thể gì, nó có thể kéo cái RSI của khung thời gian 1W nó vèo lên, có nghĩa là nó triệt tiêu được lực bán của khung thời gian 1W và nó thừa ra lực mua để nó kéo thị trường đi lên. Thì lúc đấy giá nó sẽ diễn biến như thế này. Thì lúc đó nó sẽ xảy ra hiện tượng gì để anh em nhìn nhận được cái trạng thái đấy anh em. Nếu cái lực mua của khung 1D nó đủ mạnh thì anh em sẽ nhìn thấy hiện tượng gì? Quán tính tăng của những khung thời gian nhỏ hơn ủng hộ cho thằng 1D, đúng không? Vậy thì ở cái khu vực này chúng ta sẽ có vị thế để chúng ta mua vào. Thì chúng ta cứ mua đi đã. Và thời điểm cái con sóng đầu tiên bắt đầu nó chạy này, các ông sẽ xác định được là thằng 1D thắng hay thằng 1W thắng. Thì ở cái trường hợp mà hai khung thời gian ngược pha này, tôi sẽ chia ra hai trường hợp đấy. Nếu thằng 1W thắng, có nghĩa là cái lực bán nó vẫn đủ tranh chấp với lực mua của thằng 1D, thì lúc đấy là gì? Nó sẽ theo trường hợp là kênh giá sideways. Còn nếu mà lực mua của thằng 1D nó đủ để thắng cái lực bán của thằng 1W, thì lúc đấy nó sẽ đi theo kiểu sóng đơn để kéo thằng 1W đi lên cùng luôn. Vậy thì ở cái thời điểm nào? Ở cái thời điểm này tôi sẽ xác định được là thằng nào thắng. Ở thời điểm này tôi sẽ xác định được là thằng nào thắng, bởi vì lúc đấy là gì? Lúc đấy khu vực này nếu thằng 1D nó thực sự đi lên được, thì lúc đấy quán tính tăng ở các khung nhỏ nó sẽ thực sự mạnh mẽ để kéo thằng 1D đi lên theo cái sóng tăng. Đấy, thì đây là thời điểm mà mấu chốt để chúng ta xác định. Vậy thì đến đây, nếu mình mua ở đây rồi, đến đây mà bắt đầu là gì? Hết lực, không chạy lên tiếp được, thì mình biết được là ngay lập tức là mình phải chốt và tìm điểm mà short. Bởi vì lúc đấy khu vực này, theo lý thuyết là gì? Nếu nó đi vào trường hợp sideways khung giá, có nghĩa là mô hình tăng của thằng 1D ngược pha với thằng 1W, theo lý thuyết thì nó sẽ tạo ra cái kênh giá sideways của thằng 1D. Chứ ông nào mà nhầm với kênh giá sideways của thằng 1W là chết nha. Thì lúc đó là gì? Trong kênh theo lý thuyết tiếp theo này, trong kênh giá sideways của thằng 1D, nó sẽ xuất hiện các con sóng đơn lên xuống của thằng H4 hoặc thằng H1. Bởi vì nó là khung thời gian lớn hơn liền kề. Các ông cứ bật ra mà xem. Vậy thì ở cái thời điểm mà lên đến đây, nếu mà nó không có lực là tôi đã xác định được cái đỉnh đầu tiên của cái vùng kênh giá hoặc là tam giác đấy rồi. Các ông hiểu không? Chris là mình có phân tích được thời điểm nó giảm luôn không thầy? Không đi sideways nữa. Thời điểm nó giảm luôn thì nhìn vào cái lý thuyết gì? Đố ông biết. Anh em biết là bây giờ nhá, cái kênh giá nó đi lên đây. Tôi đố biết là đố anh em căn được cái thời điểm nó giảm luôn bằng cái lý thuyết gì? Không có học rồi đấy. Không phải quán tính giảm. Quán tính giảm thì nó giảm đến đây còn nói làm gì nữa. Chính xác, ông Tùng nói đúng đấy, ông Tùng Nguyễn đấy cả. Ông Tùng Nguyễn nói đúng đấy. Chính xác, hết xăng, cái bình nhiên liệu nó hết. Có nghĩa lúc đấy cái RSI nó đi xa rồi, cái nhiên liệu nó hết. Tùng Nguyễn nói đúng đấy. Đấy, thế đơn giản thôi. Bây giờ nhưng mà đang nói cái bước đầu tiên như này. Thì khi mà lên đến đây, nó hết lực quán tính tăng. Và bởi vì đây nó là một sẽ, các ông bật ra nó sẽ là một cái con sóng bắt ở đây, nếu mà nó không lên được ấy, thì chắc chắn nó sẽ hình thành một cái mô hình giảm của thằng H4, các ông nhìn nhé. Các ông thấy chưa? Các ông thấy chưa? Nó sẽ hình thành mô hình giảm của thằng H4, bởi vì thằng H4 không có lực liên tiếp mà nó có mô hình giảm. Bây giờ anh em cứ tưởng tượng đơn giản này. Thằng H1 nó là thằng H4.
À, thằng H1 nó là thằng tiệm cận với thằng H4 thì nó có khả năng nó kéo được thằng H4 đi xuống nếu nó có mô hình. Thằng H4 nó là thằng tiệm cận với thằng 1D thì nó có khả năng nó kéo được thằng H4, kéo được thằng 1D xuống. Vậy thì thằng H4 bây giờ đây nhá, cái con sóng của chúng ta chẳng hạn là bắt đầu nó đi lên như này. Đây nếu mà theo khả thi là thằng 1D nó đi từ đây lên đến đây thì thằng H4 bắt đầu tăng lên đến khu vực này. Đấy. Thế ở đây thằng H4 không có quán tính tăng để đi lên tiếp, có nghĩa là để không có quán tính tăng để đảm bảo một con sóng đi lên tiếp như thế này. Mà ở đây nó không có quán tính tăng mà nó lại có cái mô hình giảm đây thì theo các ông là nó có kéo luôn thằng 1D đổ xuống không? Rõ ràng nó kéo được thằng 1D đổ xuống đúng không? Bởi vì thằng H4 nó chính là thằng đảm bảo cấu trúc cho cái sóng tăng lên của thằng 1D. Vậy thì nếu mà thằng H4 không có mô hình là thằng 1D đứt ngay. À, thằng H4 có mô hình đi xuống mà không có quán tính tăng là thằng 1D đứt ngay. Đó. Thế nên là cái khu vực này chúng ta sẽ ở đây là gì? Nhưng mà cái này nói nhiều nhiều cái lý thuyết của cái buổi kia quá. Nhưng mà cứ nói sơ qua để anh em hiểu. Vậy thì cái khu vực này là cái khu vực mà khi mà nó đã tạo đỉnh ở đây rồi là mình xác định được cái đường gần như là anh em sẽ xác định được cái biên đầu tiên. Cái biên phía trên của cái vùng sideways. Anh em hiểu không? Hai đỉnh, hai cái điểm là mình nối được một đường thẳng rồi. Và khu vực ở dưới mình cũng nối được một cái đoạn này. Áng áng là như vậy thôi. Đúng không? Các ông hiểu không? Thì là mình vẽ ra được một cái khung đấy. Vậy thì lúc đoạn này là mình đã áng áng được là nếu mình vào short theo cái mô hình của thằng H4 ở đây là đâu đấy trước mắt target khả thi của mình sẽ là cái vùng kênh dưới này. Bắt đầu hiểu vấn đề hơn chưa? Anh em hiểu hơn chưa? Thế nên là vào lệnh thôi. Còn còn từ các con sóng phía sau là rõ ràng nó vẫn đi trong khu vực này. Từ con sóng phía sau nó vẫn đi trong khu vực này. Đấy, anh em thấy này, nó vẫn như này. Còn nếu nó quá như này thì cái đoạn này mình vẫn quản lý được lệnh. Đơn giản, không có vấn đề gì. Đoạn này bắt đầu là thằng H4 nó hết sóng đây, các ông nhìn nhá. Những con sóng đi như này đánh kiểu đánh đánh làm sao mà bảo là không ăn tiền thì tôi chịu các ông. Đoạn này một lệnh này, đoạn này đi lên một lệnh này. Đoạn này đi xuống một lệnh, mô hình ông công thấy nó có rõ không? Đoạn này đi xuống một lên một lệnh này, đoạn này đi xuống một lệnh này, đoạn này đi lên một lệnh này. Các ông thấy cái mô hình nó có rõ không? Mô hình này mà ông nào không nhìn được thì đóng tiền mà học lại qua sau chứ còn gì nữa. Vậy thì tôi hỏi các ông nếu mà thằng một week nó sideways trong cả năm sau như thế này thì trong này nó là những con sóng của thằng nào? Vậy thì lúc đó uptrend hay không có quan trọng không? Lúc đó uptrend hay không có quan trọng nữa không, hay là nó chả khác gì uptrend cả nếu mà mình vẽ sẵn ra được kịch bản như thế này, hiểu không? Bởi vì mỗi con sóng này, thưa với các ông, khung giá sideways của thằng một wick mỗi đoạn này các ông ăn, mỗi cái đoạn này các ông ăn x2 nó là nhẹ nhàng, mỗi đoạn này các ông ăn x2 nó là nhẹ nhàng. Thế vấn đề là đơn giản thế thôi, tại sao không chịu học, tại sao không chịu luyện? Rồi đấy, thì đơn giản nhá, rõ ràng như này, đoạn này thì bắt đầu thằng H4 nó hết sóng nó đi vào sideways thì đoạn này anh em mở khung H1 ra thì thấy sóng rồi đấy, cứ đến đâu mình đánh đến đấy, thị trường nó cho mô hình gì thì mình đánh mô hình đấy. Thế nhưng mà có một cái đặc điểm ở trong cái này mà anh em phải phân biệt này, có một cái đặc điểm anh em phải nốt cái đoạn này lại, sợ các ông không không bởi vì ấy, tôi đã nói ở trong những cái buổi đầu tiên đó là gì, khi mà công chưa có trải nghiệm ấy, khi mà công không có trải nghiệm ấy, những cái gì tôi nói các ông chỉ lĩnh hội được tối đa là 30% thôi, tôi khẳng định các ông không hiểu được hết đâu. Thế nên là chú ý vào cái điều này, có thể điều này tôi nói rồi nhưng mà các ông vẫn quên, đó là nếu mà nó sideways theo cái dạng là không có lực mua lực bán tranh chấp với nhau thì nó sẽ ở cái vùng 40 60 này. Sở dĩ vì sao nãy Chris ông hỏi như vậy đó là bởi vì ông không nhớ cái lý thuyết này, đó là cái đoạn này, này nó sideways nhưng RSI vẫn có xu hướng tăng. Nó sideways nhưng RSI vẫn có xu hướng tăng là bởi vì từ cái dữ kiện này, có nghĩa là RSI có xu hướng tăng nhưng giá đi sideways. Nên chúng ta nhận diện được là cái việc RSI đi từ đây lên đến đây nó không phải việc gia tăng của lực mua tổng chung như thị trường, nó không phải sự gia tăng của lực mua mà lúc đấy đơn thuần nó là sự tạm dừng của lực bán, hiểu không? Nếu xét đơn thuần trên thằng 1D thì nó là sự gia tăng của lực mua. Nhưng khi tranh chấp với thằng 1 wick thì đoạn này nó là sự tạm nghỉ của lực bán.
Kỳ bởi vì thằng lực mua, thì tôi nói ví dụ là ở cái đoạn này bắt đầu đi lên, nó có 100 thằng mua tại không gian 1D, nhưng lúc đấy nó vẫn tồn tại 500 thằng bán tại không gian 1W, thì lúc đấy trừ đi, ở đây nó là 400 thằng bán nó đang nghỉ. Khi mà nó nhảy tiếp vào đây là bắt đầu thị trường đi xuống tiếp. Thế nên là những cái đặc điểm của những khu vực này ấy, đặc điểm của những khu vực sideways theo dạng tranh chấp này là gì? Nó vẫn có mô hình rõ ràng, RSI vẫn có một mô hình rõ ràng, hướng lên hoặc hướng xuống. Thế nên là nếu mà cái đoạn mà chẳng hạn là hướng xuống, ví dụ đoạn hướng xuống chẳng hạn, mà nó tranh chấp với cái đoạn ra sóng tăng của khung thời gian lớn hơn, thì lúc đấy nó lại vẫn sinh ra khu vực sideways. Thế là khi mà cái thời điểm cuối khu vực này là thời điểm khi nào? Khi mà ở đoạn này ấy, lúc đấy nó sẽ xảy ra hiện tượng này. Quay trở về cái lý thuyết đó là gì? Các khung thời gian trên thị trường nó sẽ chạy sóng lần lượt từ khung nhỏ đến khung lớn, và khi khung nhỏ nó chạy hết sóng rồi, nó sẽ nhường sự quyết định cho mô hình của khung thời gian lớn hơn. Anh em nhớ cái này không? Vậy thì ở cái khu vực này các ông sẽ thấy hiện tượng là lúc đấy các khung nhỏ nó sideways hết ở khu vực này này. Các khung nhỏ nó sideways sạch. Thằng H4 các ông nhìn tôi hiện tượng gì đây? Sideways. Thằng H1 hiện tượng gì đây? Loằng ngoằng không có lực gì cả, sideways khu vực này này. Đây. Khu vực này nó chẳng có một cái mô hình gì cả. Đây. Sideways này. Thằng khung nhỏ thì đương nhiên là sideways rồi. Vậy lúc đó nó đang làm sao? Nó đang nhường sự quyết định cho mô hình ở khung thời gian lớn hơn. Thì đặc điểm để nhận biết đến cuối giai đoạn này là gì? Thứ nhất là biên độ nó thu hẹp bởi vì các khung thời gian nhỏ nó sideways. Thứ hai là cái chiếc xe của cái khung thời gian 1D này nó đã đi xa rồi. Và lúc đấy các khung thời gian nhỏ nó nhường sự quyết định và thằng này nó hết xăng bắt đầu nó đổ xuống, thì ở đoạn này anh em mình bắt đầu tìm điểm short. Như thế có được gọi là ăn hết thị trường không anh em? Nhưng mà vấn đề trước đây là các ông chơi kiểu gì? Trước đây là các ông chơi kiểu gì? Ông thấy bắt đầu có lực ở đây, về đây giảm, là ông chỉ chăm chăm là gì? À, thầy ơi, em tìm điểm mua để em ăn sóng hồi lên. Em tìm điểm mua để em ăn sóng hồi lên. Em tìm điểm mua để em ăn sóng hồi lên. Thế nhưng mà câu chuyện các ông nhận được là gì? Đấy là kịch bản trong đầu các ông, là ông muốn có một con sóng hồi lên gồng lại. Nhưng mà cuối cùng cái ông nhận được là cái gì? Ông mua ở đây, xong lên đến đây thấy lãi một tí, ông đang vui rồi, nó tụt phát các ông chán. SL bắt đầu ông lại mua lại ở đây được, lên đây đang hy vọng thì quả này kiểu gì cũng lên, lần trước không lên được, lần này kiểu gì cũng lên, lại tụt. Và đoạn này là tiếp tục mua, đoạn này có lên được không? Lại tụt, chán. Thế cuối cùng là gì? Cả đoạn này không ăn được cái gì, thậm chí lỗ, thậm chí cháy tài khoản, bởi vì không đánh loạn sinh ngẫu lên. Nhưng mà trong cái giai đoạn đấy, những người người ta có tư duy chiến thuật để, thì đây cũng là cách, thưa với các ông nhé, đây cũng là cách mà những ông trader trên thế giới họ đang làm đấy. Các anh em cứ đọc những quyển sách về trading thì mọi người sẽ thấy giai đoạn có trend thì họ ăn được nhiều tiền, nhưng mà giai đoạn này câu chuyện của họ là gì? Họ cũng đánh như các ông, có nghĩa là họ mua vào không lên được, tụt, chốt, không ăn được, có nghĩa là gần như chốt hòa vốn ấy. Lên không vào được, chốt, lên không vào được, chốt, có nghĩa là giai đoạn này là giai đoạn họ không ăn được tiền, họ không ăn được tiền và họ chấp nhận việc đó. Vấn đề là những cái người đấy họ chấp nhận việc đó, thế nên là cuối cùng là gì? Giai đoạn này đáng nghe họ có thể ăn rất nhiều tiền thì họ lại chấp nhận cái việc là họ không ăn tiền được, và họ ăn trong giai đoạn có trend. Đấy là cách của các ông trader nhất quán. Nhưng mà đương nhiên vì cái kỷ luật của họ quá tốt, vì cái tâm lý của họ quá tốt nên nó không ảnh hưởng tâm lý. Nhưng mà với những người amateur thì sao? Qua cả cái quá trình hy vọng, kỳ vọng, hy vọng, thất vọng, kỳ vọng, thất vọng, thì giai đoạn này bắt đầu các ông cảm xúc tiêu cực nó lên, ông đánh loạn sinh ngẫu lên, cuối cùng cháy tài khoản đến khu vực này. Còn khi mà mình có cái chữ gọi là chuyển giao tâm lý giữa giai đoạn sideways và giai đoạn có trend, thì lúc đấy mình bắt đầu là gì? Ăn tiền, 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 ăn tiền. Thế thôi, câu chuyện nó là như thế. Hiểu rồi đúng không? Hiểu chưa? Cái này chúng ta sẽ nói kỹ hơn trong các buổi sau. Có ai chưa hiểu không? Thế nên là nếu các ông đánh theo cái kiểu ấy, trước đây các ông đánh theo cái kiểu ấy, đó là gì? Có tín hiệu thì vào, cắt lên thì mua, cắt xuống thì bán, thì vào.
thì cái kiểu đấy các ông không đánh được, không đánh được, ông không dự đoán được thị trường nó sẽ đi cái kiểu này, để ông áp dụng cái chiến thuật cho nó phù hợp, để ông áp dụng cái chiến thuật cho nó phù hợp. Thế nên là những cái khu vực này các ông mới mất tiền. Và vì các ông, tại sao các ông đánh theo cái kiểu cứ cắt lên thì mua, cắt xuống thì bán, hay do những cái người kia, những cái người khác người ta dạy, thì cuối cùng là gì? Ông không hiểu được là đằng sau cái giai đoạn sideways này bản chất nó là cái gì, đằng sau cái giai đoạn có trend này bản chất nó là cái gì, các ông không hiểu được. Đấy, thế nên là khi mình hiểu được thực sự câu chuyện thị trường nó đang muốn cho mình thấy là à, đoạn này tại sao nó lại như vậy? Nó là sự tranh chấp giữa lực mua và lực bán. Nó tạo ra khu vực này. Lực mua của khung thời gian nào, lực bán của khung thời gian nào, nó tạo ra cái khu vực này. Và trong cái khu vực này thì nó sinh ra những con sóng của khung thời gian nào. Thì nó, cái đấy nó đòi hỏi là gì? Là các ông phải hiểu được bản chất thực sự của lực mua, thực bán từ thị trường, từ cái công cụ này nó cho chúng ta thấy. Chứ không phải là gì, cứ có mô hình bán đi vào. Nếu mà đoạn này nhé, tôi chỉ đánh theo mô hình, có nghĩa là bây giờ vẫn là cái lý thuyết RSI này. Vẫn là cái lý thuyết RSI này. Tôi thưa với anh em là vẫn là cái lý thuyết RSI này. Nếu mà tôi đánh theo cái kiểu là cứ đúng lý thuyết, có mô hình thì vào, không có mô hình thì thôi, mà tôi không hiểu bản chất thị trường ấy. Mà tôi không hiểu là cái giai đoạn đấy tôi cần phải điều chỉnh chiến thuật như thế nào, bản chất thị trường như nào, thì lúc đấy có phải là tôi cũng như các ông không? Có nghĩa là gì? Nếu mà tôi không phân tích rõ ràng là đây nó sẽ là khu vực tranh chấp lực mua lực bán để nó tạo ra khu vực sideways, đấy là câu chuyện đằng sau đúng không? Nhưng mà nếu tôi không hiểu bản chất của thị trường, tôi không hiểu bản chất của lý thuyết phân tích, tôi không hiểu bản chất của đường giá, thì cái việc tôi làm là gì? À, đoạn này tôi thấy là nó hết lực giảm rồi, bắt đầu tôi mua. Thì tôi cuối cùng là gì? Tôi vẫn kỳ vọng như các ông, có nghĩa là bây giờ mô hình của thằng này nó sẽ đi về kháng cự đây, đây là target khả thi. Thì tôi mua đây, kể cả tâm lý tôi thuộc cái dạng vững đến mấy nhỉ, thì tôi vẫn giữ đến cả cái giai đoạn này, có nghĩa là gì? Tôi vẫn giữ lệnh, có nghĩa tôi mua ở đây, tôi thấy nó cứ đi dần lên, tôi vẫn giữ lệnh ở đây. Tôi vẫn giữ lệnh này. Thế cuối cùng là gì? Sau cả một quá trình từ cái ngày mùng 2 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8, có nghĩa là 1 tháng rưỡi trời, tôi mua từ đây, tôi lãi lên được đến đây, trong khi tôi kỳ vọng lên đến đây. Và cuối cùng là gì? Có phải tôi giữ để tôi ăn được lên, tôi ăn được, tôi chốt lời đấy không? Không, không có. Ăn được một ít, thậm chí là quay về hòa vốn hoặc lỗ thêm. Hoặc lỗ thêm, bởi vì tôi không hiểu là gì. Tôi không hiểu, lúc đấy tôi chỉ biết đánh theo tín hiệu thôi. Mà tôi không hiểu câu chuyện thực sự xảy ra đằng sau. Thế nên là nó gây ra những ức chế về mặt tâm lý. Nó gây ra cái sự kỳ vọng thái quá. Thế nên là tôi dạy các ông bà là để các ông bà hiểu được câu chuyện thị trường. Chứ tôi không dạy các bà là các ông bà là buy phải sell như thế nào, như một cái máy. Thế nên là đây nó mới là thứ anh em cần phải hiểu thực sự. Đấy, thế thôi. Đấy, đơn giản là gì? Cùng một cái lý thuyết đấy, cùng một cái điểm vào lệnh đấy, nhưng người hiểu người ta có chiến thuật khác, và người không hiểu người ta áp dụng máy móc, người ta đánh kết quả nó khác hoàn toàn, đúng không? Trong khi một cái giai đoạn này, tôi thưa với các ông nhé, giai đoạn này đánh cứ mỗi cái đoạn này là mỗi con sóng phát vốn ăn mấy chục phần trăm, giai đoạn này ăn không biết bao nhiêu tiền, nhưng mà mới một người kỳ vọng người ta sai, giai đoạn này người ta ăn một tí. Và đương nhiên nhé, nếu ông không kiểm soát cảm xúc tốt, giai đoạn này cháy là chuyện đương nhiên. Đấy. Đây, thì bây giờ lại một câu chuyện tiếp theo này. Bây giờ hỏi anh em nhá. Có một cái đoạn này rất là hay, hỏi ý với anh em. Tại sao? Bây giờ hỏi anh em như này. Tôi đố các ông biết nhá. Tại sao trong giai đoạn uptrend thì các con sóng nó tạo ra quán tính tăng liên tục? Nhưng ngược lại, đoạn này nó tăng. Đây nhá, anh em nhìn tôi xem nhá. Anh em thấy những cái con sóng này tăng về cái độ mạnh, nó gần như là ngang nhau đúng không? Cái sóng tăng nó cũng mạnh mà sóng giảm nó cũng nhanh, khiến các ông bà không kịp trở tay đúng không? Rõ ràng về cái độ dốc là nó khá là tương ứng với nhau. Đoạn tăng này nó dốc bao nhiêu thì đoạn giảm này nó giảm bấy nhiêu, nó dốc bấy nhiêu đúng không? Nó dốc bấy nhiêu. Thế nhưng mà tôi đố anh em biết tại sao? Đây nó là cái câu chuyện thị trường nó đang kể cho mình thấy này. Tôi đố anh em biết tại sao? Khu vực này nó tăng thì nó tạo ra quán tính tăng. Nhưng khu vực này nó giảm, tại sao nó không tạo ra quán tính giảm mà nó vẫn giảm tiếp? Ông nào trả lời được câu này thì là hiểu bài. Tại sao đoạn này nó tăng, nó quán tính tăng nó mạnh vậy?
Nhưng đoạn này nó vẫn giảm từ đây đến đây, nó giảm gần như là về mo rồi. Nhưng mà tại sao không quan tính giảm mà nó điều chỉnh lên, xong thị trường vẫn giảm tiếp? Đa phần anh em trả lời là sai. Một số anh em trả lời được một phần ý thôi, được một phần ý thôi, nhưng mà đa đa phần chưa anh em nào trả lời nó thỏa mãn cả. Đấy, thế đây lý do nó là như thế này. Mọi người ấy, khi mà uptrend nó xảy ra ấy, thì thứ nhất, bây giờ chúng ta sẽ phân tích các khía cạnh sau. Thứ nhất là chúng ta phân tích về khía cạnh tâm lý thị trường. Cái động lực của lòng tham bao giờ nó cũng lớn hơn cái động lực của sự sợ hãi rất là nhiều. Bây giờ chẳng hạn là các ông bà thấy là bây giờ có một cái tờ vé số mà chúng ta biết chắc là nó sẽ trúng Vietlott, mà chúng ta để ở giữa đường chẳng hạn, ai cũng biết là cái tờ đấy nó sẽ trúng Vietlott, thì tôi đảm bảo là cả cái tuyến phố đấy người ta phi vào, người ta tranh cướp nhau cái tờ vé số đấy ngay. Thế nhưng ngược lại, nếu mà có một nỗi sợ hãi gì đó thì nó sẽ xảy ra từ từ, và chúng ta không có quá nhiều sự sợ hãi nếu cái mối nguy hiểm đấy nó không ảnh hưởng đến tính mạng của mình. Và cái mối nguy hiểm đấy đặc biệt hơn, nếu nó không rõ ràng thì cái sự sợ hãi nó không có nhiều động lực. Đấy, đấy là về tâm lý thị trường. Thì là ở cái giai đoạn này ai cũng thấy dòng tiền nó ồ ạt vào, ai cũng thấy là cái thằng hàng xóm nó mua xe mua nhà, ai cũng thấy là rất nhiều người họ kiếm được tiền ở trên mạng ở cái giai đoạn này. Giai đoạn này ông nào cũng là thánh hết, nhưng mà đến giai đoạn này mới biết ông nào còn quật. Đấy, thế nên động lực của lòng tham nó là như vậy. Còn giai đoạn này thì sao? Cái việc thị trường nó giảm giá nó đến từ từ. Nó đến từ từ và để cho mọi người không nhận ra được cái việc đó. Thế nên là có một cái câu anh em phải nhớ, đó là khi người ta nhận ra downtrend ấy, thì thị trường nó đã downtrend rồi. Khi người ta nhận ra downtrend thì thị trường nó đã downtrend rồi. Đây này, ở khu vực này tôi nói với các ông nhé, ở khu vực này KOL Việt Nam họ vẫn hô là thị trường lên uptrend. Vẫn hô 60.000 với 80.000 ở khu vực này, tôi không hiểu lý do gì. Không biết là cố tình hay là các ông kém thật, nhưng mà tôi không hiểu. Khu vực này vẫn hô uptrend. Xong đến khu vực này xong bắt đầu mới thừa nhận với nhau lên lên mạng, rồi lên YouTube, lên Facebook nói với nhau là thị trường downtrend rồi. Anh em đừng quá đau buồn, rút kinh nghiệm. Thế tôi không hiểu đoạn này ông hô downtrend để làm cái gì, đúng không? Thế nên là khi người ta nhận ra đáp, khi đám đông nhận ra downtrend thì thị trường chắc chắn nó đã downtrend rồi, và lúc đấy không còn cơ hội sửa sai. Và downtrend nó sẽ diễn ra từ từ, và giai đoạn đầu nó sẽ không có quán tính giảm nữa không, nó sẽ không có quán tính giảm để các ông nhận ra rõ ràng, giống như trong giai đoạn uptrend đó là quán tính tăng. Bởi vì sao? Thứ nhất, tiếp theo chúng ta nói về ý muốn của cá mập, có nghĩa là mục đích của cá mập trong từng giai đoạn thị trường ấy. Cái này Alan sẽ nói trong buổi sau, anh em nhớ nhắc Alan về cái lý thuyết sau đó là, à thôi tôi nói luôn, không 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 phải nói luôn đi. Thì cái khu vực này mục đích của cá mập ấy, theo anh em mục đích của cá mập trong giai đoạn uptrend là gì? Mục đích của cá mập trong giai đoạn uptrend là gì? Là tiền, là lợi nhuận, đúng không? Bởi vì khu vực này đã gom rất nhiều hàng rồi, đây nó là bài toán kinh doanh của nó mà. Đây nó là bài toán kinh doanh của nó. Thì khu vực này nó đã nhập hàng rồi, thì bây giờ nó phải đẩy thị trường lên để nó chốt lời, nó kiếm tiền về, lợi nhuận. Vậy rõ ràng lúc đấy mục đích của nó là lợi nhuận, thì nó phải cho đám đông, nó phải cho thị trường, nó phải cho xã hội nhận ra rõ ràng là thị trường đang tăng trưởng một cách cực kỳ nóng, để kích hoạt lòng tham và kích hoạt sự FOMO, và đẩy dòng tiền vào đây cực kỳ nhiều, khiến cho ai cũng tham lam mà nhảy vào thị trường với một cái kỳ vọng trên trời. Thì lúc đấy rõ ràng với một cái mục đích như vậy, thì thứ nhất là về truyền thông, thứ hai là về đường giá, hai cái hiệu ứng đấy nó phải cho người ta thấy rõ ràng nhất có thể, để người ta không kìm nổi lòng tham mà nhảy vào đây. Có bao nhiêu tiền ôn in sạch, thậm chí là vay mượn. À, đấy thì bắt đầu là từ những cái động lực đấy nó đẩy thị trường đi lên rất mạnh, và lực mua hầu như lúc đấy trên thị trường chỉ có lực mua và không hề có lực bán.
hầu như lúc đó trên thị trường chỉ có lực mua, người lực bán, nên nó tạo ra quán tính tăng cực kỳ mạnh mẽ. Đó, tiếp theo này, mục đích anh em có thể ghi cái này vào nhé. Mục đích của cá mập trong giai đoạn uptrend là lợi nhuận, còn mục đích của cá mập trong giai đoạn downtrend là chốt hàng, là chốt lời. Thứ nhất là mục đích của cá mập trong giai đoạn downtrend là chốt lời, sau đó là gì? Gây tâm lý chán nản cho thị trường. Chốt lời và gây tâm lý chán nản cho thị trường, đấy là mục đích tuyệt đối của nó trong giai đoạn downtrend. Giai đoạn downtrend mục đích của nó không phải là lợi nhuận nữa không? Cá mập nó không phải đi làm hàng tháng. Những người điều khiển thị trường họ không phải là người cần một cái thu nhập hàng tháng để là gì? À, tháng trước mình đẩy rồi, tháng này mình phải đẩy tiếp mình có tiền không? Nó kiếm tiền theo mùa thôi, nó kiếm tiền theo giai đoạn thị trường thôi. Mục đích giai đoạn này là lợi nhuận, mục đích ở giai đoạn này là gieo sắc sự chán nản và sợ hãi. Nhưng mà đương nhiên là nó ở giai đoạn sau, còn giai đoạn đầu của nó là gì? Giai đoạn đầu thì lý do tại sao khu vực này nó không có quán tính giảm, lý do là khu vực này không quán tính giảm là cái đoạn này nó sẽ không xả ào ạt mà nó xả từ từ. Khu vực này nó không xả ào ạt mà nó xả từ từ. Và trong cái giai đoạn này nó chỉ lực bán nó chỉ đến từ đâu anh em? Giai đoạn này lực bán nó chỉ đến từ đâu? Nếu khu vực này thị trường nó tăng là do cả lực mua của cá mập và lực mua của đám đông thị trường. Lực mua của đám đông thị trường thì giai đoạn này lực mua nó đến từ phía nào? Rõ ràng giai đoạn này lực bán nó đến từ phía nào? Rõ ràng giai đoạn này lực bán nó chỉ đến từ cá mập và một số ít những nhà đầu tư có kiến thức và kinh nghiệm trên thị trường thì họ mới bán. Còn đa phần 90% đám đông, 99% đám đông của khu vực này, họ vẫn kỳ vọng đây là con sóng điều chỉnh để tiếp tục đi theo kịch bản uptrend này nhờ những ông KOL trên mạng. Anh em xuống cứ mua tiếp đi, anh em xuống cứ DCA tiếp đi, kiểu gì là 80.000. Bây giờ coi à, coi anh em cứ mua gom đi, sau đấy giàu rồi bắt đầu mới nghĩ đến tôi, kiểu thế. Thế nên là cái khu vực này lực xả nó đến hoàn toàn từ cá mập, không hề đến từ đám đông, bởi vì đám đông họ vẫn còn sự hy vọng rất lớn. Đám đông họ vẫn còn sự hy vọng rất lớn và cái việc nó xả dần dần này với vốn nhỏ nó không thể nào nó tạo ra sự áp đảo giữa lực bán so với lực mua được. Vì cái lực bán đấy nó nhỏ và nó từ từ và nó chỉ đến từ phía cá mập thôi, nó không có cái trạng thái gọi là panic sell ở đây. Những cái pha giảm đây nó gọi là ăn gọi nó là pha giảm đầu tiên. Thì pha giảm đầu tiên này đám đông họ vẫn nghĩ đây nó là con sóng điều chỉnh để tiếp tục tăng lên, niềm hy vọng của họ vẫn còn nhiều, lòng tham của họ vẫn rất còn nhiều, nên lúc đó họ sẽ không xả hàng ra và lúc đó nó không có sự FOMO short và panic sell để xả hàng, nên nó không gây ra hiện tượng áp đảo của lực bán, nên nó giảm giá tuy là nhiều như vậy nhưng nó không hề có quán tính giảm. Nếu mà bây giờ để một cái lực mà cái quán tính giảm nó thực sự mạnh ấy, thì đoạn đấy nó phải giảm thật nhanh và thật mạnh như này thì lúc đấy mới có quán tính giảm. Thì nếu mà anh em nhé, thực ra ấy, mọi người, những cái người khác họ theo những cái trường phái phân tích cơ bản, bây giờ hỏi anh có phân tích cơ bản không, có chứ, nhưng mà nó check lại phân tích kỹ thuật. Nhưng mà những ông mà ông ấy chỉ biết phân tích cơ bản ông ấy rất là đả kích cái phân tích về phân tích kỹ thuật. Ông bảo là phân tích kỹ thuật khô khan rồi nó mang tính chất dập khuôn. Nhưng mà tôi thưa với các ông nhé, cái phân tích kỹ thuật ấy, nó thể hiện được hết câu chuyện thị trường. Bây giờ nếu cho tôi phân tích cơ bản, tôi thách câu nào phân tích cơ bản bằng tôi luôn. Nhưng mà vấn đề ấy, là cái phân tích kỹ thuật nó không hề khô khan chút nào. Nó không hề khô khan bởi vì nhá, nó đi với tâm lý thị trường. Nếu mà khu vực này nó có quan tính giảm thì lúc đấy tôi đảm bảo tâm lý thị trường là gì? Không phải người ta nhìn vào cái này mà người ta bán, mà vấn đề là gì? Cái đường giá lúc đấy nó sẽ thể hiện là đám đông họ đã cực kỳ sợ hãi rồi. Và nếu đoạn này, thưa với anh em nhé, nếu đoạn này thị trường nó giảm thực sự mạnh, thì có khi lúc đấy tôi còn nghĩ là đây nó sẽ là con sóng gọi là rũ hàng để sau đó nó tích lũy rồi nó lên tiếp cơ. Nhưng nếu nó giảm một cách từ từ như thế này, nhây nhây như thế này, có nghĩa là gây sự chán nản, nó cứ lên xuống nhỉ, thì đấy là dấu hiệu cho chúng ta thấy là thị trường không có động lực. Bởi vì giống như anh em đã, tôi đã so sánh cái đường giá, tôi so sánh với ông là các cái đường giá về cái việc là đường giá nó như một quả bóng ấy.
Nếu công đứng ở trên cái độ cao là 2 mét, công thả quả bóng xuống thì nó nảy lên cũng bình thường. Nhưng nếu công đứng ở trên đỉnh tòa nhà 3 tầng mà công thả cái quả bóng xuống, rõ ràng nó đập xuống đất nó nảy lên rất là mạnh. Đập xuống đất nó nảy rất là mạnh. Nên là cái đoạn này nếu nó giảm càng nhanh ấy, thì khả năng nó bật lại lên càng cao. Bởi vì câu chuyện là gì? Giá vàng bây giờ đang 60 triệu đồng một chỉ. Nếu tuần sau nó giảm về 10 triệu đồng một chỉ thì câu chuyện thì nhảy ra. Rõ ràng tâm lý đám đông là gì? Nhảy vào mà mua chứ. Thì bao nhiêu tiền trong nhà vét ra mua vàng sạch. Bởi vì lúc đấy nó gây ra sốc cái vùng giá trung bình đấy. Nó sốc cái vùng giá trung bình và người ta lúc đấy là tâm lý lúc đấy người ta thấy nó quá rẻ. Cái tâm lý quá rẻ là cái câu chuyện là người ta sẽ nhảy vào mua. Thế nhưng mà nếu từ 60 triệu nó giảm dần trong vòng 5 năm, cứ mỗi năm nó giảm khoảng 2 triệu, mỗi năm nó giảm khoảng 2 triệu, mỗi năm nó xong nó cứ đi dần 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 xuống 40 triệu, thì lúc đấy người ta sẽ không mua đâu. Bởi vì cái sự sợ hãi nó không đến ngay lập tức mà nó đến từ từ. Nó đến từ từ. Thế nên là đấy giải thích để anh em hiểu đấy. Khi người ta nhận ra downtrend thì thị trường chắc chắn nó đã downtrend rồi. Cái giai đoạn này bắt đầu các ông mới hô nhau là downtrend rồi, các anh em bình tĩnh, các anh em lúc đấy thì bình tĩnh thì quái rồi. Tài sản nó chia 5, chia 7, chia 10 thì bình tĩnh thế nào được, đúng không? Đấy, anh em sẽ thấy này, quả bóng này, nó giảm như này. Nó giảm như này. Đó, thì đây là lý do để các ông hiểu được rằng là giai đoạn này thì nó là cộng hưởng lực mua của cả cái đám kiểm soát thị trường và đám đông. Họ cùng cộng hưởng lực mua và để tạo ra. Và mục đích của nó là lợi nhuận để nó tạo ra hiệu ứng về truyền thông, nó tạo ra hiệu ứng về giá cả để ai cũng thấy cái việc đó. Nhưng mà còn cái giai đoạn này, là gì? Lực bán hoàn toàn đến từ cá mập. Chứ đám đông chả ông nào bán cả, trừ những ông có kiến thức và kinh nghiệm. Thế nên là lúc đấy bắt đầu là gì? Sự hy vọng nó còn lớn, lòng tham nó còn lớn, nên người ta không hề bán đâu. Đến giai đoạn này thì gọi là nhắm mắt buông xuôi rồi. Thôi giai đoạn này không bán được thì giai đoạn này chia 5, chia 7, chia 10 rồi còn bán gì nữa. Bán bây giờ thì còn cái rẻ rách. Kiểu như vậy. Thế nên là cả cái giai đoạn này anh em sẽ thấy là thị trường nó di chuyển không hề mạnh mẽ như khu vực này. Mà nó cứ từ 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 từ, nó không có quan tính giảm đâu. Các ông sẽ khó chứng kiến nhé. Nếu ở trên các khung thời gian lớn này, anh em cứ nhớ cái kiến thức này cho tôi. Bởi vì bản chất thị trường tài chính nó là vậy. Đấy. Buổi hôm nay tôi đã liên kết cho các ông với từ cái kiến thức phân tích kỹ thuật sang cái bản chất của thị trường tài chính đấy. Đó là các ông cứ nhớ cho tôi như này này. Trong bất kỳ thị trường tài chính nào thì cái chuyện nó xảy ra quán tính giảm trên khung thời gian lớn từ 1D trở lên là cực kỳ khó. Là cực kỳ khó nha. Là cực kỳ khó bởi vì chứng khoán Việt Nam thì không nói tại vì nhiều khi chứng khoán Việt Nam nó không đi theo phân tích kỹ thuật và cái vốn hóa nó cũng nhỏ mà. Thế nên là anh em sẽ thấy là với những khung thời gian lớn ấy, để nó có cái quán tính giảm là hơi khó. Bởi vì cái giai đoạn đấy là chúng ta sẽ thấy là nếu lúc đấy cái hiện tượng panic sell thì lúc đấy là gì? Sẽ rất dễ cái quán tính giảm nó fail để thị trường nó bật lên. Bởi vì mục đích nó phải đi liền với mục đích của cá mập. Nó phải đi liền với mục đích của cá mập. Khu vực này mục đích của nó là lợi nhuận, nhưng khu vực này của nó là khiến cho các ông sợ hãi. Thế nên nó có giật xuống đến mấy chăng nữa, sau khi nó reset cái lực đấy nó phải lên tiếp. Còn cái đoạn nó cứ du 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 này, tôi đảm bảo các ông là nó dễ nó tiếp tục đi xuống, cứ đi xuống từ 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 mà thậm chí không có quán tính giảm. Không quán tính giảm. Bây giờ thì tiếp tục này, hỏi anh em này. Thế tại sao trong cái khu vực thằng 1D, cái khu vực mà sideways đi lên này hay trong khu vực này? Thì đây nhá, nếu bây giờ tôi giải thích với các ông này. Nếu ở đây tôi cứ coi như là ở đây nó có quán tính giảm đi. Đúng không? Anh em nhớ, anh em nghe cái phần này này. Tôi cứ coi như ở đây nó có quán tính giảm. Có nghĩa là lực bán đang áp đảo hoàn toàn so với lực mua. Và đoạn này là đoạn điều chỉnh lên để nghỉ ngơi so với lực, để nghỉ ngơi. Có nghĩa là những ông bán ấy, ông ấy tạm thời ông nghỉ. Ông đi thêm, ông ấy huy động thêm vốn để ông đáp vào thị trường, ông bán khống tiếp. Thì nó mới trong tiếp tục thị trường nó giảm. Cái trường hợp này anh em hiểu chưa? Trường hợp có quán tính giảm anh em hiểu chưa? Để tôi nói tiếp. Nói là đoạn này là đoạn tạm nghỉ của lực bán. Sau này đoạn này tiếp tục lực bán nó tham gia vào thì tiếp tục nó giảm tiếp. Nhưng trong trường hợp thực tế này, khu vực này anh em thấy nó không hề có quán tính giảm.
Vậy thì tại sao con sóng nó lại tiếp diễn? Khu vực này không có quán tính giảm, vậy thì tại sao con sóng nó lại tiếp diễn? Thì đấy chính là cái hành vi của cá mập, đó là gì? Đoạn này nó xả như vậy, nó không hề có cái sự áp đảo của lực bán so với lực mua quá nhiều. Thì lúc đấy bắt đầu đến đoạn này, xong lực bán nó nghỉ. Nó không hề áp đảo nha. Đoạn này nó chấm xuống nó chỉ nhiều hơn thôi. Nó không áp đảo. Nhưng đoạn này bắt đầu lực bán nó nghỉ, nhưng mà anh em thấy nó cũng không có lực mua tham gia vào. Bởi vì thị trường người ta chưa thấy có cái sự gì để FOMO vào đây cả. Thì đoạn này tiếp tục là gì? Thằng cá mập nó lại đáp thêm một lượng lực bán vào đây. Đơn giản là gì? Cái lực bán ở khu vực này nó bán xuống đến đây, xong nó nghỉ. Và lực bán ở đây nó lại là tiếp tục một lượng tiền mới tham gia vào, không liên quan đến đoạn này, khiến cho giá tiếp tục giảm. Anh em hiểu không? Hiểu không? Đấy, anh đang giải thích cho phân tích kỹ thuật đây. Có nghĩa là khu vực này em thấy là nó đơn giản là gì? Nếu giải thích, đấy là giải thích theo câu chuyện của tay to nhá. Nhưng mà nếu giải thích theo câu chuyện của cá mập là gì? À, câu chuyện của phân tích kỹ thuật là gì? Thì đơn giản các ông giải thích cho tôi như này này. Đây chính là cái ý mà tôi nói ở trong các buổi trước, đó là sự lệch pha giữa RSI và đường giá nó sẽ cho chúng ta thấy câu chuyện thị trường. Nếu ở đây nó có cái quán tính giảm thì cái đoạn này điều chỉnh xong tiếp tục đi xuống thì nó là sự tiếp diễn của lực giảm ở khu vực này. Tiếp diễn của lực giảm ở khu vực này. Nhưng mà đơn giản là gì? Đoạn này lực giảm nó cũng không thực sự mạnh để mà áp đảo. Nhưng mà đoạn này đến đoạn này nó cạn rồi, bắt đầu nó điều chỉnh lên. Thì đoạn này ở trong một cái xu hướng tăng của RSI này, nếu đây nó là sự gia tăng của lực mua, xu hướng tăng của RSI mà, nếu đây là sự gia tăng của lực mua, thì rõ ràng là giá nó phải tăng lên. Nhưng đằng này giá nó lại đi sideways. Giá lại đi sideways. Có nghĩa là lúc đấy không hề có sự tham gia mạnh mẽ của lực mua vào. Bởi vì sự tham gia mạnh mẽ lực mua thì giá nó phải lên trên này rồi. Thì tiếp tục là gì? Khi đến đây, cái sự điều chỉnh nghỉ của lực bán nó kết thúc và bắt đầu rời đi cắt xuống dưới. Có nghĩa là kết thúc cái quá trình gia tăng cái chỉ số này. Bắt đầu kết xuống đây. Có nghĩa là gì? Tiếp tục quá trình giảm của RSI tiếp tục giảm xuống. Thì đây chính là quá trình tiếp tục gia tăng lực bán để tiếp tục giảm xuống. Anh em hiểu chưa? Anh em hiểu chưa? Rồi, ok rồi đúng không? Đấy, thì cơ RSI nó cho hiểu hết câu chuyện thị trường mà. Đấy, thì anh em nhớ ghi các cái lý thuyết đó vào. Lý thuyết về mục đích của cá mập trong các giai đoạn thị trường để mình biết nó làm cái gì. Mình kết hợp phân tích kỹ thuật thì câu chuyện nó sinh động hơn rất là nhiều. Giai đoạn này mục đích của nó là lợi nhuận thì nó phải nhanh và mạnh, và câu chuyện nó rất rõ ràng về một cái xu hướng tăng và những cái lực mua tham gia vào thị trường. Còn giai đoạn này là giai đoạn nó phải chốt lời và nó tạo sự sợ hãi, nó tạo ra sự chán nản. Nó tạo ra sự chán nản. Đó, và khi người ta nhận ra downtrend thì thị trường nó đã downtrend rồi. Còn đoạn này là giai đoạn nó chỉ có lực bán. Cả cái đoạn này thưa với các ông nhé, trong giai đoạn của downtrend ấy, trong cả giai đoạn downtrend ấy, lực bán hoàn toàn đến từ phía cá mập chứ không hề có lực bán đến từ phía cá con, từ phía nhà đầu tư cộng đồng. Trong cả cái giai đoạn này, khẳng định với các ông, bởi vì giai đoạn này thứ nhất là người ta còn hy vọng, người ta còn lòng tham. Nhưng giai đoạn này là người ta lực bất tòng tâm, bởi vì tài khoản chia nhiều người ta không thể bán nữa. Vậy thì cả trong giai đoạn downtrend nếu có giảm giá, hoàn toàn lực giảm giá đến từ phía cá mập. Thế nên là nó sẽ không để xảy ra hiện tượng panic sell ở trong giai đoạn này. Và lúc đó lực bán nó chỉ đến từ phía cá mập, nên nó không xảy ra hiện tượng panic sell. Nên các khung thời gian lớn từ 1D trở lên trong khu vực downtrend nó sẽ rất khó xảy ra hiện tượng quán tính giảm. Anh em phải ghi cái điều quan trọng đấy lại. Trong khu vực downtrend, RSI từ khung 1D trở lên rất khó xảy ra hiện tượng quán tính giảm. Bởi vì, ghi thêm chữ bởi vì là lực mua, lực bán. Bởi vì
lực bán hoàn toàn đến từ phía cá mập chứ không phải đám đông nhà đầu tư. Thế nên là rất khó xảy ra hiện tượng quán tính giảm. Còn trong giai đoạn uptrend thì quán tính tăng nhìn rất rõ. Ông Quy Quy là ông nào hỏi? Tí nữa anh em hỏi đi. Anh em để tí nữa đến cái phần đặt câu hỏi thì cái hỏi. Giai đoạn này thì người ta hy vọng người ta không bán ở giai đoạn này thì chia 5, chia 7, chia 10 thì còn bán gì nữa. Thế nên là hoàn toàn lực bán đến từ phía cá mập. Hoàn toàn lực bán đến từ phía cá mập. Chứ cá con không ai bán hết. Cá con bán thì lúc đấy nó lại. Cá con mà bán chắc chắn cá mập nó sẽ mua lại. Và nó sẽ lại tạo. Nếu mà cá con có một cái tin tức gì đấy. Cá con có một cái tin tức gì đấy khiến cho nó bán cho nó sợ ấy. Thì lúc đấy chắc chắn cá mập nó sẽ mua lại. Và ví dụ nhé. Ví dụ bởi vì thực ra cá mập nó không quyết định được. Cá mập nó không quyết định được xu hướng. Nó có quyết định xu hướng thị trường anh em nhé. Cá mập có quyết định xu hướng thị trường. Nhưng nó vẫn phải lựa theo đám đông. Tôi nói ví dụ nếu có một cái nguồn tin tiêu cực nào đó. Hoặc là các cái bên to nó đánh nhau. Để nó diệt nhau chẳng hạn. Mà nó tung ra một cái tin gì đó. Khiến cho cá con nó sợ hãi nó bán ra khu vực này. Một cách mạnh mẽ. Để tạo ra quán tính giảm. Thì lúc đấy có nghĩa là cá con nó bán ra. Thì lúc đấy mục đích của cá mập là gì? À bọn này nó sợ rồi. Ngay khu vực này nó sợ rồi. Nếu nó bán ra một khối lượng lớn thì mình có khả năng. Tôi đứng ở trên quan điểm tôi là cá mập. Thì lúc đó nếu chúng nó bán xả ra nhiều như vậy ở khu vực này giá cũng ok rồi. Thì lúc đấy tôi có khả năng tôi gom được nhiều hàng. Vậy thì chúng nó bán ra bao nhiêu tôi mua lại hết. Và lúc đó tôi sẽ cần một giai đoạn. Lấy ví dụ nhá, lấy ví dụ với anh em như này nhá. Tại sao nó đi liền với phân tích kỹ thuật là như vậy? Đây, đây. Thì lúc đó cái khu vực này cá mập nó sẽ mua hết và nó sẽ cần một thời gian tích lũy ở khu vực này. Lúc đấy bởi vì cá con nó xả hàng ra hết rồi. Cá con nó xả hàng ra hết rồi, vậy nó đã đạt được mục đích của nó rồi. Đây là cái chuyện làm giá trong một thị trường nhỏ nhá. Chúng ta loại bỏ các yếu tố liên quan về kinh tế vĩ mô giữa các cái phân tích liên ngành đi. Ví dụ ở thời điểm này chúng ta sẽ để ý là lãi suất của Fed nó ảnh hưởng đến toàn nền kinh tế, nó ảnh hưởng đến chứng khoán và nó ảnh hưởng lây sang crypto luôn. Thì tạm thời chúng ta loại bỏ cái yếu tố liên quan về mặt vĩ mô đấy, chúng ta chỉ phân tích trong một thị trường thôi. Và đứng trên quan điểm làm ăn của cá mập, không phải đặt bản thân mình như vậy. Thì nếu đoạn này nó gom được hàng, bọn kia nó xả ra sạch nó gom được hàng, thì bây giờ là mục đích là nó đánh thằng kia để nó tạo ra panic sell và nó mua lại ở khu vực này. Và sau đấy nó cần một thời gian tích lũy này. Sau đó tiếp tục nó đẩy giá đi lên. Nếu có hiện tượng panic sell trong khu vực downtrend, anh em cứ nhớ ghi lại cái này. Bởi vì đấy là kinh nghiệm và các ông sẽ cần quan sát thị trường để ăn được những con sóng cực kỳ lớn từ cái kinh nghiệm này. Ghi lại. Nếu có hiện tượng panic sell mạnh mẽ trong khu vực downtrend, tâm lý thị trường cực kỳ tiêu cực và tạo ra quán tính giảm ở các khung thời gian lớn. Có thể lúc đó chúng ta đo tâm lý thị trường như nào, các anh cứ lên Twitter, các anh cứ lên các hội nhóm Telegram, hội nhóm Facebook ấy. Nhìn chúng nó nói chuyện thôi là anh em đo là tâm lý thị trường rồi, đơn giản lắm. Đấy. Thì có khả năng nó sẽ gom hàng và tiếp tục đẩy con sóng đi lên. Thì tôi đố không? Cái khu tại sao nó phải như thế này, sao nó đi lên mà nó không đi lên luôn? Không phải là đoạn này không phải tạo tâm lý nghi ngờ nữa. Mà ở khu vực này cá con nó đã sợ, nó bán sạch ra hết rồi. Bây giờ tôi gọi đây nó là một sự kiện đặc biệt. Tôi gọi đây nó là sự kiện thiên nga đen đấy chẳng hạn. Nó có một sự kiện đặc biệt khiến cho cá con nó sợ hãi, nó xả hàng sạch ở khu vực này rồi. Có nghĩa là đoạn này nó xả hàng rồi, đoạn này không còn xả hàng nữa. Thì thứ nhất, về mặt kỹ thuật thì khu vực này là khu vực để nó reset lại hết lực bán ở khu vực này. Nó reset lại hết lực bán ở khu vực này và nó tạo sự tích lũy
cho cái đường cong trung bình tại các khung thời gian lớn hơn. Ví dụ đoạn này thằng 2D nó đang xuống như này chẳng hạn. Thì đoạn này chúng ta sẽ thấy là gì? Tại sao phải có đoạn này? Có nghĩa là sự di chuyển của giá hay là sự di chuyển của đồ thị nó phải tạo ra được độ mượt cho đường trung bình. Vậy thì nó sẽ có một cái khu vực này. Nó sẽ có một mô hình rất rõ ràng này để kéo thị trường uptrend lên tiếp. Tạo độ mượt cho đường trung bình đúng không ạ? Và cái thứ hai về khía cạnh là câu chuyện của cá mập. Về khía cạnh hiệu ứng thị trường thì giai đoạn này để nó làm cái gì anh em? Giai đoạn khoảng nửa năm, một năm này để nó làm cái gì? Hiệu ứng về truyền thông. Hiệu ứng về truyền thông đúng không? Và đến đây bắt đầu câu chuyện về giá cả này, hiệu ứng về giá cả bắt đầu uptrend lên tiếp. Thì đấy là câu chuyện. Nhưng mà lưu ý này, câu chuyện này nó sẽ chỉ xảy ra trong trường hợp các nhóm nó đánh nhau về lợi ích hoặc là về lý do thì đấy tôi không biết, thì mới có câu chuyện này xảy ra. Bởi vì dù gì thì gì, đây nó cũng sẽ là một cái câu chuyện khá là mạo hiểm cho cá mập. Nếu nó thành công thì ok, nhưng mà đoạn này nếu làm không hẳn hoi là dễ chết lắm. Nếu làm không hẳn hoi thì rất dễ chết đoạn này. Nhưng mà thực ra là bởi vì ấy, nếu nó sẽ chết trong trường hợp nào Biden và FTX nó chưa đủ hiệu ứng để tạo ra cái hiện tượng này. Bởi vì tại sao nó dễ chết? Bởi vì cái sự sợ hãi, cái sự kiện đấy nếu nó xảy ra nó sẽ rất là lớn. Nó sẽ rất là lớn. Và đoạn này nó sẽ tạo ra một cái sự sợ hãi rất là lớn nên người ta mới xả hàng như vậy. Và đoạn này nếu ông làm câu chuyện không tốt, truyền thông không tốt, xu hướng không tốt, người ta không nhảy người vào người ta mua nữa. Mà có nghĩa là nếu cái sự sợ hãi đó nó để quá độ, nếu người ta over cái sự sợ hãi rồi thì người ta sẽ dẫn đến trạng thái gì? Mất niềm tin. Và lúc đấy giá có lên cao đến mấy đi chăng nữa người ta không mua nữa, người ta rời bỏ luôn thị trường. Thì lúc đấy ông có truyền thông đến mấy, ông đẩy lên mà người ta không mua là ông lỗ. Hiểu không? Hiểu không anh em? Thì đây, cái đoạn đấy là cái đoạn gọi là được ăn cả ngã về không đấy. Nó gom toàn bộ tiền lên thị trường ở giá này thì nó đẩy lên. Nếu nó đẩy lên được thì nó lãi rất nhiều. Nhưng mà đoạn này nếu làm câu chuyện về truyền thông, làm câu chuyện về thị trường không tốt mà người ta mất niềm tin, người ta rời bỏ là đứt, là hỏng luôn. Đấy. Thế đây là có phải là tôi vừa phân tích cho các ông vừa về câu chuyện đằng sau, vừa về câu chuyện đánh nhau của các nhóm, hiểu câu chuyện của thị trường, hiểu câu chuyện từ phân tích kỹ thuật, nó cho chúng ta thấy điều đấy nó logic với nhau hết. Bởi vì nếu đoạn này nó không có lực bán nữa, cá mập nó không bán nữa, đám đông nó bán hết rồi, cá mập nhảy vào thu mua thì nó không có sự gia tăng nữa. Và cái đoạn này là cái đoạn chuẩn bị cho truyền thông, thì đấy cũng là chính là cái đoạn mà tạo cái đường cong đi lên, tạo mô hình để thị trường tiếp tục uptrend, đúng không? Vậy thì khi mình hiểu tất cả các sự di chuyển của thị trường như vậy thì tôi hỏi các ông có ăn được tiền không? Downtrend, uptrend không ăn được tiền không? Không ăn được nữa thì thôi. Nhưng mà đương nhiên nói câu chuyện nó vậy thôi, nhưng mà anh em phải luyện tập để chúng ta có cái nhìn về thị trường. Đó, thế nhá. Đấy. Đấy thì chúng ta phải logic. Anh em mọi người phải ghi cái câu này vào. Đó là chúng ta phải logic cái sự di chuyển của giá với cái sự di chuyển của RSI để chúng ta biết được câu chuyện thị trường, hay là chúng ta biết được là lực đi nó có mạnh hay không. Ví dụ như cái khung thời gian 2D lúc nãy chúng ta ví dụ rồi, còn bây giờ khung thời gian 1D thì rõ ràng là cái câu chuyện lệch pha này, RSI thì gia tăng, xu hướng tăng, nhưng mà giá thì cứ đi sideways, thì rõ ràng là không có lực mua tham gia vào. Thì chúng ta phải hiểu câu chuyện đấy, thì chúng ta phải ghi cái lý thuyết đó là sự di chuyển của giá và RSI nó phải logic với nhau. Anh em mình thấy nó đi tít tít đến đây rồi mà nó vẫn cứ loanh quanh ở đây thì rõ ràng nó không có lực. Nhìn thấy là biết rồi. Nhìn thấy là biết rồi. Đấy, ôn lại tiếp buổi trước là chúng ta còn học về ngoài cái việc là sideways, ngoài cái việc là nó sideways vì cái tính chất ngược pha là nó tạo ra cái vùng giá, kênh giá hoặc là tam giác, thì chúng ta cái hình thức sideways số 2 là hình thức sideways khi mà bản chất cái khung thời gian đấy nó không có lực mua lực bán, nó tạo ra hình thức sideways. Thế anh em mình sẽ nhận diện bằng cái gì? Cái đỉnh trước đó nó không cao quá. Cái đáy trước đó nó không thấp quá, bắt đầu RSI có hiện tượng đi dần vào khu vực 40, 60, cụ thể là khu vực 50, và đường trung bình nó không có xu hướng,
thì lúc đấy chúng ta có thể dự báo là cái khu vực phía sau là cái RSI nó sẽ đi sideways trong khu vực 40 60 và giá thì đương nhiên là đi sideways rồi. Đấy, thì mấy ngày vừa rồi tôi ăn được hai lệnh, mỗi lệnh hơn trăm giá, ăn khóc ra nước mắt. Thì đơn giản là đánh cho nó vui để có cái lệnh khoe với anh em. Nhưng bình thường là những cái lệnh thì tôi không đánh đâu. Bình thường những cái lệnh thì không đánh, mình nhìn nó biết là nó đi không mạnh. Đó. Rồi tiếp tục đến cái câu chuyện tiếp theo. Anh em ghi cái phần này vào, đó là lựa chọn khung thời gian để chơi. Lựa chọn khung thời gian để chơi. Thì với những khung thời gian từ khung 1D trở lên, lưu ý chúng ta chỉ mua spot, có nghĩa là chúng ta chỉ mua và chúng ta để coin ở đó. Đến khi nào nó lên thì bán đấy. Thì đương nhiên chúng ta phải nhìn được cái con sóng của những khung thời gian từ 1D trở lên chúng ta mới làm câu chuyện đó. Ví dụ nó có mô hình hay gì đó và nó đồng thuận với nhau thì anh em mình mới mua. Đấy. Và nó còn phải tùy chiến thuật nữa. Ví dụ chúng ta ở cái giai đoạn sắp tới tôi đã phân tích với anh em là thằng 2 wick nó có đi lên nhưng mà nó ngược pha với thằng 1M thì khả năng cao là nó sẽ sideways trong khu vực này. Và nếu nó sideways kiểu này thì nó khó mà đẩy altcoin được, thì chúng ta chỉ mua Bitcoin và ETH thôi, altcoin mua vui vui khoảng 10% thôi, thế thôi. Đấy, chúng ta còn cái kiểu đấy. Vậy thì thằng 1D trở lên là chỉ dùng để mua spot, những cái xu hướng từ 1D trở lên là chỉ dùng để mua spot, tuyệt đối không đánh future. Bởi vì những cái lệnh 1D trở lên nó đi nó mất gần cả tháng. Con sóng 1D nó đi mất gần cả tháng trong giai đoạn này. Thì cả tháng đấy mà anh em mình giữ cái lệnh future ấy thì cái phí nó rất là nhiều, mình không thể chơi được. Thì với Anden, lệnh future Anden chỉ chơi từ những khung thời gian H4 đổ xuống. Anden chỉ chơi từ những khung thời gian H4 đổ xuống thôi. Cụ thể tập trung vào 15M H1 H4. H1 H4. Bởi vì H1 H4 thì giai đoạn này nó cũng khá là lâu nên Anden vẫn đánh thêm cả 15M đó. Có những cái đoạn mà 15M nó đi cũng mất cả hơn một ngày thì thôi, đánh thì nó cũng nhàn, nó không có vấn đề gì. Ở trong giai đoạn này thì lưu ý tiếp này, không đánh những khung thời gian quá nhỏ bởi vì nó sẽ gây mất cân bằng trong cuộc sống. Từ cái việc gây mất cho cân bằng trong cuộc sống, nó sẽ khiến anh chị sinh ra những cái tâm lý hoặc cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng ngược lại đến quá trình trading. Lưu ý là như vậy. Thế bây giờ tôi hỏi các ông là bây giờ các ông có vợ mà bây giờ các ông ngồi máy tính, các ông cắm mặt vào từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối. Thì bây giờ tôi hỏi là không chia sẻ việc nhà với vợ, không quan tâm đến anh em bạn bè, không gọi trò chuyện với vợ với con mình thì có vẻ nó gây ra mất cân bằng cuộc sống không? Thì từ cái việc là vợ nó cằn nhằn, con nó khóc, đi học không đón nó rồi con nó ăn không chăm nó, thì bây giờ có phải là nó gây ra cái việc mình làm ấy, nó gây ra ngược lại cái tâm lý áp lực cho mình không? Vậy thì lúc đó là gì? Tự nhiên bây giờ vợ nó cằn nhằn một câu là cái tâm lý giao dịch mình đã khó chịu, mình là bản thân mình đang thấy khó chịu, mình đang thấy là không vui rồi. Vậy thì rõ ràng là khi mình áp cái tâm lý đấy ngược lại vào trading thì là cái quyết định mình ra nó không sáng suốt. Cái quyết định mình ra nó không sáng suốt. Thế nên là cái câu ấy, trader là người phải cân bằng được giữa công việc giao dịch và cuộc sống ấy, nó thể hiện một cái khả năng tuyệt vời của một nhà giao dịch. Không phải là ông cắm máy 24 giờ một ngày đâu, ông nào giao dịch kiểu thế là tôi đảm bảo ông thua chắc. Thế nên là trading nó phải cân bằng được giữa công việc giao dịch và cuộc sống. Ngoài ra anh em rèn luyện sức khỏe chứ. Bây giờ cơ thể mình nó không khỏe thì bây giờ ông ngồi mà ông cứ đau yếu rồi. Bây giờ ông ngồi máy tính khoảng 20 tiếng một ngày, 12, 15 tiếng một ngày thôi. Cái lưng ông nó đau tôi hỏi ông có vui được không? Cái lưng ông nó đau tôi hỏi là lúc đấy ông làm việc ông có hăng say được không? Không thể nào. Thế nên là mình vẫn phải công bằng với cuộc sống, với công việc, với những cái niềm đam mê của mình, với những cái thói quen tích cực cho cuộc sống của mình. Đúng không? Thế nên là không chơi những khung thời gian từ 5M trở xuống. Lưu ý là như vậy. Chỉ chơi từ 15M trở lên. Có mô hình thì báo, không có mô hình thì thôi. Thế nên là, nhưng mà cái tiếp theo là chúng ta chọn chơi những khung thời gian nào thì nó phụ thuộc vào cái cuộc sống cũng như là cái công việc hiện tại của mình. Cái quỹ thời gian của mình nó có phù hợp hay không? Nếu anh em nào còn đi làm, lưu ý vẫn cứ tiếp tục đi làm. Đấy, bởi vì trước khóa học là sẽ có một số anh em hỏi tôi là thầy ơi em định nghỉ để em nghỉ việc công việc em hiện tại em đang làm để em tập trung vào em trading. Và công việc trading nó sẽ trở thành cái sự nghiệp của em. Nhưng mà quan điểm của tôi á, quân tử phòng bị gậy, đó là gì? Nếu mình bước ra khỏi vòng tròn ấy, thì bước từng chân một. Có nghĩa là bây giờ ấy, nếu nhá, thực ra nhé,
Theo quan điểm của anh lần này, anh em nhảy việc là tốt nếu mình có cái hormone thành công, mình có khả năng thành công trong bất kỳ một lĩnh vực vực nào. Có nghĩa là quan điểm là gì? Mình có thể ra đi khỏi cái công việc đấy, nhưng hãy ra đi trong trạng thái thành công chứ đừng ra đi trong trạng thái thất bại ở bất kỳ một lĩnh vực nào. Nếu ông là một người bác sĩ, ông có thể ra đi để học hỏi một lĩnh vực mới, ông có thể ra đi để cho mình một cái thành công trong một lĩnh vực mới. Nhưng lúc đấy ít nhất ông hãy ra đi ở trạng thái là ai cũng phải thương tiếc cái tài năng của ông. Chứ bây giờ đừng ở trong trạng thái là ông đang làm một công việc, ông không làm tới nơi tới chốn, kết quả nó không ra đâu vào đâu cả. Có nghĩa là xong cuối cùng ông lại đi tìm một cái công việc mới. Trong công việc mới đấy ông làm nó cũng không tới nơi tới chốn. Xong cuối cùng là kết quả nó không có, ông lại đi làm một công việc mới. Thì những cái người đấy họ gọi là những người mà có thói quen bỏ cuộc, chứ tôi không gọi đấy là cái việc là ông đi tìm thành công ở một lĩnh vực khác. Bởi vì ít nhất là gì? Ông phải làm nó tới nơi tới chốn, ông làm cho nó ra kết quả. Thì cuối cùng mới biết là thực sự ông có hợp với cái công việc đấy hay không, hợp với cái tập thể đấy hay không, hợp với công ty đấy hay không. Có nghĩa là ít nhất ví dụ ông ra đi khỏi công ty đấy thì hãy ra đi ở vị trí giám đốc, chứ đừng ra đi ở vị trí một thằng nhân viên quản. Đừng ra đi ở bất kỳ một cái môi trường nào, một công việc nào, một lĩnh vực nào khi người ta chưa nhớ anh là ai. Ok. Có nghĩa là những người đấy người ta gọi là có thói quen bỏ cuộc. Thì những người đấy có ở công việc nào người ta không thành công được. Bởi vì đấy là thói quen của người ta rồi. Người ta cứ làm một thời gian người ta không thấy hiệu quả là người ta lại đi tìm một công việc mới. Thế nên là nếu có rời bỏ, hãy rời bỏ ở trạng thái thành công chứ đừng rời bỏ ở trạng thái thất bại. Đấy là cái mấu chốt chia sẻ với anh em như vậy. Thế nên là ông nào có cái ý muốn nhảy sang công việc này thì hãy bước từng chân một. Mình có muốn nhảy ra khỏi vòng tròn ấy, thì nhảy từng chân một. Nói là ít nhất giai đoạn này mình vẫn cứ tập trung công việc. Giai đoạn này mình cứ tập trung học hỏi kiến thức. Đến khi nào mình giỏi kiến thức rồi, bắt đầu mình áp dụng cái kiến thức tôi dạy vào thị trường, và ông kiếm được lợi nhuận đều đặn từ 6 tháng cho đến 1 năm. Bởi vì thực ra với các anh em nhé, tôi chia sẻ nhé, thực ra đó là cái việc mà anh em trading ấy, nó tốt ấy, nó không mất thời gian đâu. Nếu mà anh em lên kịch bản theo đúng những cái gì anh đã chia sẻ nhé, lên kịch bản tốt, xử lý lệnh tốt, quản lý lệnh tốt, nó không mất thời gian chút nào. Ví dụ ông đi làm, ông hoàn toàn ông có thể chọn chơi cho tôi không thời gian H1, H4. Một cái sóng H1 bây giờ nó đi mất 2 ngày anh em ơi. Cần gì phải thời gian mà canh. Bây giờ chẳng lẽ ông đi làm mà cứ 2 tiếng, 1, 2 tiếng không bỏ cái điện thoại để ông xem cho tôi cái đồ thị được một lần. Buổi sáng trước khi đi làm ông không dành cho tôi được 30 phút để ông lên kịch bản thị trường. Những người mà người ta bao biện cho cái việc đấy chỉ có cái là người ta quá lười và người ta luôn luôn ở trong trạng thái đéo cày giữa đường thôi. Hoàn toàn anh em vừa có thể đi làm, vừa có thể trading, vừa có thể cân bằng mọi thứ đó. Chỉ sợ ông lười thôi. Thế nên là mình giỏi rồi, bắt đầu mình duy trì được cái lợi nhuận đều đặn trong vòng 6 tháng cho đến 1 năm. Lúc đấy ông nghỉ hoàn toàn ok. Bởi vì lúc đấy ông trong trạng thái vững vàng rồi. Đừng bao giờ nhảy all in công việc, bây giờ mình đốt thuyền để mình nhảy sang lĩnh vực này. Bởi vì tại sao? Bởi vì lúc đấy là người ta, tại sao có những ông cứ hỏi vào những cái câu mà nó không liên quan gì cái gì tôi đang nói nhỉ? Tôi đã nói đến cái phần anh em đặt câu hỏi đâu. Tôi đang nói đến cái việc chơi khung thời gian nào cho nó phù hợp, thì ông Quang ông lại hỏi là thầy hướng dẫn thêm quản lý lại. Thế nên nhá, khuyến khích anh em là chúng ta hãy ít nhất cái quãng thời gian đấy mình coi như mình có thêm một công việc song song để mình học hỏi. Mình coi thêm mình có một công việc song song để mình làm. Mình chăm chỉ hơn một chút, mình ngủ muộn hơn một chút, mình thức dậy sớm hơn một chút. Và sau đấy thì mình sẽ nhàn hơn nhiều. Chứ không phải là bây giờ nếu mình nhảy việc luôn, mình nghỉ công việc kia luôn thì nó sẽ gây ra áp lực. Áp lực thứ nhất và áp lực về mặt tài chính. Áp lực thứ hai là áp lực về một cái công việc mới mình tham gia vào. Có thể nó chưa đạt được thành quả. Thì lúc đấy nó sẽ gây ra những áp lực tinh thần. Và đương nhiên anh em đã hiểu là cái áp lực về tinh thần, áp lực về cảm xúc trong công việc này, nó sẽ không tốt chút nào và đảm bảo các ông sẽ thất bại.
Thế nên là chúng ta sẽ đi từng bước một, đi từng bước một, đi từng bước một. Đấy. Đấy, chúng ta sẽ tập trung chơi ở những khung thời gian từ 15 giờ cho đến H4 thôi, vào lệnh future. Thì chỉ chơi ở những khung thời gian đó. Đúng rồi. Chúng ta chỉ ra đi từ một công việc, chúng ta chỉ ra đi từ một lĩnh vực khi chúng ta đã có kết quả từ lĩnh vực đấy. Ví dụ là tôi nói nhé, nhiều người nói là em không hợp với lĩnh vực này. Nhưng mà nếu ông làm hết mình, ông làm hết sức, ông cố gắng, ông miệt mài, ông chăm chỉ. Thì ví dụ là nếu nó có không hợp, ông không đạt được kết quả thành công vượt bậc như người ta. Nhưng mà ít nhất ông có một chút gì đó, ông có một cái nền tảng gì đó, ông có một cái vị trí gì đó trong cái lĩnh vực đó chứ. Đúng không? Kể cả ông không hợp. Nhưng mà nếu ông hết mình, rõ ràng ông vẫn có vị trí, ông vẫn có một cái level gì đó trong cái công việc đó rồi. Thì hãy ra đi ít nhất ở thời điểm đó. Ví dụ là bảo là thầy ơi, em làm công việc kiến trúc sư chẳng hạn. Em làm công việc kiến trúc sư chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ em kiếm được tiền, em có tiếng trong nghề rồi, em làm việc nhiều anh em biết biết đến mặt em rồi. Nhưng lúc đó em kiếm tiền trong nghề này em cảm thấy không vui nữa. Bởi vì em đi sớm về hôm, em thiết kế công trình rồi các thứ. Vợ em cả ngày không nhìn thấy mặt em. Em không chăm được con, em không lo được cho anh em. Thì lúc đấy em chuyển sang một công việc mới khiến cho em cảm thấy hạnh phúc hơn. Ok. Nhưng mà đừng có cái chuyện là em đi làm một thời gian em cảm thấy không hợp. Cái chuyện đấy là nếu có những người họ có tư duy như vậy thì đảm bảo là sang công việc trading ấy, cái việc tự kỷ luật, cái việc tự lên cái kịch bản cho cuộc đời mình ấy thì chắc chắn các ông không thành công rồi. Đúng không? Đấy, thì tập trung trading cũng thời gian này. Khi nào có mô hình thì chúng ta vào, không có mô hình thì thôi. Ví dụ là thứ nhất là chẳng hạn là mình đi làm. Anh em phải thứ hai là chúng ta phải nhất quán trong cái việc mình lựa chọn cái khung thời gian trading của mình. Ví dụ mình đang đi làm, mình xác định là mình chỉ chơi khi thằng H1 hay thằng H2 hay thằng H4 nó có mô hình. Thì lúc đấy nó có mô hình thì mình mới vào. Nhưng mà đừng thấy anh em trong nhóm là thấy có ông ấy thấy có cái thằng có ông ấy ở nhà. Ông ấy có nhiều thời gian hơn, ông ấy chơi thằng M15. Bắt đầu mình đi làm, mình ngó vào trong nhóm, thấy có anh em trong nhóm người ta chơi thằng M15, mình cũng ngứa tay ngứa chân mình chơi ở nhảy và mình chơi thằng M15 mà mình không có thời gian mình quản lý lại là mình chết. Đấy, thế nên là luôn luôn anh em phải nhớ là có mô hình thì vào, sóng sideways thì thôi. À, những cái đoạn mà sideways mà không có mô hình như này ấy, thì chúng ta không thể nào vào theo cái khung thời gian này để mà tìm điểm báo lệnh được. Hay là ông không thể chơi thằng khung M15 mà, hoặc là ví dụ như đơn giản ví dụ ông không thể chơi thằng M15 mà ông ấy ví dụ nhé, nhiều anh em trước đây mọi người bị một cái tật như này này. Có anh em bảo là anh ơi, lúc trước khi đi ngủ em thấy thằng M15 nó có mô hình em vào. Em vào theo thằng M15. Thế xong rồi em vào xong em cài theo xong em đi ngủ. Thì sáng hôm sau em dậy thì em thấy là thằng M15 nó đặt target rồi, nhưng mà nó quay lại nó cắn cái reel của em không chốt được lời. Thì em phải làm sao? Thì vấn đề là gì? Đấy nó là cái sự lựa chọn của ông. Đơn giản là thằng M15 nó không phù hợp với giấc ngủ của ông. Bởi vì nếu con sóng thằng M15 nó chạy chẳng hạn, có thể là nó sẽ mất vài tiếng đồng hồ là nó chạy xong rồi. Thì có nghĩa là trước khi ông ấy ngủ dậy là con sóng M15 nó đã chạy xong rồi. Thì nó không phù hợp với cái thời gian đấy. Thế nên là vấn đề không phải là thị trường nó khó, mà vấn đề là ông đang đi ngược với cái sự kỳ vọng của cái sự kỳ vọng của ông nó đang đi ngược với cái thị trường và cái quy luật tự nhiên là thằng M15 chẳng hạn nó đi mất 4 tiếng đồng hồ chẳng hạn hay là 5 tiếng đồng hồ chẳng hạn. Lúc nó dậy thì xong rồi, đâu lúc đấy làm sao mình chốt được. Vậy thì bây giờ cái lựa chọn của em là nếu trước khi đi ngủ em vào lệnh, lúc đấy thằng M15 nó có lệnh thì một là em đã vào theo M15 thì em phải đặt báo thức cho anh là 2 tiếng em dậy một lần ít nhất để mà quan sát để mà xem có chốt lời được hay không. Hai là em đã xác định em ngủ thì em đừng có vào lệnh theo M15. Nếu em có ngủ em chỉ vào được cho anh theo thằng H1, H4 thôi. Ví dụ là như vậy, bởi vì cái quãng thời gian nó chạy những con sóng đấy nó lâu hơn và em ngủ dậy nó vẫn chưa chạy xong thì em hoàn toàn có khả năng để em xử lý. Thế rất nhiều anh em vướng phải cái lỗi đấy chứ không phải không nhé. Thế nên là chúng ta cứ xác định cái quy luật, anh em ghi cho tôi cái keyword để kiếm tiền được trong thị trường này này. Anh em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng giấy bút. Keyword để kiếm tiền được xem trong nhóm ra ghi vào đóng hoặc kép vào đó là có mô hình thì vào lệnh, không có mô hình thì bỏ qua, có mô hình thì vào lệnh, không có mô hình thì bỏ qua. Bản thân Alan 1 tháng cũng chỉ vào trên dưới chục lệnh thôi, có mô hình thì vào lệnh, không có mô hình thì bỏ qua. Bởi vì anh em phải chia thị trường ra như này,
Thị trường nó có hai dạng sóng. Thị trường nó có hai dạng sóng. Một dạng tôi gọi nó là sóng lợi nhuận. Có những giai đoạn như thế này này, nó chạy rất rõ ràng. Khung thời gian nó chạy rất rõ ràng thì tôi gọi nó là sóng lợi nhuận, bởi vì nó có sự tích lũy lực mua lực bán một cách rõ ràng. Và chúng ta hoàn toàn có cơ sở để ra quyết định vào những con sóng đó và kiếm về lợi nhuận thì chúng ta gọi nó là sóng lợi nhuận. Nhưng mà ngược lại, thị trường nó có những cái giai đoạn như thế này hay có những giai đoạn như thế này thì đấy tôi gọi là sóng rủi ro, bởi vì nó thích chạy kiểu gì nó chạy, nó không có lực mua lực bán tranh chấp nhau một cách rõ ràng để cho chúng ta thấy một cái xu hướng. Thì lúc đấy là gì? Cái con sóng đấy hoàn toàn không có cơ sở để ra quyết định và vào lệnh thì mình phải đứng ngoài. Và những cái con sóng đấy nó mang rất nhiều rủi ro và mình nhảy vào thì tự mình ôm rủi ro vào mình. Anh lấy ví dụ là nếu một cái xu hướng nó tạo ra nhé, vừa nếu một cái xu hướng một con sóng nó tạo ra một cách rõ ràng, ví dụ ở đây chúng ta thấy là bỏ qua cái giai đoạn sideways nhé, chúng ta thấy ở đây từ cái giai đoạn này giá nó giảm xuống đây thì đây nó gọi là sóng lợi nhuận này, bởi vì nó có một cái sự tích lũy để chuẩn bị cho một cái xu hướng giảm của RSI thì mình vào lệnh ở khu vực này và mình ăn con sóng này nó rất là rõ ràng, bởi vì nó có sự tích lũy của cái lực bán một cách rõ ràng và lúc đấy mình nhảy vào phát là mình ăn tiền. Thế nhưng mà thay vì đó, ở trong những cái giai đoạn thị trường nó không có lực mua lực bán, nó sideways, thì lúc đấy nếu mà chúng ta không thấy có một mô hình rõ ràng nào cả thì đơn giản là gì? Lực mua lực bán nó đang trung hòa với nhau và nó không có cái sự tích lũy lực mua lực bán một cách rõ ràng. Và lúc đấy những con sóng kiểu như thế này, những con sóng kiểu đi lên đi xuống như này ở trong một biên độ nhỏ thì chúng ta sẽ không ăn. Thì anh lấy ví dụ những cái con sóng như thế này, những con sóng ở trong giai đoạn như thế này thì anh đừng gọi, anh lấy ví dụ như này anh em nhé. Nếu cái nó giống như kiểu một viên đá nhỏ, nếu mà anh em đến một cái hồ nước, cái hay là một cái ao, hay là một cái ao, cái hồ nước đấy cái mặt nước nó đang lặng như tờ ấy. Cái mặt nước đấy nó đang lặng như tờ ấy. Mà anh em ném một cái viên đá nhỏ xuống cái mặt hồ đấy thôi là chúng ta thấy là bắt đầu sóng nó gợn ra rất là mạnh. Thì nó giống như giai đoạn này, là cái mặt nước ở đây nó đang lặng như tờ, nó không có sóng sánh gì cả, nó không có lực mua lực bán gì cả, và đơn giản cái lực mua lực bán tạo ra những con sóng rủi ro này nó chỉ giống như viên đá nhỏ ném vào cái mặt hồ nước thôi, và nó lăn tăn ra. Còn những giai đoạn nó có cái lực mua một cách rõ ràng như này thì nó giống như là lúc đấy chúng ta đang ở bờ biển và các con sóng nó ào 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 nó cuộn vào bờ, và lúc đấy con sóng nó rất là mạnh và mình bắt được những con sóng đấy rất là dễ. Anh em đã từng đi tắm biển, chúng ta nhảy chơi cho cái trò nhảy sóng kìa, bắt được sóng rất là dễ. Thế nhưng mà lúc đấy nếu với cái lực mua lực bán này của cái hòn sỏi đó, mình cầm cái hòn sỏi mình ra bờ biển mình ném xuống mặt biển, chúng ta có thấy cái con sóng cái hòn sỏi nó tạo ra không, hay nó tùm phát là hết? Không hề có, đúng không? Bởi vì cái lực mua lực bán đấy nó không đủ sức để tạo ra con sóng, nó chỉ tạo ra cái sự lăn tăn ở khu vực này thôi. Thì ông muốn ăn cái con sóng lăn tăn ở mặt hồ nước hay ông muốn ăn con sóng biển thì phải nhớ cái câu là có mô hình thì vào lệnh, không có mô hình thì thôi. Và đặc biệt là ở những cái giai đoạn như này, những con sóng đấy lợi nhuận thì ít mà rủi ro thì nhiều. Nếu ông có may mắn ăn được thì lợi nhuận cũng rất là ít. Đó. Đấy, anh em cứ nhớ cái hình tượng viên sỏi đấy. Thế thôi, hôm nay học bảo chia sẻ anh em một tiếng kiến thức mà bây giờ thành tiếng rưỡi rồi. Đúng rồi, gần như là 70%, 60%. Anh đã bảo là một tháng anh vào trên có chục lệnh mà. Kể cả bây giờ cứ coi như là mỗi ngày để anh vào một lệnh đi. Thì em thấy là một tháng là 20 ngày nó là sự chờ đợi. Chứ không phải là cứ, các ông không phải là cứ trading là cứ, ông cứ bán bằng 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 đâu. Luyện kiên trì rất nhiều thứ, đọc sách, tập thể thao và cho nó thành thói quen. Hôm nào có cái buổi chia sẻ về những cái đó. Chứ một tháng, một ngày mà vào chục lệnh, tôi đảm bảo cô không thua mới lạ, nhất là ở những giai đoạn này. Nhất là ở những giai đoạn này. Không phải là Jolie trả lời sai, Hằng trả lời sai à? Thế nên là anh em nếu không quen được với việc chờ đợi, anh em ghi cái này này, lại ghi ngoặc kép vào nhờ cái câu hỏi của ông Đồng Minh Tuấn. Đó là anh em lại ghi cái này vào. Đó là nếu không làm quen được với việc chờ đợi
thì chúng ta nên rời bỏ thị trường. Ghi cái câu đó luôn. Nếu không làm quen được với việc chờ đợi thì chúng ta nên rời bỏ thị trường. Bởi vì kể cả các ông đầu tư kiểu gì đi chăng nữa, các ông đầu tư ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn, cái thời gian ông chờ đợi nó là thời gian chiếm đến 90% chứ không phải 70% đâu. Chuyện gì xảy ra nếu lúc nào trong đầu các ông cũng nghĩ đến uptrend như giai đoạn vừa rồi? Hành động của các ông là gì? Đi chơi khi giá xuống à? Và cuối cùng là gì? Là cháy tài khoản à? Đúng không? Và câu chuyện đấy đương nhiên nó sẽ xảy ra nếu các ông không biết chờ đợi một thời điểm chín muồi. Anh đọc nhiều lắm, bây giờ bỏ chia sẻ quyển nào cụ thể anh chịu chết. Bây giờ thì anh không đọc sách về 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 trade, anh không đọc sách về tài chính nữa rồi, bây giờ anh đọc sách về đạo rồi. Rồi bây giờ đến phần anh em đặt câu hỏi nào. Ông nào có câu hỏi comment nào. Rồi mời Chiến bật mic. Alo. Vâng, thấy nghe rõ không ạ? Anh nghe rõ. Vâng, em có vài câu hỏi cho em chuẩn bị đây, là có câu câu hỏi đầu là trước thầy cũng nhắc rồi là nếu mà giới đi điều chỉnh về đỉnh 79 với cả về đáy 21 thì lúc ý mình sẽ xử lý nào, nó có thể là quán tính tăng với cả quán tính giảm không ạ? Nếu mà bây giờ nhá, nếu mà RSI nó đi lên cái vùng 79 này mà nó phát xuống nó luôn như này thì lúc đấy anh em mình không xác định nó có quán tính tăng. Nó không xác định có quán tính tăng, bởi vì ví dụ em lấy ví dụ, anh lấy ví dụ với em nhé. Ví dụ như là bây giờ ngoài chợ đang có nó kéo lên đây. Mà thứ nhất là những cái trường hợp lên 79, thứ hai là bây giờ ví dụ như cái trường hợp này em thấy này, nó chấm về phát ở đây, phát xong nó lên luôn này. Những cái trường hợp mà nó về đến cái vùng 20 nó chấm cái nhé, xong nó lên luôn như này, anh em để ý này, thì những cái trường hợp này chúng ta gần như coi như là cái quán tính giảm nó fail. Đương nhiên chúng ta gần như coi như là cái quán tính giảm nó fail, bởi vì nó giống với hiện tượng là bây giờ ví dụ đang có 10 ông đang nhảy vào bán, đang có 10 ông đang nhảy vào bán, nó kéo cái RSI xuống đây, cái lực bán đang đây, thì lúc đấy ngay lập tức có 50 thằng nó nhảy vào nó mua, nó kéo vụt phát lên như này thì nó mới tạo ra cái đáy nhọn như này. Còn nếu mà lực bán của 10 ông kia được duy trì thì rõ ràng là cái đáy này nó sẽ di chuyển ở đây, đúng không Chiến, hiểu không? Và ngược lại với trường hợp lực mua cũng vậy, nó lên đây mà nó kể cả lên trên vùng 80 nhé, trên vùng 80 một chút nhé, mà nó kéo vụt cái đỉnh nhọn xuống thì cái lực này cũng không hề phải lực quán tính tăng, bởi vì nó giống như cái việc là 10 ông đang mua thì ngay lập tức có 50 thằng bán nó xả vào đầu và thằng lực mua này bị triệt tiêu hết ngay. Thì trong trường hợp nào lên đến vùng 70 hoặc là vùng 21 mà chúng ta gọi nó là quán tính tăng, đó là trong trường hợp khi mà nó lên đến đây mà nó cứ lăn tăn ở vùng này, thì lúc đấy có nghĩa là có nhiều đỉnh xuất hiện gần với vùng, nhiều đỉnh xuất hiện gần với vùng 80 hoặc là nhiều đỉnh xuất hiện gần với đáy 20 này, thì chúng ta vẫn coi nó là quán tính tăng. Nhưng mà xuống cái lên luôn, lên cái xuống luôn thì không. Hiểu không Chiến? Rồi em hiểu rồi. Ok, câu hỏi tiếp theo. Không, câu hỏi tiếp theo của em là cũng kiểu là nó tạo đỉnh nhọn ở 80, trên 80 và dưới 21, dưới 20. Có nghĩa là bây giờ anh em phải hiểu nhé. Anh em lại quy nó ra tâm lý thị trường lực mua thôi. Bây giờ ví dụ là nếu lực mua trên thị trường tâm lý đám đông nó đang mạnh thì rõ ràng nó phải duy trì được cái vị thế thắng đấy cho đến khi chúng nó nghỉ. Có nghĩa là việc lên cái quán tính tăng nó thành công là gì? Cái việc điều chỉnh nó chỉ là quá trình nghỉ của lực mua thôi. Còn xuống quán tính giảm nó thành công là gì? Là cái quá trình điều chỉnh lên nó chỉ là quá trình nghỉ của lực bán thôi. Thế nên là khi mà nó lên đến đây ấy, thường ấy, nếu mà nó thành công ấy, thì nó phải duy trì được các cái đỉnh ở trên vùng 80 xong bắt đầu nó mới xuống dần. Bởi vì lúc đấy nó duy trì được ở trên này là thể hiện là gì? Cái lực bán, cái lực mua nó đang hưng phấn và bắt đầu nó nghỉ dần đi xuống. Thì lúc đấy chúng ta gọi là cái quán tính tăng thì nó đẹp. Nó chỉ là cái quá trình nghỉ dần của lực mua xong bắt đầu điều chỉnh rồi lên tiếp. Chứ không phải là nếu mà bắt đầu nó lên đến vèo cái như này. Nó lên đến vèo cái, như lúc nãy anh nói, lên đến vèo cái như này xong nó xuống. Thì rõ ràng là gì? Cái lực mua này nó đang không duy trì được cái tâm lý thị trường muốn mua. Nó không duy trì được cái sự hưng phấn của đám mua. Mà ngay lập tức nó bị một cái lực bán nó dội gáo nước lạnh vào đầu, nó kéo tụt phát xuống. Thì lúc đấy những cái trường hợp đấy là rất dễ fail. Và những cái trường hợp nào nó fail thì anh em sẽ được học trong các buổi sau.
Còn những câu hỏi kia thì vừa nãy em đối tự được trả lời thầy trả lời cho rồi ạ. Đấy, em cảm ơn thầy ạ. Ok, cảm ơn chuyện. Tiếp theo mời đến Hằng nào. Jolie Phạm nào. Vâng, thầy ơi. À, lúc nãy em nói là 70% thời gian là thầy sẽ dành cho 70% tảng băng là giống kiểu tập thể thao rồi bút tới mến ấy. Thì em sẽ nói như vậy. Còn câu hỏi của em là em vừa thầy giải thích lại cái đoạn mà hôm nay em có hỏi trên nhóm ấy. Là cái stop loss là 1% ấy. Ví dụ tài khoản mình là 1.000, sau đó mình đánh một lệnh mình lãi 10% chẳng hạn. Thì khi mà mình tính stop loss của lệnh tiếp theo thì là 1% trên 1.000 hay là trên 1.000%? À, có nghĩa là em vẫn sẽ tính stop loss trên cái vốn ban đầu của em cho đến khi cái vốn của em nó x2 lên thì em mới nâng. Có nghĩa là bây giờ ví dụ vốn của em là 10.000 thì bây giờ ví dụ em thì cái lệnh đầu tiên đương nhiên là em sẽ tính SL trên 1% của 10.000 là 100 đô đúng không? Thì cái lệnh sau nếu mà em có ăn lên 10% nó là 11.000 thì em vẫn SL là 100 đô theo 10.000 thôi. Cho đến khi nào cái vốn của em lên đến 20.000 đô thì em mới nâng cái mức SL lên rồi. Theo là 200 đô. Câu hỏi đầu tiên thì lúc nãy anh chuẩn. Ok, cảm ơn Hằng. Tiếp theo mời Tùng nào. Vâng, em chào thầy. Ok. Thế hỏi một chút là có đấy, trường hợp đấy rất rất thích những ông mà mic to rõ như này hỏi nghe nó sướng rồi mời em. Vâng, có trường hợp nào xảy ra trường hợp mà ví dụ như là quán tính tăng nhá, thì theo logic của cái kiến thức ấy, là nó sẽ phải tạo ra một cái không nếu mà không bỏ qua trường hợp là nó đồng thuận của khung thời gian ấy, thì nó sẽ có một con sóng về tối thiểu bằng đỉnh cũ hoặc hơn. Nhưng có trường hợp nào mà thầy được gặp là cái quán tính tăng nhưng khi cái pha nó điều chỉnh giảm hồi về mà vượt quá Fibo 0.5 chưa? Bởi vì theo như em học của thầy thì thấy là vượt quá Fibo 0.5 thì nó sẽ triệt tiêu cái động lực tăng của con sóng trước đó. Có nếu mà anh hiểu câu hỏi rồi, có nghĩa là cái con sóng trước đó nó tạo ra con tính tăng. Và con sóng điều chỉnh này thực ra là nếu mà nó chớm vùng Fibo 0.5 ấy, có nghĩa anh em phải hiểu cái vùng tâm lý nó là một vùng chứ nó không phải là một điểm. Ví dụ nó chớm vùng 0.5 này xong nó lên thì vẫn có thể. Nhưng mà nếu mà nó xuống sâu quá dưới vùng 0.5 hoặc là nó giữ nhiều dưới vùng 0.5 thì chắc chắn là lúc đấy đảm bảo là cái quán tính tăng nó cũng fail. Quán tính tăng nó fail. Nhưng mà cái này nhé, cái này có một cái rất là hay này, là anh em sẽ dự đoán được cái này từ thời điểm này. Có nghĩa là anh sẽ dự đoán được, không phải đợi đến lúc mà nó xuống dưới vùng 0.5 anh ấy biết nó fail, mà anh dự đoán được cái việc đấy từ thời điểm này thì sẽ học trong buổi sau. Có một buổi anh sẽ nói về các cái trường hợp fail của quán tính. Vâng, câu hỏi tiếp theo của em là trong như cái RSI này thì em chưa biết được là cái thuật toán nó xây dựng trên cái việc mà nó đo lường lực mua lực bán mà đã khớp lệnh hay là mới chỉ đặt lệnh thôi. Nó khớp lệnh, nó tính trên giá quá khứ ấy. Nó tính trên giá quá khứ ấy, để nó ra được. Có nghĩa là bây giờ nhá, ở cái thời điểm này thì nó đo bằng cái sự di chuyển giá trung bình tại khu vực trước thì nó tính ra được cái sự chênh. Có nghĩa là giá là cái việc nó giá nó hình thành trên thị trường hay là giá nó hình thành trên đồ thị là do cái lực mua lực bán trước đó nó tạo ra cái khu vực này. Thì cái RSI nó thể hiện bằng các cái khu vực giá trước đó quá khứ ấy. Thì bởi vì nhá, anh đã nói rồi, tâm lý nó không sinh ra trong một giây, một phút, một sớm, một chiều được. Mà cái tâm lý đấy khi nó đã sinh ra rồi nó cũng không thể thay đổi trong một giây, một phút được. Hay là trong một, hai cây nến nó thay đổi được. Thế nên là cái giá trị của cái tâm lý khu vực trước đó nó vẫn áp khu vực hiện tại. Cho đến khi nào mình thấy nó có sự thay đổi thì lúc đấy RSI nó cho mình thấy và lúc đấy mình hiểu được là à, đang có sự gia tăng và mình sẽ bắt được con sóng này. Ví dụ vậy. Vâng. Đó. Chứ còn nó không phải là đo trên sàn đặt lệnh đâu, nó dựa hoàn toàn vào cái đồ thị giá này chứ không phải là đo trên sàn đâu anh em. Vâng. Cái câu hỏi tiếp theo của em là những cái lý thuyết về bản chất sóng hay RSI này thì nó có đo lường được những cái chỉ số trung gian, ví dụ như là cái BTC.D hay USDT.D, USDC.D không thầy? Cái đấy thì đo cho vui thôi, nhưng mà nếu có đo thì đo ở những khung thời gian lớn. Đo những khung thời gian, những cái chỉ số đấy đo mình cũng nhận định thêm mà thôi. Nhưng mà cái độ chính xác đương nhiên là không bằng đồ thị giá. Thì mình đo những khung thời gian lớn hơn, những khung thời gian từ thằng 1D trở lên thôi. Vâng.
Anh cũng có đo BTCD, thỉnh thoảng anh vẫn đo RSI. Vâng. Thế cho em hỏi tiếp một câu nữa là trong cái trước là em có xem YouTube của thầy ấy, thì có một cái mà thầy nói là khi nhận biết dòng tiền mới và dòng tiền cũ ấy, thì em chết là ở cái cây nến lúc mà BTC nó tăng rất là mạnh mà hồi hồi đấy BTC đo nó tăng theo và không thấy altcoin nó di chuyển quá nhiều, tức là nó chỉ neo theo giá của BTC thôi, thì lúc đấy là vô hình chung em đang nghĩ là dòng tiền mới, thì xong rồi cuối cùng nó lại cho một cái cây giảm về như cũ là cũng chết khá nhiều lệnh ở đấy, thì Cây cây em chưa. nào, cây nào để anh giải thích cho. Vâng, Đây ạ. cái đúng đúng rồi đấy, chính xác ạ. Tôi nhìn qua tôi biết câu chuyện luôn mà. Thì đoạn này đơn giản là gì? Em chỉ nhìn nó trên cái việc là em chỉ nhìn nhìn nó trên cái cây nến đây thôi, và em nhìn ở nó trong khung thời gian quá nhỏ. Thứ nhất là cái khu vực này ấy, thằng khung D ấy, nó còn chưa phá bỏ được cái cấu trúc giảm của nó. Em thấy là cái đỉnh gần nhất của thằng khung D này. Cái lý thuyết Dow là gì? Là khi mà ví dụ là cái xu hướng tăng kết thúc khi mà cái đỉnh đáy gần nhất nó được phá bỏ, cái xu hướng giảm kết thúc nó mất hiệu lực khi mà cái đỉnh gần nhất được phá bỏ. Cái này nó ở đâu? Nó vẫn là chỉ là một con sóng trong cái giai đoạn đi xuống thôi mà, làm sao mình kết luận được nó là cái con sóng đi lên? Ít nhất nó phải phá đỉnh này xong nó tạo con sóng này, bắt đầu em mới thấy rõ ràng. Hoặc ít nhất anh sẽ mua, có cái đoạn này anh vẫn sẽ mua, nhưng mà khi mà anh khẳng định được là đoạn này đương nhiên không có đủ yếu tố để anh mua, nhưng mà anh sẽ giải thích sau. Bởi vì thứ nhất là nó không có trend, thứ hai là cái đoạn này chưa phá vỡ cái khu vực này, và thứ ba là anh sẽ chắc chắn, nếu mà chắc chắn hơn thì anh sẽ đợi phá khu vực này và con sóng điều chỉnh, lúc đấy mua nó rõ ràng hơn, vị thế nó đẹp hơn. Còn đoạn này nó chỉ là nằm trong xu hướng giảm thôi. Và đoạn này, và khi mà em nhìn vào phân tích kỹ thuật ấy, đoạn này em thấy lên các khung nhỏ nó có ủng hộ đâu, không lên được. Và ngồi đấy thì cũng chưa được học khóa này, nên là em thấy là có dòng vốn mới em cứ nghĩ là nó sẽ đang đẩy trường lên, nên là cũng chết ở đấy. Dòng vốn mới thì nó cũng không thể hiện trong một hai cây nến được này, Vâng, và rồi. nó cũng phải có sự chuẩn bị về trend nữa. Vâng. Đây Ừ. là một cái câu hỏi dưng em lại quên mất cái câu hỏi cuối. Vâng thôi em nhường cho người khác, rồi lát em hỏi lại, xong em nhớ ra em hỏi lại ra. Ok, cảm ơn Tùng. Ok, cảm ơn. Rồi, tiếp theo mời chị Ngọc Linh này. Dạ em chào thầy, thầy có nghe rõ mà? Có, anh nghe rõ. À, dạ rồi, à, em có hai câu hỏi. Thứ nhất là hiện tại cái phần mà mô hình của RSI á thầy, thì em thấy á, trong mô hình á, thì theo như em học thì em sẽ phân biệt ra là một á, là có mô hình và hai là không có mô hình, đúng không thầy? Nếu mà có mô hình nhưng mà trong cái có mô hình á, thì em thấy thầy có diễn là mô hình đẹp và mô hình không đẹp, thì có nghĩa là theo em hiểu á, mô hình đẹp á, là nó phải có sự mở rộng và có độ dốc của hai cái đường trung bình đó, đồng thời là nó phải có cái sự tích lũy. Thì cái sự tích nghĩa là cái mở rộng và cái độ dốc là của chính cái RSI của cái con sóng đó, nhưng mà cái sự tích lũy là của cái con sóng trước đó, đúng không thầy? Cái này, em chưa có hiểu rõ cái sự tích lũy ở đây á, là mình muốn là về cái độ mượt của cái đường trung bình, nhưng có phải là vì về cái con sóng trước đó không thầy? Không đơn đơn giản, thực ra là các con sóng thì lực mua lực bán nó tiếp diễn, nó luôn liên quan đến nhau. Thế nhưng mà anh cũng không hiểu cái câu hỏi thực sự em đang thắc mắc là gì. Bởi ví dụ con sóng này thì nó sẽ liên quan đến lực của con sóng trước, con sóng này nó sẽ liên quan đến lực của con sóng này. Bởi vì cái đoạn con sóng này nó di chuyển như thế nào thì nó để cho mình dữ kiện để ra quyết định tiếp con sóng tiếp theo. Con sóng này di chuyển như thế nào để mình biết được tiếp theo nó di chuyển như thế nào, luôn 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 nó liên quan mà. Làm sao nó tách rời được? Ý em là ví dụ như là nếu mà cái con sóng trước đó nó có cái sự tích Sideways. lũy. Ờ đúng rồi, đúng rồi, nếu mà nó ví dụ như là có sideways, nó không đẹp đi, nó kiểu mà sideways mà dạng không có mô hình luôn á, mà các đường trung bình nó dến vào nhau và các cái RSI nó cứ lắc cắt lên cắt xuống á, thì Thì ý lúc em đấy, đó. Dạ dạ. anh lấy ví dụ nha. Ý em hỏi là Dạ. như vậy. Bây giờ anh lấy ví dụ là nếu thằng 1D nó đi từ đây lên, nó cứ đi loanh quanh ở đây nhé. Xong Dạ đó. bắt đầu nó đi một cái mô hình như thế này, thì ý em là Dạ. nó liên quan gì đến đoạn trước này đúng không? Dạ đúng rồi. Chuẩn chưa? Đó. Dạ Đấy. đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thì có nghĩa Thì là cái đoạn này, nhớ lại lý thuyết cho anh, đó là khi các khung thời gian nhỏ chạy hết sóng thì nó sẽ đi vào khu vực sideways để nhường cái sự quyết định cho khung thời gian lớn hơn.
Có nghĩa là trong thời gian tới nếu mà thằng 1D tiếp tục sideways thì cái việc đi lên này nó không phải quyết định từ thằng 1D, mà đơn giản là nó sẽ có một mô hình nào đó từ khung thời gian lớn hơn, cụ thể là thằng 2X trong trường hợp này. Thì lúc đấy thằng 1D nó sẽ hưởng ứng theo, cái đoạn này là đoạn 1D hưởng ứng theo cái lực mua của thằng 2X chứ không phải cái lực mua này xuất phát từ 1D. Anh em khác hiểu không? Có nghĩa là cái sự tăng của cái con sóng mà mình thấy cái khung 1D đó là nó không phải tích lũy bởi cái khung 1D mà nó là mô hình tích lũy của một cái khung khác đó đúng không thầy? Chính xác. Và À, thường là khung thời gian lớn hơn, không phải thường mà chắc chắn là khung thời gian lớn hơn. Nếu cái khung này nó không có mô hình, nếu cái khung này nó không có mô hình mà nó đang sideways mà tự nhiên nó chạy sóng lên hoặc chạy sóng xuống thì chắc chắn là nó xuất phát từ mô hình của khung thời gian lớn hơn, chắc chắn đấy, chứ không phải từ khung này. Cho em hỏi là cái mô hình nào mà ví dụ như là đẹp á, là phải có sự mở rộng với lại độc dốc, nhưng mà nó có bắt buộc là phải đi từ cái vùng 30 lên cái vùng 70 không thầy? Hay nghĩa là mình mới là cho là đẹp hoàn toàn giống như cái khung sideways của cái con của cái sóng lên sóng xuống của cái khung đây mà từ thường đợt thường 18 đến 25 đó thầy. thường thường là anh em cứ nhớ này, cái này thì nhớ anh nhờ Linh nhắc anh ở trong buổi một buổi sau em Dạ nhắc dạ anh về cái phần này để anh sẽ tổng hợp lại nó cụ thể hơn, nó rõ ràng hơn nhé. Nhưng mà anh em dạ cứ nhớ là cái mô hình đấy ít nhất nó phải bắt nguồn hoặc kết thúc ngoài khu vực 40 60, anh em cứ nhớ như thế. Có nghĩa là nếu như mô hình nào nó chỉ bắt đầu và kết thúc trong khu vực 40 60, có nghĩa là loanh quanh khu vực này, thì lúc đấy nó không có sự chênh lệch nhiều về lực mua lực bán thì cái tín hiệu nó không đẹp. Nhưng ví dụ là cái mô hình nó bắt nguồn từ trên này, sau bắt đầu xuống đây nó đi lên thì có nghĩa là nó đã có sự suy giảm, trên này nó đang có lực mua gia tăng rồi nhé. Xong tự nhiên nó suy giảm. Thì đoạn này bắt đầu suy giảm nó lại quay trở lại, nó tiếp tục thì tăng. Ok. Hoặc là một cái đoạn từ dưới này đi lên, xong bắt đầu lên trên này bắt đầu xuống, ok. Hoặc là từ dưới này nó đi hẳn lên trên này xong bắt đầu nó xuống, ok. Đấy, hiểu không? Hoặc là từ trên này xuống, ok. Nhưng mà nếu anh em cứ nhớ này, nếu một mô hình nào hoàn toàn nằm trong vùng 40 60 thì là xấu, không vào. Anh sẽ tổng Lúc hợp đó lại. dùng nó có độ mở đi chăng nữa thì nó cũng Đúng chỉ rồi. là sideways thôi đúng không thầy, chứ nó không có Nếu phát cái xu hướng rõ ràng. chính xác, nếu nó nằm, nếu cả mô hình từ điểm bắt đầu cho đến điểm kết thúc mà nó nằm hoàn toàn trong khu vực 40 60, kể cả nó dốc hay nó đẹp đến mấy thì cũng kệ. Ví dụ như bây giờ chứ có cái lúc mà cái bài sideways á, thầy có nói là trong cái đoạn mà sideways mà do là cái việc mà không có lực mua, do cái việc mà không có lực mua lực bán á, thì mình sẽ có hai cách xử lý. Cái này là hai cách. Một á, là mình đứng ngoài cho đến khi có mô hình, có nghĩa là cho đến khi cái khung đó nó có mô hình thì mình mới vào lệnh. Còn hai á, là mình sẽ tìm mô hình ở các cái khung nhỏ hơn, có nghĩa là sau khi mà mình check, ví dụ là hiện tại như giờ cái khung khung đây á, là nó đang không có mô hình gì hết, nhưng mà nó bốn rắc á, thì nó có một cái mô hình nhưng mà như là lực nó không mạnh, thì giả sử nếu mà lúc này mình không vào khung đây mà mình vào bốn rắc có được không này, thì mình khi đó là mình sẽ là vào cái bước hai là mình tìm mô hình ở các khung nhỏ hơn đó này. Từ từ Ví em hỏi lại, xem dụ nào, anh vẫn đang hơi rối câu hỏi của em, hỏi lại một lần nữa, sorry em. có nghĩa là cái chỗ mà trong cái chỗ mà thầy nói là sideways mà không có lực mua lực bán á, mà khi thị trường thả trôi á, thì thầy nói là có hai cách xử lý lệnh. Một là đứng ngoài cho đến khi có mô hình, là ví dụ như là giống như hiện tại như cái khung đây bây giờ là nó không có lực mua lực bán luôn, là nó cứ cái Đúng đường rồi. trung bình là nó cứ dến dến vào nhau, là coi như là chắc chắn là khung này mình không có vào lệnh rồi. Rồi cái bước thứ hai là thầy nói là tìm mô hình ở các khung nhỏ hơn, có nghĩa là lúc đó có phải là em sẽ vô H4 với H1, nếu mà có mô hình thì em cứ đánh, Chính nhưng xác. mà em chỉ được kỳ vọng là ăn cái con sóng H4 đó thôi, chứ em sẽ không được kỳ vọng là ăn luôn cái con sóng tới khung đây đó Hợp lý, thầy. chính xác, nhưng mà nếu trong trường hợp mà thằng H4 kéo được thằng 1D đi lên thì lúc đấy em lại được kỳ vọng tiếp. Chính xác, rồi trở lại. Em có cái đoạn em nhìn mô hình nhưng mà em thấy chưa có rõ ràng lắm, nhìn em 1 phút. Ví dụ như có phải là cái đoạn từ một ngày 1 tháng 12 tới ngày 21 tháng 12 của khung đây với thầy, mình coi là cái đoạn này mình sẽ dẫn coi là mô hình không đẹp hay là mình nói là không rõ ràng thầy Từ 11 cái tháng 12 á.
Dạ, từ 1 tháng 12 cho tới 21 tháng 12 á thầy. Từ mùng 1 mà tháng phương 12. Tây á. À đây á, từ đoạn này á. Dạ. Đây đây Dạ. đây nó không gọi là mô hình, đây đây không gọi là mô hình đẹp. Cái đoạn này nó điểm bắt đầu điểm cái đoạn này nó chỉ xuống có tí, nó không có sự gia tăng nhiều. Có nghĩa là đoạn này cái Dạ. mô hình kiểu dạng kiểu này anh cũng thấy nó không đẹp chút nào. Dạ. Và thứ Có nhất nghĩa là do cái RSI á, lúc này nó đâm nhọn xuống, là có nghĩa là nó chỉ là mới chớm thôi. Còn nếu mà nó muốn đẹp ở chỗ này là cái RSI nó phải giống như là nó phải nằm 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 sải lai ở đây luôn đúng không ừ, đúng rồi kiểu vậy. Với cả cái thứ hai nữa là lúc đấy nó đang ngược pha với thằng cung quýt thì cái mô hình này tăng lên nó ở cái đoạn, có nghĩa là nó ở cái đoạn lưng chừng này anh thấy nó, có nghĩa là dần dần anh em qua nhiều cái trường hợp thì mọi người nhìn nó sẽ quen mắt thôi, nhưng mà đại loại đây là những cái mô hình mà anh không mặn mà lắm, hoặc là những thầy? cái mô hình kiểu như thế này. Ở đây anh em thấy này, điểm bắt đầu và điểm kết thúc và cái quá trình nó nằm hoàn toàn trong khu vực này thì đoạn này cũng là không đẹp, mặc dù nó có tạo ra sóng giảm nhé, nhưng mà đây nó là sóng rủi ro không phải sóng lợi nhuận. Nếu anh em muốn đánh khu vực này anh em phải tìm khung nhỏ hơn đánh. Ừ. Với lại em muốn hỏi một cái đoạn nữa là ngay cái đoạn phía trước của cái con sóng đây mà nó có một cái đoạn mà tay quay thầy, từ 18-25 cái đoạn mà tháng 7 cho tới tầm tháng 8 á thầy. Ừ. Đó, đó đúng rồi, thầy đang mở đó này. Nhưng mà có cái đoạn xuống á thì cái đó là em như thì nó là cái điểm bắt đầu của nó, có nghĩa là từ vùng 60 rồi nó xuống cái vùng 30, thì sau đó mình có thể dự đoán là phía sau đó nó sẽ có một đoạn sideways nếu mà RSI nó tiếp tục đi vào cái vùng 40 60 đúng không thầy? Đúng Nhưng rồi. mà lúc này á nó một có một cái cú vụt của RSI lên đây thì cái đoạn này nó giống như cái lừa thôi, thì mình thì thật là nó mình vẫn phải quan sát, nó vẫn chưa ra khỏi cái vùng 40 60 đúng không thầy? Không, cái đoạn này vẫn vào được chứ. Đoạn này nó bắt nguồn từ vùng này nhưng mà đoạn này nó xuống tầm 30 rồi bắt đầu nó cuộn lên thì ok. Cuộn lên là ok bởi vì đoạn này nó cũng có sự gia tăng của lực bán rồi nhưng nó không thắng được. Thì bắt đầu khi lực mua nó quay trở vào. Thế nên là anh em sẽ thấy là đây là những cái mô hình mà sóng nó không, nó lên nó không bền. Đoạn này anh em cũng sẽ nhìn đấy bằng lý thuyết bản chất sóng ở trong cái khu vực nhỏ nhỏ này thì mọi người sẽ thấy được là khung nhỏ nó không ủng hộ, khung nhỏ nó không ủng hộ, nên là mình có mua ở đây nhưng mà lên đây là mình sẽ phải có điểm mình chốt rồi. Ừ. Là hai em hết câu hỏi. Em Ok. cảm ơn. Ok, cảm ơn Ngọc Linh, rất là hay. Anh em thấy cái chất lượng câu hỏi của Ngọc Linh như thế nào? Những cái câu hỏi đấy là thể hiện bạn ấy là một người xem lại kiến thức và áp dụng kiến thức vào review quá khứ rất là nhiều và rất là tốt đấy. Mấy ông mới không phải ông nào cũng hỏi được những câu như vậy đâu. Đấy, thế nên là cái chất lượng của các buổi học này phụ thuộc rất lớn vào cái chất lượng câu hỏi của các anh em đấy. Thế là các ông mà không học, các ông không thực hành, các ông không áp dụng, không hỏi ấy. Các ông, tôi chỉ dạy đến thế thôi, các ông không hỏi nữa là không 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 được thêm kiến thức cả. Đó, rồi cảm ơn Linh. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Ok, cảm ơn em. Và tiếp theo là mời Tony Nguyễn. Dạ, em chào thầy. Ok, hello em. Dạ, thầy đã nghe rõ chưa? À, anh nghe rồi. Dạ, em chỉ có một câu hỏi thôi, còn lại để nhường các bạn sau. Nó cứ hỏi Là hoài mãi. trước thầy có dự đoán là năm tới sẽ có một con sóng, khả năng cao là sẽ có một con sóng hai vích nó chạy ấy. Ừ. Thì cho em hỏi là ý là mình dựa vào những cái dữ liệu nào để mình dự đoán là con sóng sẽ là con sóng hai vích mà không phải là con sóng một vích, và sẽ không rơi vào trường hợp là nó sẽ sideways trên khung tháng luôn ạ. À, cái này thì buổi sau cũng nhờ tôi đi nhắc anh là dạy anh em về lý thuyết tịnh tiến nhỉ. Buổi sau sẽ có một phần để giải thích hoàn toàn cho cái câu hỏi này, nó là mà lý thuyết tịnh tiến. Nghĩa là sẽ nằm ở trong cái phần lý thuyết hôm sau đúng không? Ừ, nó là lý thuyết tịnh tiến sóng. Hôm trước em nhớ hình như có đã học về à, chưa mới học quán tính chứ tịnh tiến là chưa nhỉ? Chưa chưa tính tiết tịnh tiến, lý thuyết tịnh tiến anh chưa nói. Buổi À sau dạ vâng. anh em mình nói về lý thuyết tịnh tiến sóng đi. Dạ, thế thôi, thế thì em chỉ có thắc mắc thế thôi, còn lại nhường bạn khác. Dạ Ok, cảm ơn em. Câu dạ hỏi. chào thầy. Rồi tiếp theo mời anh em tiếp theo là Christina Trần này. Còn đấy không Dạ anh? Ờ, hello dạ anh. con Ok. dạ thầy em rõ không hả? Anh có, mời em đặt câu hỏi. Dạ em muốn hỏi thầy là khi mà một con sóng á thầy, nó có một cái quán tính tăng hoặc quán tính giảm Ừ.
Thì sau khi nó điều chỉnh xong mới thì nó sẽ tạo một cái đỉnh hoặc cái đáy mới cao hơn hoặc là bằng cái đáy cũ hoặc đỉnh cũ. Thì cho em hỏi lần là nếu mà trong một cái xu hướng tăng hay một cái xu hướng giảm thì cái đỉnh mới, đỉnh đáy cũ, đáy mới, đỉnh cũ đó thì nó có ảnh hưởng gì không thầy? Trong xu hướng tăng, trong xu hướng tăng thì cái cấu trúc tăng thể hiện bằng đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước, thì nó đảm bảo cái cấu trúc tăng đấy chứ sao lại ảnh hưởng hay không? Là sẽ chắc chắn là cái đỉnh nó sẽ cao hơn cái đỉnh, đỉnh mới nó sẽ cao hơn đỉnh cũ đúng không ạ? Nếu mà đỉnh mới nó cao hơn đỉnh cũ mà cao hơn nhiều ấy thì gần như đảm bảo là nó sẽ tạo ra quán tính tăng mới để tiếp tục kéo cái xu hướng đi tiếp. Còn nếu mà đỉnh đấy nó lên hơn một chút hoặc là nó chỉ lên bằng thôi xong nó xuống ấy, thì rất dễ nó sẽ rơi vào trường hợp là nó không tạo ra quán tính tăng mới, thì có thể là cái xu hướng đấy nó đã kết thúc và có thể nó sẽ đi vào giai đoạn giảm hoặc giai đoạn điều chỉnh. Còn nếu mà nó vẫn là trong xu hướng tăng thì tiếp tục nó sẽ tạo đỉnh mới và anh em mình sẽ lại tiếp tục ăn thêm cái xu hướng đó. Đó. Vâng, dạ. Ok. Dạ, em hiểu. Còn câu hỏi thứ hai em muốn hỏi thầy là em muốn hỏi ở ngoài một chút xíu là cái chart của DXY nó có tương đồng hay là nó có ảnh hưởng gì với cái chart của BTC mình không thầy? Thì gần như là nó như nó không phải ảnh hưởng đâu, thực ra nó anh em cảm giác nó như là một cái bình thông nhau vậy. Cái chart này đúng không? Cái chart mà giá trị đồng đô la đúng không? Đúng rồi dạ, đúng rồi. Thì anh em cứ hiểu như nó như là một cái bình thông nhau vậy. Khi mà giá trị đồng đô la nó tăng thì đương nhiên là thằng Bitcoin nó giảm. Giá trị nó giảm, giá trị tài sản nó giảm thì đương nhiên là giá trị đồng đô la nó tăng, hay là giá trị đồng đô la mà nó giảm thì đương nhiên là giá trị tài sản nó tăng. Thế nên là anh thấy rất nhiều người phân tích gọi là những cái chỉ số đấy, nhưng mà nó giống như là con gà quả trứng ấy. Có con gà thì sẽ có quả trứng, mà có quả trứng thì sẽ nở ra con gà. Thế nên là phân tích một cái thì đương nhiên nó ra cái trường hợp còn lại, thì không hiểu là người ta cho vào làm gì để cho nó dối ra. Bởi vì nó là chuyện đương nhiên, nếu mà cái thằng Bitcoin nó tăng thì đương nhiên là gần như ở trong giai đoạn thì nó giảm. Thế nên là không cần phân tích cái đấy nhiều, nó dối, bởi vì nó là cái gọi là chuyện đương nhiên. Đã như chuyện đương nhiên rồi thì mình không cần phân tích. Dạ, dạ. Ok. Dạ. Em muốn hỏi thầy một câu nữa là lúc trước em có nghe YouTube của thầy ấy, thì thầy có nói là khi nào muốn biết cái thị trường uptrend đó là phải có cái dòng tiền mới, một cái trend mới vào thị trường. Thì khi dòng tiền mới đổ vào ấy, thì sẽ đổ vào Bitcoin trước, xong sẽ đến Topcom, xong rồi xong sẽ đến middle cap, xong rồi sẽ đến xuống nữa là low cap với mấy con meme. Thì cái lúc mà meme mà nó đã tăng á, thì lúc đó là mình cũng sẽ biết rằng là cái thị trường nó chuẩn bị nó sẽ vào downtrend đó thầy. Thì em muốn hỏi cái thầy là khi nào mà mình có thể mình biết được để mình chốt những cái token luôn, mấy cái altcoin đó thầy, đặc biệt mấy con meme đó, mình có thể dựa vào phân tích kỹ thuật chart như là của phân tích kỹ thuật chart RSI, hay là mình dựa vào FOMO tin tức? Không, anh em mình dựa vào phân tích của thằng Bitcoin. Có nghĩa là khi mấy thằng Bitcoin nó trải qua xong cái giai đoạn bắt đầu nó vào cái sóng chuẩn bị vào, cái nguyên lý là gì? Nguyên lý là ví dụ anh em thứ nhất là khi mà giai đoạn nó Bitcoin đến sóng 4, sóng 5 thì lúc đấy bắt đầu là altcoin nó bay. Là khi mình thấy mình cũng quan sát thêm, em quan sát thêm cho anh lúc đấy là cái phân tích kỹ thuật của cái thằng tổng vốn hóa altcoin Total 2, Total 2 này. Thì lúc đấy mình sẽ quyết định thêm. Và cái thứ hai nữa là lúc đấy khi bắt đầu Bitcoin có dấu hiệu suy yếu và cái xăng của nó kém rồi, thì lúc đấy thì khi mà bắt đầu altcoin đang bay ở đỉnh thì mình chốt từng phần, trong khi Bitcoin bắt đầu có dấu hiệu giảm thì mình chốt nốt. Có nghĩa là mình dựa vào phân tích kỹ thuật của Bitcoin. Mình dựa vào. Tại vì em có thấy rằng là có một cái số altcoin đó thầy, nó vẫn tăng khi mà Bitcoin giảm đó thầy. Nó vẫn tăng khi mà Bitcoin giảm ấy. Thì vấn đề nó là như thế này này. Cái việc những cái đồng altcoin nó tăng trong giai đoạn Bitcoin nó giảm, đấy nó là một cái bẫy khiến cho rất nhiều người phá sản và cháy tài khoản. Lý do bởi vì những cái đồng altcoin đấy vốn hóa nó rất là nhỏ, thứ hai nó không có tâm lý thị trường, và thứ ba 60-80% lượng hàng nó nằm trong tay cái nhóm đội lái của cái nhóm altcoin đấy. Thế nên là anh em mình đầu tư mình phải đi theo xu hướng thị trường, anh em mình đầu tư mình phải đi theo dòng tiền, chứ mình không đi theo những cái dự án đơn lẻ đấy. Bởi vì nó giống như kiểu việc nha,
không biết là em ở đâu nhỉ, em ở Việt Nam hay em ở nước ngoài, nhưng mà anh lấy ví dụ Em như thế này, anh lấy ví dụ như này là nó giống như là cái việc là khi mà dòng tiền từ trên nó bơm xuống thì cả thị trường bất động sản nó tăng. Thế nhưng mà khi mà dòng tiền các cái dòng bất động sản nó bắt đầu bớt tăng lại, cả cả mặt bằng chung thị trường nó bớt tăng lại, bắt đầu là sẽ có những cái đóm đội lái làm giá ở những cái khu vực nhỏ lẻ ở tỉnh, ở huyện, ở xã. Thì bây giờ cả thị trường cả nước nó bắt đầu nó chứng lại thì bắt đầu mới sinh ra những khu vực đấy nó làm giá. Vậy thì cái việc mà mình đi tìm những cái dự án đấy nó giống như là cái việc mình cá nằm trong chậu vậy, có nghĩa là mình nằm trong cuộc chơi của nó không có, mình không có khả năng phân tích đâu, bởi vì lúc đấy là hàng nó cầm trong tay nó thích vẽ đồ thị kiểu gì nó vẽ được. Thế nên là mình đầu tư là đầu tư theo xu hướng chung trong vòng trong tầm 20.000 đồng coin này. Nếu mình cố mình đi tìm ra khoảng vài đồng coin nó tăng trong giai đoạn thị trường nó giảm ấy, thì tỷ lệ nó không khác gì thằng đánh đề hết, thậm chí là nó rủi ro hơn thằng đánh đề. Thì đơn giản là gì, chúng nó thích bơm để làm giá, để lùa gà. Nó bơm tin tức về cái dự án đấy nó ra, nó bơm tin tức về đồng coin đấy nó ra, và nó bơm giá lên, hiệu ứng truyền thông, hiệu ứng giá cả ở trong cái thị trường nhỏ đấy, ai nhảy vào thì chết, thế thôi. Thế nên là em không phân tích để tìm ra những cái kèo đấy đâu. Và những cái người mà người ta phao tin ra những cái dự án đấy, những cái đồng coin trong giai đoạn giảm giá đấy, thì em cũng hãy cẩn thận với họ, bởi vì anh đảm bảo những cái lời mời đấy nó không mang tính tích cực và mang cái thông tin tốt cho em đâu. Bởi vì sao anh biết điều đấy? Bởi vì anh là người được mời rất là nhiều, hò mèo anh nhiều lắm. Bây giờ thích thì trong giai đoạn downtrend những cái dự án đấy họ muốn anh PR cho họ mà. Bây giờ chẳng hạn là chuyện gì xảy ra, nếu anh PR cho những cái dự án đấy lên, bảo anh em mua cái coin này đi, mùa này downtrend mua cái này có lãi này, mua cái này anh em về vượt qua mùa downtrend để mà về bờ này, rồi sắp tới nó x5 x10 này anh em mua đi để mà về bờ. Bitcoin nó vẫn giảm nhiều lắm nhưng anh em mua cái đồng này đi để chúng ta về bờ này. Chúng nó mời anh nhiều lắm, nên là đừng có tìm những cái kiểu mà an coin hay là những chứng khoán bay ngược bão, đừng có tìm những cái đấy, tư duy thế nó chết đấy. Dạ, em hiểu rồi, em cảm ơn thầy. Nhưng em có câu hỏi nữa, nãy thầy cũng có giảng bài rồi là cái trạc 2D của thầy giá nó xuống nhưng mà cái RSI của mình nó vẫn đi ngang á, thì cái đó em hiểu rồi, em cảm ơn thầy. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn Tristan. Đó. Thế nên là anh em đừng đánh cái kiểu ngược trend đấy nhá. Chúng ta phải đầu tư theo xu hướng, đầu tư theo dòng tiền. Anh em tưởng tượng là 10 đồng trên 20.000 đồng nó tăng thì có phải tỷ lệ còn dưới thằng đánh đề. Thế thà đi đánh đề cho nó nhẹ đầu mà tỷ lệ ăn cao hơn 1 trên 100. Còn kia là 1 trên 2.000. Làm giàu không khó, thích thì gọi là bỏ liêm sỉ xuống đi làm giàu thôi, chứ làm giàu không khó đâu anh em. Bỏ liêm sỉ, bỏ uy tín để đi làm giàu thôi. Chứ đi côn cộng đồng thì đơn giản mà, có cái gì khó đâu. Tiếp theo mời ai đây? Ở đâu nhỉ? Trôi tin nhắn này. Tiếp theo mời Chris. Vâng, em chào anh ạ. Anh nghe rõ không? Hello, anh nghe rõ. Em có mấy câu hỏi mà nó liên quan với nhau ấy. Thì anh backtest cho em ngày 21 tháng 9 2021 ấy. 21 tháng 9 2021 khung thời gian nào? Không, thời gian 1D ạ. 1D 21 tháng 9 2021 này. Vâng. Thì Đây. ở cái đoạn này anh bật lên cho em khung H4 luôn ạ. Chắc anh Ở đây nhá, cái trường hợp này anh em để ý này, tại sao đoạn này nó không có quán tính tăng mà thằng 1D nó lại tiếp tục tăng tiếp, là bởi vì đoạn này cái giai đoạn đầu cái lực mua nó không áp đảo mạnh so với lực bán, nó bằng chứng là cái việc giá nó di chuyển nó cứ giật 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 lên này, nó lên dần chứ nó không lên theo kiểu dốc như khu vực này. Sau đó cái lực mua nó nghỉ nhưng mà không hề có trong cái quá trình gia tăng đi xuống của lực bán này, mình thấy giá nó không giảm mạnh. À, trong cái quá trình gia tăng đi xuống của ready này, mình thấy giá không hề giảm mạnh, thì có nghĩa là gì, lực mua tạm nghỉ nhưng cũng không hề có lực bán tham gia vào, xong lúc đó khi mà lực bán tham gia quay trở lại thì tiếp tục giá nó tăng. Đấy. Bây giờ bật khung thời gian H4 đúng không Chris? dạ Đây. vâng ở cái H4 cái đoạn này là gần gần đi thêm vài cây nến nữa là có quán tính giảm đúng không anh? Đây để anh quay lại.
nhưng mà cuối cùng nó không có. Vâng, thì còn tính giảm. Vâng, có nghĩa là này thì em có backtest là không không phải là đi thêm vài cây nến, cái đấy là em dự đoán rồi. Cái quán tính giảm nó xảy ra hay là quán tính tăng nó xảy ra là em phải nhìn thấy cái việc đó, chứ không phải là mình dự đoán, bởi vì không chắc đây đoạn này nó làm gì có quán tính giảm đâu. Tại vì với lại em thấy ở khung D với khung Wick ấy nó đang nằm ở xu hướng giảm ấy, thì ở H4 ấy em có backtest là kiểu là chắc có thể không phải dự đoán mà em thấy kiểu như thị trường cho thấy đi xuống ấy, nhưng mà em backtest thì nó sai ạ. À? Như thế nào cụ thể em backtest ở khung H4 ấy thì nó giá nó không đi xuống mà nó đi lên luôn. Đâu? Chạy thêm khoảng vài cây nến là giá nó đi lên ạ. À? Ừ, đi lên thì sao? Thì đoạn này em nghĩ là khi sau khi kết thúc con sóng đi lên hồi này á, thì em nghĩ nó sẽ giá giảm xuống mạnh ấy, nhưng mà nó cuối cùng nó không giảm ấy. Nhưng mà từ khung D với khung Wick thì em thấy nó đang nằm ở cái xu hướng giảm. Ừ, thì đây là trong trường hợp mà em sẽ thấy là cái này nhé. Cái này sẽ lại phải qua cái buổi thực hành anh em mới hiểu. Ý em là thằng H4 đi lên nhưng mà nó lại kéo thằng 1D đi lên luôn, nhưng mà thằng 1D lúc đó đang ở trạng thái giảm nhưng sau đấy nó kéo thằng 1D đi lên luôn, đúng không? Vâng ạ. Thì đơn giản là gì, cái khu vực này lúc đấy cái quá trình này nó chỉ là quá trình điều chỉnh của khu vực phía trước thôi, nhưng mà nó sẽ phân ra các dạng thị trường. Ví dụ ra cái giai đoạn này là lực mua đang cực mạnh so với lực bán, ít nhất là lực mua sẽ gấp 4 lần lực bán ít nhất nha. Nhưng còn giai đoạn này là giai đoạn mà sóng nó tăng, nó không có quán tính tăng, thì có thể là nó thằng lực mua nó không áp đảo, nhưng có thể là lúc đấy lực mua nó gấp khoảng 3 lần so với lực bán nữa chẳng hạn, anh ví dụ vậy. Sau đó bắt đầu nó đi vào giai đoạn nghỉ điều chỉnh. Đoạn nghỉ này thì từ cái đoạn này em sẽ thấy là nếu đoạn này nó giảm được tiếp trong trường hợp nào em? Thằng khung D nó... hả? Anh nhắc lại đi được không? Đoạn này nó giảm được tiếp trong trường hợp nào? Khi đây nó là con sóng của khung nào? Khung 1D ạ. Thì khung 1D và con sóng tiếp tục giảm được trong trường hợp nào? Khi nó có ủng hộ của H4 ạ. H4 đây có quán tính giảm không? Ở phía trước đấy không phải là quán tính giảm anh. Ở cái điểm không. Mà RSI 20 ấy. Nãy anh nói chuyện với cả anh em này. Cái trường hợp này nó chấm xuống một phát xong nó giật lên như này thì là trường hợp nó fail. Bởi lấy ví dụ như là bây giờ đang có 10 thằng bán, vừa bán xuống đây phát ngay lập tức 50 thằng nó nhảy vào mua, nó kéo cái vèo lên. Thì nó triệt tiêu luôn 10 thằng này. Nếu mà cái tâm lý thị trường nó đang bán một cách bền vững ấy thì lúc đấy nó phải giữ được ở vùng này, chứ nó không giật lên như này. Vậy lúc này là có lực mua nhảy vào tham gia rồi. Vâng, phải H4 bây giờ đang ở xu hướng tăng đúng không anh? Bây giờ thì đang ở xu hướng tăng, bởi vì lúc đấy là gì? Em thấy đây là hiện tượng gì? Sideway ạ, sideway ở vùng 450. Có nghĩa là thằng H4 nó sideway nhường sự quyết định cho khung thời gian lớn hơn. Cụ thể lúc đó thằng 1D có mô hình đi lên thì là đi lên thôi. À, vâng, em hiểu rồi ạ. Hiểu chưa? Vâng, với em có thêm một câu hỏi nữa là em thấy cái RSI ấy, nó sau khi nó cắt lên cái đường trung bình nhanh ấy, nó gần chấm chạm cái đường trung bình chậm ấy, nó luôn có xu hướng quay lại một chút anh ạ. Nó rồi lại nó lại chạm đường trung bình nhanh rồi nó lại cắt lên ấy, em backtest từ các khung nào cũng thấy. Là sao? Có nghĩa là chấm đường trung bình nhanh là sao? Có nghĩa là RSI nó cắt lên đường trung bình nhanh xong ấy. Ừ. Rồi xong nó lại đập vào đường trung bình chậm, nó lại ngoặt xuống. Ừ. Em thấy trường hợp đấy rất là nhiều và sau đấy em cứ vào backtest các khung nhỏ hơn thì toàn bị fail hết. Ví dụ như cái trường hợp này thì em thấy khung Wick là nó sẽ đi lên rồi nó sẽ chạm đường trung bình chậm rồi nó lại đập xuống ạ. Đây, vâng, em thấy trường hợp đấy rất nhiều ạ. Thế này nhá. Thứ nhất là cái việc đó em nhận định có ý đúng bởi vì anh chưa giải thích. Cái thứ hai là cái gì, cái này nó thuộc về cái cách làm trong quá trình học, đó là cái gì anh dạy rồi thì tập trung hiểu cái đó và hiểu sâu để áp dụng cái đó đã. Cái gì anh chưa nói thì đừng sáng tạo và khám phá. Bởi vì cái này anh chưa nói, em đừng khám phá. Bởi vì vô tình cái sự khám phá của em thì nó đúng vào cái anh sẽ nói về sau. Nhưng mà nếu giai đoạn này em chưa hiểu bản chất, em chưa hiểu tất cả tường tận mọi thứ, nếu em sáng tạo ra một cái thứ gì đó, ví dụ ngày mai em lại nhận đấy, anh ơi em thấy cái đoạn này nó cắt lên cắt xuống nó hay như thế này chẳng hạn, nó hay như thế kia chẳng hạn,
Thì những cái sự khám gạo và khám phá ở trong giai đoạn đầu nó dễ đưa em xuống hố đấy. Cẩn thận. Vâng. Bởi vì cái đấy anh chưa nói, em hãy thắc mắc về những cái gì anh đã nói. Thì ok. Chứ còn cái này, ví dụ là ngày mai em lại nhận ra nó như nó cắt như nọ, cắt như thế kia. Thì những cái đấy nó rất dễ khiến em lạc đường nhé. Nó rất dễ khiến em lạc đường. Thì đây, ok, để anh giải thích cho em là tại sao nó lại như thế này. Hay là tại sao trong một quá trình đi lên nó lại có những cái đoạn như thế này. Nó vòng lên vòng xuống như này là bởi vì em biết cái đoạn này là cái gì không? Điều chỉnh của khung nhỏ hơn ạ. Đấy, thế đơn giản thôi thì nó đập vào, thế hiểu chưa? À, rồi rồi ạ. Hiểu chưa? Nói chung hiểu sơ sơ ấy, phải back test nhiều nữa. Không phải, không cần phải back test cái gì anh dạy thôi, chứ back test cái gì anh chưa dạy thì đừng có back test. Vâng. Chết đấy. Rồi em cảm ơn ạ. Rất nhiều ông vướng phải cái câu chuyện đau thương thôi nhá, không phải mỗi mình em đâu. Những ông trước là bắt đầu rất mất thời gian vì cái việc đấy, xong cuối cùng chả đâu đến đâu. Bởi vì nó là những cái, bởi vì tất cả cái này nó có cái gì thì tôi khám phá ra hết rồi, các ông không phải khám phá nữa. Khổ nhá. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Những cái đoạn mà nó vòng vào xong nó lại vòng ra ấy, thì đơn giản nó là gì? Nó là đoạn điều chỉnh của khung nhỏ. Nó tạo ra những cái đoạn đấy. Nhưng bản chất là gì? Nó không kéo được khung lớn đi theo thì tiếp tục nó vẫn ở trong cái quá trình đấy thôi. Vâng. Ừ, ok, cảm ơn. Rồi, em cảm ơn anh. Ok. Tiếp theo mời đoàn nghiệp nào. Alo. Ờ, anh đây. Anh nghe rõ không ạ? Mời em đặt câu hỏi. Thực ra thì câu hỏi của em thì nó là, cũng là cái câu mà chỗ cái mô hình tích lũy ấy. Thì nó nằm hoàn toàn trong vùng từ 40 đến 60 thì lúc nãy có một bạn đã hỏi rồi. Thì đã được giải đáp rồi. Thì em chỉ hỏi thêm là ví dụ như cái giá của Bitcoin ở trên cái trading view này ấy, nó có hoàn toàn khớp với cái giá mà khi mình trade ở trên các cái sàn không? Mỗi sàn nó sẽ có một cái đồ thị khác nhau em. Ví dụ là đồ thị của em mua spot ở trên TradingView thì nó sẽ là đồ thị của cái BTC USDT này. Nhưng mà nếu em chơi future thì em phải bật cái đồ thị này cho anh. Bitcoin Tether Perpetual này. Hay là em chơi trên sàn nào thì em phải tìm cái đồ thị Bitcoin của sàn đấy, bởi vì nó có sự chênh lệch giá. Nó không giống nhau hoàn toàn. Vâng. Tức là cái đồ thị ở trên cái trading view này mình chỉ em phải search ví dụ là đồ thị các cái ví dụ đồ thị các cái mô hình để mình ra quyết định vào lệnh thôi đúng không ạ? Và em chơi em ra quyết định em mua bán trên sàn nào thì em phải bật cái đồ thị trên sàn đấy. Nhưng mà gần như là nó giống nhau, nó chỉ chênh lệch giá một chút xíu thôi. Và ví dụ là em đồ thị Bitcoin ở trên trên Huobi nó sẽ khác, đồ thị Bitcoin trên Binance nó sẽ khác. Đấy, bộ đồ thị Bitcoin trên Bitfinex nó sẽ khác. Thì mỗi cái em bật nó ra, em tìm ở trên này là nó sẽ có này. Đây nhá. Vâng. BTC, USD. Đây, Coinbase này, Bitstamp này, Bitfinex này, Binance này, Kraken này, Binance US này, Gemini này, nó có hết ở đây này. Vâng. Correct.com này. Đấy, các sàn nó sẽ có đồ thị của nó riêng. KuCoin này đấy, các sàn này, CoinEx này. Rồi em còn câu hỏi gì nữa không? Em có một cái thắc mắc ở chỗ này, em để em gửi cái ảnh lên nhóm Telegram. Ok, mời em. Em có một chút thắc mắc ở cái chỗ mà cái tương quan giữa cái giá trị RSI với lại cái giá trị ở trên cái đồ thị giá. Ví dụ em lấy ví dụ như cái điểm quanh tròn ấy. Thì tức là cái RSI nó vẫn ở trong khu vực là 70. Tức là ở cái điểm đấy là cái lực mua nó vẫn lớn hơn lực bán. Thế thì lẽ ra thì theo tuy rằng cái đấy nó có giảm nhưng mà nó vẫn là lực mua lớn hơn lực bán, thì lẽ ra trên đồ thị giá thì cái giá nó phải tăng dần, mặc dù nó sẽ độ dốc nó sẽ không được như cái đoạn trước nữa thôi, chứ sau này đồ thị giá nó lại giảm xuống nhỉ. Thế bây giờ nhá, như này nhá. Bây giờ nếu mà chẳng hạn em có 100 tỷ. Em ra em mua gạo ở cái vùng địa phương của em.
thì giá gạo, cái lực mua của 100 tỷ nó đẩy giá gạo từ 5.000 đồng một cân lên 500.000 đồng một cân. Thế ngày hôm nay em mua hết 100 tỷ rồi thì bắt đầu cũng có những cái việc là người ta chốt lời. Bởi vì có những người ta ôm giá gạo từ cái giá thấp, bây giờ người ta chốt lời dần. Thì cái việc gia tăng lực bán nó cũng kéo cái giá trị RSI xuống mà. Việc gia tăng lực bán nó cũng kéo giá trị RSI xuống, và cái việc gia tăng lực bán nó cũng thể hiện nến đỏ trên đồ thị, và từ nến đỏ nó quy ra cái giá trị của RSI mà. Chứ có phải là cứ giá ở vùng 70 trở lên là phải là nến xanh đâu. Không phải em ạ, em đừng hiểu như thế. Vâng. Không phải cứ giá ở trên vùng 70 trở lên là phải nến xanh, mà em phải xét nó trong một quá trình. Vâng. Hiểu vấn đề chưa? Cái quá trình nó giảm ấy, không phải cứ ở giá trị bây giờ, ví dụ là cái quá trình nó giảm ở đây thì đây đã có thể là có quá sự tham gia của lực bán rồi, và nó tạo ra cây nến ấy trong cái phiên đấy. Bởi vì cái phiên đấy nó có cái lực bán tham gia vào, nó tạo ra cây nến đỏ. Nhưng mà nếu phiên đó nó lực mua nó cao hơn thì nó tạo ra cái nến xanh, chứ không, nó không đúng ở cái giá trị đấy là tại cái giá trị 70 trở lên là chỉ có nến xanh. Thế nếu thế thì anh em mình đánh dễ quá, cứ trên 70 là mua, dưới 30 là bán, thì lúc nào chả thắng, đúng không? Tức là cái giá trị về lực mua lực bán ấy là nó xét trên một cái khoảng thời gian, chứ nó không mang tính cái thời điểm đấy. Nó xét trên cả một quá trình, xét trên cả một quãng thời gian, chứ nó không xét trên một cây nến đấy mà. Không phải là trên cây nến đó là bắt buộc là ở cái giá đấy là lực mua bao nhiêu lần so với lực bán, không phải. Vâng, em hiểu rồi. Ok. Vâng, em cảm ơn. Em hết rồi. Ok, cảm ơn Nghiệp. Rồi tiếp theo mời đến Nam nào. Bây giờ mà đến ông Nam này mà ông Nam kêu ghê quá. Đã thấy quên em. Chào thầy ạ. Chào thầy kia trong lớp, thầy nghe rõ. Anh có nghe rõ. Thôi bây giờ đề nghị anh em hỏi câu hỏi nhanh hơn nhé, để tôi trả lời nhanh hơn nhé. Không mấy ông chưa hỏi chậm quá mất thời gian. Em hỏi tốc độ luôn. Ok. Có mấy cái này em thấy có lúc thì thầy gọi là sóng điều chỉnh, có lúc thì sóng ngồi. Còn như nếu mà trong cái bài lý thuyết đao thầy dạy ấy, thì ở trên mạng ấy thì có cả xu thế thứ cấp, thì mấy cái đấy nó là một đúng không thầy? Nó là một, sóng hồi là một, sóng điều chỉnh cũng là như thế, mà sóng thứ cấp nó cũng là như thế. Và cũng là ba cái đấy nó là một. Nó chỉ là cái câu chữ nó khác, cái lời nói nó khác thôi. Vâng. Câu thứ hai ạ. Hôm trước buổi thứ ba thầy nói là tất cả những cái gì đang nhìn thấy trên hình ảnh ấy, là chỉ học bằng đấy cái. Thì có một cái nữa là em cái đấy đi thì ok rồi, và còn hai cái trên. Ví dụ những cái nến ấy, thì em thấy là thầy chuyển sang màu đen. Thì cái này là thường hỏi hơi vui là có phải theo phong thủy hay là theo cái là để cái màu đen trắng cho mắt nó tốt không? Thứ nhất là để cho mắt nó đỡ chói, thứ hai là mình đỡ cái cảm xúc vào cái nến xanh nến đỏ. Bởi vì cái màu xanh màu đỏ nó rất là cái màu nó mang tính cảm xúc. Thế nên là anh không muốn dùng cái màu xanh màu đỏ thế thôi. Bởi vì anh em sẽ rất cái trạng thái cảm xúc của mình, nó cái màu sắc nó quyết định trạng thái. Ví dụ anh em nhìn thấy màu xanh da trời, nó sẽ thấy một cái sự bình yên. Tùy mỗi người nhé, màu xanh lá cây sẽ cho mọi người cái sự tích cực, màu đỏ nó sẽ cho mọi người thấy cái sự nguy hiểm. Thế đơn giản chẳng hạn trong một con sóng nó đang tăng, nó có một cây nến đỏ là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu một phần nào đó thôi nhé, nó tác động vào cảm xúc của mình cảm thấy sự nguy hiểm trong cái con sóng tăng ấy là không được rồi. Thì màu sắc nó khiến cho mình, nó cũng có tác động đến cảm xúc, nên anh cho nó vào màu trắng đen, thế thôi. Còn cái nữa thì cái khối lượng á, thì có nó chỉ là gia vị của cái quyết định thị trường, vì trong cái mà bài lý thuyết đao á thì cái xu hướng xác định khối lượng thì có phải là dùng nhiều không thầy? Cái khối lượng anh sẽ nói sau. Khối lượng anh sẽ nói sau, không cần quan tâm nhiều. Rồi, cảm ơn. Kết hợp gia vị thôi. Vâng. Một cái câu hỏi nữa là cái lệnh mà thầy vào á, thì thầy sâu ấy, thì em là cũng tò mò vì đã học rồi thì cũng tò mò một chút, em thì chưa lập tài khoản gì cả, nhưng mà cái lệnh đấy thì em hỏi thầy là thầy đã chốt chưa, thì thầy vào thì em hiểu được, ví dụ như là anh chốt rồi chứ, bởi vì đơn giản là gì, em có thấy quán tinh tăng từ khung nhỏ để tiếp tục kéo nó lên không? Đúng rõ ràng không, rõ ràng là không. Vâng. Anh chốt rồi chứ, anh chốt là này, bởi vì thằng M15 là thằng lúc đấy nó có quán tinh tăng, nhưng mà nó không kéo lên được để tạo ra quán tính tăng mới thì mình phải chốt, bởi vì nó hết lực rồi. Vâng.
Đấy. Thì cái này chắc là cái vào thì em thấy là em đang hiểu này nhá, trong tí nữa thầy giải thích, em đang hiểu này này, khung lớn là đang cho phép, ví dụ 1D thì sideways cũng nói, nhưng mà H4 cho phép, H1 có mô hình và lên 15M, lên 5M, bắt đầu từ 5M có quán tính tăng thì thầy bắt đầu vào từ 5M thầy, hay là 15M? Không, cái phần này tôi dạy sau, ông lại đi suy ra từ 5M này không được. Rồi, cảm ơn thầy. Còn một cái câu nữa, nó về tâm lý, nó về tâm lý, nó bị ảnh hưởng, hai ngày rồi nó cũng bị ảnh hưởng. Đó là thôi thầy cứ để cho em chia sẻ và xin thầy khoảng mấy phút thôi. Em thì em đang tư duy, tức là em có mấy ông thầy, ví dụ thầy em học cả được thầy Long, em học cả thầy Ngô Minh Tuấn, vì em cũng là một làm một doanh nghiệp. Nhưng mà em thì đang tư duy này để cho em thoải mái này. Tức là em đang coi thầy Adam ấy, thì em không được nhìn thấy mặt, là một thiền sư ở bên Pháp. Và thầy là người mà sẽ đào tạo ra rất nhiều thư ký để giúp anh em. Và thầy sẽ bào chế ra một cái loại thuốc để mà chữa cho anh em cái bệnh tham lam và sợ hãi. Đấy, thì hôm vừa rồi thầy bảo hay này, nên là cũng sao xuyến này, là có ít người thành công trong nghề này. Cái hôm Tết ra bắt đầu học một chữa ấy, thì cũng cảm thấy buồn, và lúc đó thì mình cũng đang cố. Nhưng mà xong tiếp một cái câu hỏi, một cái thứ hai nữa nó phấn khích, nó dội vào đầu á, thì là lên trên cái Telegram ấy, thì thấy là anh em chia sẻ những cái khóa học trước đấy, người ta bán, thì lúc đấy em bảo chết rồi, thuốc này mà ra ngoài thế này thì bọn sàn bọn nó biết hết, hay là anh em biết hết thì loạn vừa sau, sợ là cái công dụng này là học hết. Thế nhưng mà khi đó thì em lại tư duy này, mình cũng vật lộn mãi, nói thật với thầy là học ngày học đêm mới hiểu bản chất. Mà thì chắc ở ngoài cũng ổn, thì cái câu đấy thì mình trấn an mình thôi, bước tiếp, cố gắng bước tiếp, lại bước tiếp. Nhưng mà cái mà thầy đào tạo ra nhiều thư ký ấy, thì xin hỏi thầy là một khóa này được khoảng bao nhiêu người thầy? Nhiều, ví dụ 50 người thì đạt được khoảng bao nhiêu người thầy? Em bảo nhiều cái gì? Tức là bao nhiêu người thành công được? Em biết là nó khắc nghiệt, thị trường này 1.000 ông, chỉ có một ông thành công luôn, cực kỳ khắc nghiệt. Nhưng mà để đạt được... Cái này anh nói thẳng nhé. Vâng. Ở trong khuôn khổ khóa học ấy, trong khuôn khổ, cái này anh khẳng định luôn, trong khuôn khổ khóa học, trong vòng 6 tháng, sau 6 tháng để ông bắt đầu tạo ra lợi nhuận đều đặn, từ 50 ông này không quá 10 ông bắt đầu tạo ra lợi nhuận đều đặn được đâu. Vâng. Anh khẳng định luôn đấy. Vâng. Trong khuôn khổ 6 tháng không quá 10 ông tạo ra lợi nhuận được. Chắc chắn luôn. Vâng. Thế nên anh em phải cố gắng. Và nhưng mà tại sao anh không dạy hơn 6 tháng? Thứ nhất là không cần thiết, bởi vì kiến thức nó chỉ có thế. 6 tháng anh thực hành cho tất cả giai đoạn thị trường rồi. Và cái thứ hai là kiến thức trading hay là công việc trading, nó không phải là thứ mà chúng ta làm việc đội nhóm. Mà cái quá trình sau 6 tháng, sau này anh sẽ nói, nó là quá trình mà có thể là, đấy, nó là cái quá trình anh em tiến bộ nhiều nhất, thậm chí tiến bộ hơn cái quá trình học cùng với anh, nếu anh em làm việc đúng cách. 6 tháng tiếp theo, sau khi học anh, 6 tháng học anh, thì 10 ông xuất sắc sẽ có lợi nhuận. Sau 6 tháng, thì thêm khoảng tầm 10 đến 20 ông nữa. Nếu ông làm việc đúng cách, thì đấy là giai đoạn công tiến bộ vượt bậc. Nhưng mà sau 1 năm đấy, bắt đầu lại thêm một số ông nữa. Nhưng mà đa phần anh em, họ sẽ mất kiên trì và họ bỏ cuộc. Nhưng mà bây giờ hỏi anh là, vì những người mất kiên trì, vì những người bỏ cuộc, anh không dạy nữa thì không phải. Nếu mà anh không dạy thì anh đảm bảo Việt Nam chẳng ai dạy được như anh cả. Nên là đấy là một tỷ lệ. Và thế nhưng mà vấn đề là cái hầu hết ấy, những cái người đấy họ hỏng không phải hỏng ở kiến thức, mà hỏng ở cái tư duy bắt đầu. Cái vấn đề là đây nó là một lĩnh vực cạnh tranh nhau. Thực tế ở trên thị trường là như vậy. Đây là một cái lĩnh vực họ khó không có, bởi vì tiền nó chỉ chảy từ những người ít kinh nghiệm sang túi của người nhiều kinh nghiệm. Thế nên là nếu mà thậm chí là bỏ cái quãng thời gian 2 năm, 3 năm ra để thành thạo những thứ này ấy, thì anh thấy nó không phải là dài. Để có thể tạo ra được một quá trình đầu tư tốt,
Nếu mà anh em quản lý việc công việc tốt, quản lý cái kiến thức tốt, quản lý cái việc đầu tư của anh em tốt nhé, kể cả mọi người không chơi đi ngắn hạn cũng được. Mọi người học xong khóa này, mọi người đi làm một cái công việc bình thường của mọi người, tích lũy tiền vốn. Thì anh hỏi em, anh hỏi Nam, với những kiến thức như thế này, đến giai đoạn uptrend tiếp theo em có ăn được tiền hay không? Tốt thầy. Thế đấy, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà để có thể kiếm tiền đều đặn từ trading, nó cần sự chăm chỉ, nó cần sự nghiêm túc và nó cần rất nhiều sự kỷ luật. Thế nên là nếu mọi người không có một ý chí tốt, không có một tinh thần tốt đấy, cái đấy sẽ luyện bằng cái cách 70% ở cái tảng băng chìm phía dưới ấy. Anh đưa cho mọi người tất cả công cụ, anh đưa cho mọi người tất cả những cái thứ có thể giúp mọi người thành công, nhưng nếu mọi người không luyện thì anh chịu chết. Vâng. Rồi em cảm ơn thầy, em nhường mic cho người khác, cảm ơn thầy nhiều. Nhưng mà vấn đề ấy, em hỏi câu này để làm gì? Để em nghe rằng nếu tỷ lệ như vậy thì em ngừng cố gắng à? Thế nên không phải... tức là như thế này là thầy này, em đang tư duy, nhà em có một thằng cu có 3 tuổi thôi. Và khi bắt đầu vào cái khóa này học với thầy là em không biết một cái gì hết. Tức là em chưa va với một cái thị trường này, em mới tinh. Tức là em nghĩ là này này, nếu mà nó khó như thế này, mình phải chinh phục, mình khó như thứ. Em cũng sinh ra một nhà quê mà em khẳng định em sống được Hà Nội. Thì em phải nỗ lực như thế nào em sống được Hà Nội và tồn tại phát triển ở đất Hà Nội. Thì em hỏi như thế này ấy, để là em có thêm một cái động lực. Thế ạ. Thì vì như này em nghĩ này này, nếu mình không cố bước thì mình sẽ bị tụt hậu, đúng không? Bất cứ một cái ngành nghề gì vậy, thì bây giờ mà sang cái lĩnh vực mới tinh này thì mình cứ xác định là mình giống như thằng cu như mình 3 tuổi, phải cố gắng, phải bước đấy. Thì đấy là cái quan điểm của em. Nhưng mà quan điểm của anh như này nhá, nếu với khả năng của anh nhé, để tạo ra động lực cho anh em nhé, để đưa cho mọi người một cái cố gắng ảo, một cái động lực ảo, anh làm dễ lắm. Em có tin như thế không? Bây giờ để cho em có một cái năng lượng ngút trời lên, để cho em có một nguồn năng lượng, một cái sự hy vọng tuyệt vời về cái công việc này, anh làm đơn giản mà, đâu có khó. Nhưng mà các ông bước vào đây là để làm gì? Để tôi cho các ông thấy được bản chất thực sự dã man của thị trường tài chính. Nó là một nơi cần sự cố gắng, nó là một nơi cần đổ mồ hôi sôi nước mắt để có tiền. Nó là một nơi nếu ông là tay mơ tốt nhất ông ra khỏi thị trường. Và cái điều tốt thực sự anh muốn làm là gì? Ông nào xuất sắc thì sẽ tự lựa chọn được để mình trở nên xuất sắc và kiếm được tiền trong thị trường này. Còn nếu ông nào không đủ sự cố gắng, ông nào không đủ tâm lý, ông nào không đủ khả năng, kỷ luật để kiếm được tiền trong thị trường này, thì học xong khóa học này, mất niềm tin, rời bỏ vào thị trường thì đấy là cái tốt. Bởi vì sau khóa học, ông biết rằng đây nó không phải nơi mình đủ trình để kiếm tiền. Và mình không u mê để tiếp tục ném tiền vào đó nữa. Thì cái khóa học này có phải quá rẻ không? Đúng không? Chứ còn nếu mà anh đưa cho anh em một nỗ lực ảo, anh làm đơn giản mà. Tôi cho các ông hy vọng ngút trời đến được mà, đơn giản. Nhưng mà lúc đấy là gì? Các ông không hiểu thực sự bản chất của cái nơi này. Các ông không hiểu đây nó là một nơi khốc liệt như thế nào. Các ông không hiểu tôi đã phải làm việc nhiều như thế nào để đưa cho ông kiến thức này. Và nếu các ông không luyện tập nó một cái phong thái nghiêm túc nhất có thể, sự cố gắng tuyệt đối nhất có thể, thì các ông không thể đạt được cái thứ gì từ thị trường này. Và luôn luôn các ông sẽ nằm trong bẫy của những người có kiến thức trong thị trường này. Vâng. Hiểu không? Thế nên là vâng, cái sự cố gắng hay nỗ lực nó không đến từ sự động viên của anh dành cho em hay cho bất kỳ ai cả. Và cái sự cố gắng nó đến từ nội lực thì phía trong mình. Mình thực sự muốn cái gì, mình cần cái gì và mình phải cố gắng cho nó như thế nào hết. Chứ bây giờ động viên thì nó làm cái gì nữa. Và đừng nhìn về những cái người họ không làm được và mình mặc định họ, mình ở trong cái số họ thì là xong. Thế ít nhất là sau khóa học này anh cũng sẽ muốn anh em phân loại ra mình có hợp với trading ngắn hạn hay không, mình có hợp với trading trung hạn hay không. Nếu không, mình bê những kiến thức này ra đến đúng thời điểm đầu tư uptrend, đến đúng thời điểm đầu tư dài hạn, vào cầm một cục tiền đi ra khỏi thị trường, đợi uptrend tiếp theo hết. Như thế là đủ giàu rồi. Hiểu không? Vâng. Bớt những câu hỏi như thế này lại. Bởi vì đây nó là một nơi không dành cho tay mơ đâu. Vâng. Hiểu vấn đề chưa? Dạ, em hiểu rồi. Cảm ơn thầy. Đó, để các ông, kể các ông học xong cái khóa học này, các ông thấy thị trường nó khốc liệt quá, các ông cầm tiền về
Các ông đi làm công việc của các ông không đầu tư, các ông không long sọt nữa, các ông không bay vào như con thiêu thân với thị trường tài chính nữa, thì có phải là các ông đã tránh được rất nhiều rủi ro không? Thay vì như trước đây các ông cứ cắm đầu cắm cổ vào với lòng tham, với cái sự sợ hãi của các ông để mất hết tiền không? Đấy là mấu chốt. Nếu mình cảm thấy không hợp, mình rời khỏi thị trường, đấy hoàn toàn là sự lựa chọn tốt. Đến đúng thời điểm cầm tiền vào, hết uptrend đi ra một cục tiền, các ông đủ giàu rồi, không cần phải trading ngắn hạn đâu. Nhưng mà vấn đề ấy, là cái cảm xúc con người của ông có đủ kiên trì và kiên nhẫn đến đúng thời điểm đấy và tuân thủ đúng kiến thức để ông kiếm được tiền hay không, hay lúc đấy mình lại bị lòng tham nó kéo đi, lại nghĩ là thị trường nó có những cái mức kỳ vọng xa vời và cuối cùng mình lại bị cuốn theo đám đông. Bởi vì thực ra nha, nó là một sự quá trình luyện tập không ngừng nghỉ. Nó là một quá trình luyện tập về tâm lý, nó là một quá trình luyện tập về sự kiên trì, kiên định cũng như là kiên nhẫn trong cái thị trường này. Anh nói thật, nếu mà mọi người không luyện tập ấy, thì đến lúc uptrend ấy, có kiến thức đấy, nhưng mà khi mình không luyện tập về sự kiên trì và kiên nhẫn trong cái thị trường này, và cái câu mà anh nói rất nhiều với anh em nhóm cũ đó là bản lĩnh của một nhà đầu tư. Nếu mình không có cái bản lĩnh đấy, mình không chiến thắng đâu. Thế nên là nói luôn với anh em, trong vòng 6 tháng, đâu đó 10 ông đổ lại xuất sắc nhất sẽ tạo ra lợi nhuận ngay lập tức. Khoảng 6 tháng tiếp theo, anh em tự luyện tập, đâu đó từ khoảng 10 người nữa. Và quãng thời gian sau đó thì hoàn toàn phụ thuộc vào mọi người. Để anh em hiểu cái thị trường này nó khốc liệt như nào. Và từ đầu đến giờ, từ buổi số 1 đến hôm nay là buổi số 6, tôi đã nói đi nói lại với các ông về cái chuyện là đây nó không phải là một nơi để các ông dạo chơi. Đây nó là cần một nơi làm việc chăm chỉ, làm việc nghiêm túc. Không có cái hình ảnh của một người trader mà cầm cái iPad, cầm cái laptop ra bờ biển nằm ngắm gái xong cuối cùng kiếm tiền. Không có chuyện đấy. Bởi vì nó là sự, kể cả nhé, khi kiến thức của các ông đã tốt rồi. Với tôi bây giờ, tôi có thể nhìn sơ qua đồ thị khoảng 5 phút. Tôi biết thừa là tôi sẽ mua như thế nào, bán như thế nào hay là ngồi im. Cái kiến thức thì nó sẽ duy trì và nó ở trong đầu mình mãi mãi. Anh em hiểu vấn đề này nhé. Nhưng tại sao tôi vẫn phải làm việc chăm chỉ? Để làm gì? Cái này nó là cái mấu chốt này. Tại sao cái kiến thức của tôi nó thừa sức để tôi liếc qua cái đồ thị, tôi có thể biết tôi làm cái gì và tôi kiếm tiền như thế nào? Nhưng mình vẫn phải làm việc chăm chỉ để làm cái gì? Để nó duy trì cái sự kiên trì của mình, để nó duy trì cái bản lĩnh của mình, để nó duy trì cái sức lao động của mình. Thì khi cơ hội đến tôi mới nắm được, tôi có đủ bản lĩnh, tôi có đủ tâm lý, tôi có đủ sự tự tin để tôi nắm được. Còn nếu bây giờ tôi sa đà vào thú vui, tôi sa đà vào cảm xúc, tôi sa đà vào những cái giải trí, thậm chí là gái gú hay cờ bạc gì đó, thì anh chị sẽ mất hoàn toàn cái năng lượng trong cái tâm thế tự tin của mình, trong cái bản lĩnh của mình, trong cái cảm xúc tích cực cho một người trading. Nó mất hoàn toàn. Thế nên là anh em bớt màu hồng về công việc này lại. Có thể sau này khi mọi người nhuần nhuyễn kiến thức rồi, anh em không phải luyện kiến thức nữa, mà lúc đấy mọi người cái kiến thức ấy, nó ở trong đầu mình rồi, nói phát là nó bật ra thôi. Nhưng mà cái phần chính ấy, cái tâm lý của nhà đầu tư, cái bản lĩnh của nhà đầu tư, cái sự can trường của nhà đầu tư ấy, không có bản lĩnh có không mua vào đâu. Đây nha, tôi nói với các ông nha, không có bản lĩnh giai đoạn khi mà cả thị trường người ta sợ hãi, tôi đố các ông dám mua vào. Không có bản lĩnh cái giai đoạn mà ai người ta cũng tham lam, 80.000 cũng 100.000, thậm chí những chuyên gia khác trên thị trường người ta cũng hô up trend lên 100.000, 120.000. Các ông không có bản lĩnh, các ông không thoát ra được cái giai đoạn này được đâu. Và cái bản lĩnh đấy nó là quá trình rèn luyện. Cái tâm lý đấy nó cũng là quá trình rèn luyện. Và cái sự chăm chỉ đấy nó là quá trình khổ luyện để có cái tâm lý, cái bản lĩnh, cái quyết định sáng suốt đấy. Một người người ta không làm việc, một người ta không chăm chỉ, người ta sẽ mất hết. Người ta mất hết những cái cốt lõi đấy. Còn kiến thức nó chỉ mang tính nhất thời. Hiểu không? Anh em bắt đầu hiểu vấn đề. Thế nên là ngay từ buổi đầu là tôi đã phải đặt cái sự kỳ vọng của ông bà xuống rồi. Chứ không vẽ về một cái thị trường tài chính màu hồng đâu. Thế là anh em nào thấy nó khó khăn mà cảm thấy mình đủ quyết tâm thì hãy tiếp tục. Và ở đây
tôi khẳng định là có sẵn những công cụ, có sẵn những kiến thức để giúp anh em thành công. Nhưng anh em có thành công được hay không phụ thuộc vào cái sự chăm chỉ của mọi người. Các buổi học sau này nhá, tôi nói trước, các buổi học sau này về thực hành nhá, chất lượng nó có tốt hay không phụ thuộc vào quá trình luyện tập của mọi người. Bởi vì sao? Các ông bà luyện tập nó có tốt ấy, thì các ông bà mới ra cái câu hỏi để tôi giải thích cho các ông bà. Còn kiến thức nó có như vậy, công bà không hỏi tôi không giải thích thêm đâu. Bởi vì có giải thích, có đưa ra nó không ngấm vào đầu. Bởi vì tư duy nó có một quá trình là mình làm việc nó không ra vấn đề, xong bắt đầu mình thắc mắc, mình có câu hỏi, xong có người chữa cho mình cái câu hỏi đấy, thì bắt đầu cái vấn đề đấy, cái kiến thức đấy nó trở thành kiến thức, kinh nghiệm của mình. Còn nếu tự nhiên công bà đang ngồi trước cái màn hình, tôi nói cho công bà về kiến thức đấy sơ sơ ấy, về các ông bà không đào lại thì cái kiến thức đấy nghe cho vui. Cố lên anh em. Nó không dễ đâu. Nó không dễ chút nào đâu. Nó là một quá trình luyện tập ấy. Nha, ok, tiếp theo câu hỏi nào. Cảm ơn câu hỏi của anh ạ. Anh em tiếp tục này. Cảm ơn câu hỏi của Nam. Thực ra câu hỏi hay chứ, câu hỏi của Nam rất hay. Để anh nói được cho anh em hiểu về cái thị trường này. Mục đích cuối cùng của khóa học này là gì? Là để anh em nhận biết được bản chất của thị trường. Nếu mình không phù hợp với nó, mình bước ra khỏi thị trường, mình hoàn toàn với tâm thế là gì? Chấp nhận và mình hiểu với nó rồi. Mình không đâm đầu theo nó nữa. Mình không tham lam, mình không ngu si, mình không ném tiền qua cửa sổ nữa. Thì rõ ràng mình cũng tiết kiệm rất nhiều, mình coi như là mình kiếm được rất nhiều tiền đúng không? Thay vì trước đây mình ném tiền như rác. Thì học xong khóa này mình không ném tiền 100 triệu, mình không ném tiền tỷ vào thị trường nữa cũng được mà. Nhưng mà nếu mình có sự quyết tâm, mình sẽ kiếm hơn số đó rất là nhiều. Thậm chí nhá, anh em hoàn toàn mọi người có thể đặt ra cho mình một cái. Anh em hoàn toàn có thể đặt ra cho mình một cái quá trình hay là mục tiêu như này. Hoàn toàn anh em có thể đặt ra cho bản thân mình một quá trình là sau 6 tháng học, khi mình học hết kiến thức, khi mình học hết các hình thái thị trường trong 50 buổi học thực hành, thì mình đặt ra cho mình từ 1 năm đến 1 năm rưỡi, thậm chí là 2 năm sau đó, là mình thực hành để hiểu nhuần nhuyễn tất cả những cái gì mình được học trong 6 tháng vừa rồi. Xong 2 năm sau mình giỏi cũng được. Bởi vì mình có cả quãng đời phía sau để mình kiếm tiền với nó. Nhắc lại, ngày xưa mình tốn 5 năm đại học với 3 năm đi làm để có một cái nghề kiếm về mức lương thu nhập khoảng 10 đến 20 triệu đồng một tháng tại Việt Nam. Mình còn cố được. Tại sao ông bà không thể bỏ cho tôi được từ 6 tháng đến 2 năm để thành thạo cái thứ này, trong khi nó là một cái thứ tuyệt vời và giúp mọi người kiếm lợi nhuận. Nên cố lên anh em. Và ở đây có đủ tất cả mọi thứ, không thiếu cái gì cả. Ở trong khóa học 6 tháng này có đủ tất cả mọi thứ để anh em có thể hỗ trợ mọi người. Rồi, cảm ơn Nam một lần nữa. Ôi, buổi hôm nay còn nhiều câu hỏi phết nhỉ. Tiếp theo này. Đến ai đây? Tiếp theo mời Trang Vũ nào. Alo. Trang đâu rồi? Em bật mic lên, anh vẫn để mở mà. Em tự bật mic của em lên. Ok, hỏi bạn khác nha. Thế nên là anh em có thấy nhé, trong thị trường này tất cả những cái sai lầm trước đây mọi người mắc phải, tất cả những thất bại, tất cả những tổn thất, thậm chí là đau thương trước đây mà anh em mắc phải, có phải phần lớn nó đến từ những kỳ vọng sai lầm không? Phải không?
Anh em comment thử xem. Có phải phần lớn nó đến từ những kỳ vọng sai lầm không? Thế là kỳ vọng sai lầm về thị trường, kỳ vọng sai lầm về xu hướng, kỳ vọng sai lầm về giá, thậm chí kỳ vọng sai lầm cả về cái bản chất của thị trường này hay bản chất của công việc này. Tất cả những kỳ vọng sai lầm đấy nó đưa mình đến cái thất bại đau đớn. Thế là anh em phải hiểu cái bản chất như vậy. Thì khi mà ở trong, không biết trong một cái quyển nào về Phật giáo ấy, anh không nhớ, nhưng mà đại loại là khi mình bắt đầu biết chấp nhận thì từ đấy bắt đầu mình mới sửa đổi được. Có nghĩa là mình chấp nhận đây nó là một nơi khó khăn, đây nó một nơi không phải màu hồng như trước đây mình tưởng, thì lúc đấy mình mới có cái suy nghĩ để đi tìm giải pháp, và từ giải pháp đấy bắt đầu nó mới sinh ra vấn đề là mình mới có thành quả. Tứ Diệu Đế, cảm ơn anh Hiếu. Hy vọng là cái chết đấy. Trang Vũ, sau đến Thành Vũ nào, mời Thành Vũ nào. Alo. Ok, mời em. Dạ vâng, em chào thầy. Cho em hỏi là thầy có nói là chỉ chơi BTC với cả ETH thôi. Vâng, thế nhưng mà thầy có phân tích là nếu mà chơi altcoin thì mình phải nghiên cứu 4 năm hay nhiều yếu tố hơn là Bitcoin ấy. Đúng rồi. Thì thầy có thể cho em biết lý do tại sao là thầy vẫn chọn ETH không ạ? Tại vì em cũng thích cái top coin là Cardano. Thì em muốn biết lý do. Tại vì ETH nó đủ thị trường em ạ. ETH vốn hóa nó lớn, nó đủ thị trường. Và cái tâm lý thị trường nó có nhiều. Chứ những cái đồng ở dưới này thì nó không, anh không khuyến khích. Bởi vì nó có cái sự... Cardano thì sao? Hả? Cardano cũng... ADA á? ADA anh thấy bình thường mà. Không lớn. Ít nhất nó phải như thế này em. Nhất nó phải như thế này, hôm nay ăn thua gì? Vâng ạ, thế có nghĩa hai là thằng này, nếu... hai thằng này thôi. Vâng ạ. Em chơi, em nó giống như là cái câu chuyện mà các ông đi kinh doanh ấy, nó hay có cái bài toán đó là các ông không phải bán thứ mình có mà các ông phải bán thứ mà thị trường nó cần. Bây giờ chẳng hạn là cái khả năng bây giờ mình làm ra một cái sản phẩm gì đó, vấn đề là cái bút có thể viết dưới nước đi chẳng hạn. Đấy, mấy ông thợ lặn ông cần, nhưng mà rõ ràng là thị trường nó bé. Thế em kinh doanh không giàu, giống như cái này cũng vậy. Em chọn thị trường này. Thực ra ETH anh cũng ít chơi lắm, thỉnh thoảng. Ít lắm, khi mà con sóng nó rõ ràng, còn chủ yếu... Ngắt lời. Thế có nghĩa là thầy chọn cái ETH là để phân bổ rủi ro, hay là vì ETH có lợi nhuận cao hơn? Mình... cũng không phải có lợi nhuận cao hơn, bởi vì cái câu chuyện lợi nhuận anh đã phân tích trong lợi nhuận về altcoin, anh đã phân tích cả trong nhóm với cả trên kênh rồi. Không phải là vì lợi nhuận, đơn giản là anh thích chơi thêm cho nó vui thôi, hoặc là khi có sóng thì anh chơi kèm thôi, chứ không phải phân bổ rủi ro. Bởi vì thị trường này nó vẫn đi theo sóng của Bitcoin, Bitcoin lên thì altcoin mới lên, nếu Bitcoin xuống thì altcoin nó xuống, thì không phải là phân bổ rủi ro. Đấy, đối với thầy là, đối với anh là ETH hay là BTC đều stop loss ở cái chính xác cái mức đó. Vâng, dạ. Luôn luôn thế em tốt thủ rủi ro lên hàng đầu. Em hỏi luôn câu hỏi thứ hai, thầy có nhà hàng lần trước là BTC nó sẽ sideways đi lên đoạn hai week ấy. Thì trước khi nó lên thì nó phải xuống, nó phải chạy xuống một chút xong rồi nó mới ngóc lên, thì cái đấy có phải là lý do để nó tích lũy lực mua hay là tạo thanh khoản cho lực mua lực bán không? Không, đơn giản là gì, hay là do em nghe nhầm không? Trước khi có một con thằng wick hai wick lên thì nó cần phải giật xuống một cái, thì em đang chưa bỏ qua yếu tố phân tích kỹ thuật này, thì em đang muốn hỏi thầy là cái đấy có rồi phải... rồi anh hiểu câu hỏi rồi. Anh hiểu câu hỏi rồi. Ok,
Thì đơn giản là gì? Đấy là cái đấy là anh phân tích và anh có nghĩa là gần như là anh phỏng đoán rồi, anh phỏng đoán chứ nó không phải là phân tích, dựa trên cái câu chuyện về 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 bây giờ làm thế nào để cho đám đông họ sợ hãi. Cái khu vực này nếu mà nó đi ngang đủ lâu để cho đám đông họ chán nản, hay là bây giờ có một con sóng khung D bắt đầu nó bắt nguồn lên khu vực này để cho họ hy vọng. Họ hy vọng chán chê thì bắt đầu giá nó dập xuống đây, xong bắt đầu nó mới lên. Cái khu vực này là khu vực tạo cho họ sự sợ hãi này. Thì mục đích để làm gì? Để cho đám đông sợ hãi và họ không dám mua theo khu vực này. Thì đấy là anh dự đoán đấy thôi, còn nó có xảy ra hay không thì nó phải có đồ thị cho mình thấy. Ví dụ bây giờ là con sóng, nó có một con sóng đi lên đây của khung thời gian 1D, 2D, xong lên đến cái khu vực kháng cự này hoặc khu vực này, hoặc khu vực này, có thể lên đây, hoặc nó chớm lên một tí nó rút dâu xuống đây. Thì lúc đấy thằng 1D, 2D nó sẽ có một cái mô hình như thế này mà bắt đầu đi xuống. Và bắt đầu đi xuống. Thì lúc đấy thì mình nhìn được con sóng đấy, à đoạn này nó lên không lên được, và bắt đầu thằng lúc đấy mình sẽ vào short khu vực này, ăn khu vực này. Và đương nhiên mình ăn trong khu vực tâm thế là gì? Đoạn này có thể nó sẽ xuống rất nhanh và lên rất nhanh, nên là mình phải chốt nhanh và tìm vị thế để có thể là mua vào ăn theo thằng 2 week. Thế nên là trước đấy nó chỉ là đoán mồm thôi. Còn nếu nó xảy ra hay không thì nó phải có mô hình khu vực này. Thì lúc đấy mình mới ra quyết định được. Còn nếu không á, mình vẫn chờ. Nếu mà xuống đây, còn nếu mà từ đây nhé, từ đây mà nó đi xuống luôn, thì đoạn đấy nó sẽ có gì? Nó sẽ có mô hình cuộn lên của 2D, 1D. Nếu không có quán tính giả thì mình sẽ tự tin mình mua. Thì lúc đấy là gì? Thì mình sẽ không ăn con sóng này nữa, bởi vì nó không có tín hiệu rõ ràng. Dạ. Nhưng mà khả năng nếu nó xuống được đến đây thì chắc chắn gần như 80% nó phải lên đây xong nó xuống, bởi vì nó có sự tích lũy của lực bán. Dạ. Thì lúc đấy xong bắt đầu mình mới ăn con sóng này, xong ăn lên được. Nhưng mà con sóng này mình có ăn hay không thì lúc đấy còn phải xem cái khung nhỏ. Thì cái này qua các cái buổi thực hành của anh thì anh em sẽ hiểu rõ hơn. Anh dạ, em cảm ơn. Còn ví dụ, ví dụ như đây nha, ví dụ tiếp theo anh lấy ví dụ luôn khu vực này. Chẳng hạn là đoạn này theo em là khu vực này là RSI của H4 nó đang ở trạng thái tăng hay trạng thái giảm? Đang tăng. Anh bật thêm thằng 2H đang ở trạng thái tăng hay trạng thái giảm? Giảm. Giảm và chưa rõ ràng đúng không? Nếu bây giờ thằng 30M, thằng 45M này đây, nó đang, thằng 30M nó đang có mô hình từ trên này, thằng 45M cũng đang một đoạn mô hình này. Tuy rằng nó trên nó không có quán tính tăng, nhưng mà đoạn này mình thấy là nó đang giữ được cái vùng hỗ trợ ở đây. Mình thấy nó đang giữ được cái vùng hỗ trợ ở đây. Nếu nó không đục được cái vùng hỗ trợ này, mà thằng 30M, thằng 45M này nó có một mô hình đẹp để kéo thằng H1, H2 lên phía trên và tiếp diễn cùng tăng với thằng H4, thì hoàn toàn giá nó có thể tăng tiếp lên đây. Hoặc có thể vượt cái đỉnh này nữa. Đấy là thầy dùng cả hỗ trợ kháng cự và cả pivot luôn ạ. Thì cái đấy anh đã nói từ trước rồi nhưng mà chưa đến cái buổi điểm vào lệnh để anh đã nói, để anh nói đến những cái phần đấy. Rồi, vâng ạ. Vâng. Thế cho em hỏi tiếp là cái đoạn thầy phân tích về hai mô hình sideways ấy, thì là thầy nói là khung wick nó có xu hướng giảm được pha với cả khung D ấy. Thì đấy thì nó sẽ tạo ra sideways trường hợp 1, trường hợp 2 gì đó. Thế nhưng nếu mà trường hợp mà khung wick nó đang tăng nhưng khung D lại có lực giảm thì cái trường hợp sideways như đấy nó có tính chất gì khác không, hay là nó cũng là sideways và mình dựa vào lực mua và bán thì nó sẽ đi theo thế này nhá. Cái tại vì thầy mới chỉ nói nói về sideways hình thành khi cung width giảm và cung D tăng, còn cái trường hợp ngược lại thì em chưa được nghe. Cái việc ngược pha nó chỉ xảy ra của khung nhỏ với khung lớn thôi. Còn khi khung lớn mà lên được ấy, chắc chắn thằng khung nhỏ đã kéo lên rồi. Không có chuyện mô hình của khung lớn mà khung nhỏ nó không lên được đâu. Dạ. Hiểu không? Vâng, hiểu rồi. Thế có nghĩa là sẽ không có sự hình thành sideways theo lý thuyết hai mô hình đấy theo chiều ngược lại. Không có theo chiều ngược lại, bởi vì thằng khung lớn nó đã lên được thì chắc chắn là khung nhỏ nó đã chạy trước rồi. Hiểu không? Có nghĩa là bây giờ nếu mà bây giờ anh lấy ví dụ thằng 2 week mà nó nhích lên được đến đây thì chắc chắn thằng 1D nó đã phải như thế này rồi. Vâng. Không thể nào ngược pha được nếu mà theo cái chiều ngược. Bạn Mai Hồng Linh cũng có hỏi trong nhóm là
là khung H4 đang tăng, khung H1 lại cắt xuống thì khả năng cao là lệch pha thì H1 sẽ sideways ạ. Thì em mới nghĩ là không, cái trường hợp là đúng. Nếu như trong trường hợp như thế này, trong trường hợp như này, ví dụ cái đoạn này, anh lấy ví dụ là cái đoạn này, thằng một wick nó ngóc lên như này thì đang tăng, nhưng mà lúc đấy mình lại thấy lên lại, chẳng hạn là cái đoạn đấy mình lại gặp phải cái đoạn thằng ví dụ ở đây chẳng hạn thằng 1D lúc đấy nó đã lên trước rồi, thằng 1D lúc đấy ví dụ nó đã lên trước rồi thì nó đã kéo thằng 1 wick lên cái vị trí đấy, nhưng mà thằng 1D nó không có lực ủng hộ để kéo tiếp thằng 1 wick đi lên, mà thằng 1D lại đi xuống thì lúc đấy nó sẽ kéo ngược thằng 1 wick xuống phía dưới để tiếp tục quá trình giảm, thế thôi. Và cái này nó giảm như thế nào thì sẽ học trong cái lý thuyết tịnh tiến. Vâng, vâng. Không, thực ra nguồn gốc của câu hỏi của em là trước đó thôi, chứ còn cái đoạn sau thì là để em muốn rõ hơn. Ok, còn câu hỏi nào nữa không? Hỏi nhanh, bởi vì còn nhiều anh em. Em hỏi nhanh. Câu là nếu mà quán tính tăng nó hoàn thành xong và bị triệt tiêu do giảm sâu quá, thì cái giai đoạn sau đó ấy, nó hình thành một cái quán tính tăng tiếp, thì cái giai đoạn sau đấy nó gọi là gì? Quán ví dụ tính như tăng, quán không tính thời tăng gian tăng. H4, ví dụ nghe anh nói, nghe anh nói. Đấy. Quán tính tăng đã triệt tiêu rồi sao lại tạo ra quán tính tăng tiếp? Dạ, tức là nó giảm sâu quá và giá ví dụ bây giờ có con sóng đi lên này. Tăng. Dạ. Xong bắt đầu nó triệt tiêu xong lại có con sóng tăng tiếp. Dạ. Thì không, sao? Tức là nó đã giảm quá sâu rồi, triệt tiêu cái quán tính tăng đấy rồi ạ. Và sau đó nó lại có quán tính tăng tiếp trong một khoảng thời gian ngắn sau đó, thì cái giai đoạn sau đó mình có gọi là giai đoạn sóng mới. Thì cái lực mua này, nếu cái trường hợp này rất ít xảy ra và gần như là anh chưa gặp bao giờ. Gần như là anh chưa gặp bao giờ, bởi vì em phải hiểu là tâm lý thị trường nó không thể nào diễn biến nhanh được như vậy. Người ta không thể vừa hy vọng xong người ta thất vọng một cái và người ta lại hy vọng ngay được. Thì nếu con sóng này có xảy ra, chắc chắn là do cá mập nó bơm, hoặc là một nguồn tiền nào đấy hay một tin tức nào đấy bất thường từ thị trường. Không thể nào nó tự nhiên nó xảy ra được trường hợp đấy. Nhưng mà nếu nó có xảy ra thì rõ ràng qua cái câu nói đấy của anh thì em đã hiểu là cái lực mua con sóng này không liên quan gì đến lực mua trước đó. Dạ, đúng không? Em hiểu. Rồi. Trường hợp đấy nó không xảy ra đâu, ít lắm. Không, anh chưa thấy bao giờ. Dạ. Thì còn cái nhận định mà sideways mà dựa trên sự ngược pha đấy ạ, trường hợp 1, trường hợp 2 đấy ạ, thì cái xác suất xảy ra là bao nhiêu? Xác suất xảy ra đúng cao. Tất cả các khung thời nó đúng hết với tất cả các khung thời gian hay là xác suất xảy ra là trên 80%. Còn bây giờ 80% là đúng hết trong tất cả các khung thời gian luôn ở đây. Tất cả. Hay là chủ yếu là tất cả. Ví dụ như cái đoạn 14 tháng 12 năm 2022 ấy, hôm thứ tư ấy, khung 1H ấy, ok, 14 tháng 12 khung 1H nó tạo ra là đỉnh và đáy hôm đó khá là cao nhưng mà nó vẫn sideways theo trường hợp 1 ấy. Có thể cho em khu vực đấy ạ. 14 tháng 12 thì chỉ thấy là nó hình thành quán tính tăng đúng không ạ? Thì xong sau đó nó lại đi điều chỉnh xuống sâu xuống dưới cả vùng 30. Thì rõ ràng thì cái sau giai đoạn sau đó nó đi thì nó lại đi kiểu sideways theo trường hợp 1. Mà nếu mà như theo như lý thuyết em hiểu thì nó lại là đáng lẽ nó phải đoạn này nó phải đi sideways theo trường hợp 2. Thì nó lại đi kiểu trường hợp 2 em đang nói là cái gì mà trường hợp 1 em đang nói là cái gì? Sideways trường hợp 2 có nghĩa là có sự tranh chấp lực mua lực bán. Còn sideways trường hợp 1 là không có sự tranh chấp lực mua lực bán trên giá đi phẳng lì luôn. Thì đây, nhưng mà vấn đề ấy, là cái sự tranh chấp đấy nó lớn hay nhỏ. Đây, cái đoạn này nó có cuộn lên em thấy không? Nó vẫn tạo ra kênh giá. Nhưng mà cái sự tranh chấp đấy lớn hay nhỏ còn phụ thuộc vào cái thị trường ở giai đoạn đó. Và nếu mình cảm thấy qua một con sóng đầu tiên, hai con sóng đầu tiên
mà cái biên độ nó nhỏ thì mình bỏ qua. Bởi vì đây nó là cái khung sideways của thằng 1H thì đương nhiên là nó nhỏ. Em không thể nào so sánh nó với khung sideways của thằng 1D được. Hiểu ý anh không? Hiểu không? Thằng 1D cái khung sideways của nó khác, nhưng thằng 1H em so làm sao được. Thằng 1H thì trong này nó chỉ là những con sóng 5M thôi, mà sóng 5M thì đương nhiên là bé rồi. Dạ vâng vâng, rồi em cảm ơn ạ. Cho em nhường mic cho các bạn khác. Cảm ơn anh. Ok. Cảm ơn thầy. Tiếp tục nào, mời anh em. Anh em đẩy nhanh tốc độ hỏi nhé. Tiếp tục mời Phước Huy nào. Phước Huy, Huy Phước nào. Dạ em chào thầy ạ. Ok. Dạ. Cho em, thầy cho em hỏi là ngày 14 tháng 12 khung H4. Ừ. Dạ thì nó có một cái khung H4 nó có một cái quán tính tăng á. Thì cái quán tính tăng đó nó bị fail quá. Ừ. Rồi, em ra câu hỏi đi. Dạ, thì ngay chỗ 19 giờ đó thầy, 19 giờ. Ờ. Dạ, dạ nó có quán tính tăng. Đó thì ý em hỏi là tại sao nó có quán tính tăng á thì sau đó nó cũng đi vô cái xe quay nó không có một con sóng lên tiếp theo á. Ờ. Cái khu vực này á. Dạ, cái quán tính sau cái quán tính tăng đó. Đơn giản là như thế này. Anh em thấy là nó kéo ngược thằng RSI của thằng 1D xuống này. Nó không ủng hộ cho cái xu hướng tăng này nữa. Tuy rằng là đoạn này, cái này anh em sẽ được học trong cái buổi khi mà chúng ta nói về các cái trường hợp fail của quán tính tăng, quán tính giảm và chúng ta sẽ nhận biết nó như thế nào. Khu vực này cái thứ nhất là cái lực tăng ở khu vực này, em nhìn thấy đây nó là một đỉnh nhọn vừa lên đến nơi cái là nó kéo tụt xuống cái đúng không? Dạ. Yeah. Thì như trường hợp lúc này anh giải thích cho anh em, đây là một trường hợp quán tính tăng yếu và không mạnh, bởi vì nó có sự tham gia của lực bán nó mới tạo ra cái hiện tượng đỉnh nhọn như này. Bởi vì 10 thằng đang mua tự nhiên 50 thằng nhảy vào bán nó mới tạo ra cái hiện tượng này. Và rồi anh ra cho mình thấy cái thứ nhất là cái này nó đã coi như là không có quán tính tăng rồi. Thứ hai nữa là cái đoạn mà các khu vực khung thời gian phía trên ấy, nó không giữ được để nó kéo tiếp từ vùng này lên nữa. Thế nên là nó sideways thế thôi. Cái đoạn này nó không có quan tính tăng nữa. Dạ. Dạ, cái câu hỏi chung của em thầy là sau này mình sẽ học những cái tiêu chuẩn mà có cái dù nó trên 80 nhưng mà nó vẫn không có quan tính tăng đúng không thầy? Là sau này mình sẽ học đúng không thầy? Có, vẫn còn mấy buổi nữa cơ mà, những cái kiến thức chung anh em, thậm chí nhá, trong 50 buổi thực hành ấy, anh còn bổ sung nhiều kiến thức thực chiến rất nhiều. Thế đây nó là những cái câu hỏi mà anh em sẽ gặp và những cái câu trả lời mà anh em sẽ gặp trong cái giai đoạn thực hành rất là nhiều. Bởi vì nó sẽ có những trường hợp nó như thế nọ như thế kia và chúng ta anh sẽ giải thích cho anh em là tại sao nó lại như vậy. Tại sao nó cần đến từng đấy buổi học nó như thế. Dạ. Dạ, câu hỏi tiếp theo của em á là trong lúc mà quá trình mà em xem lại á thì em thấy á là trong những cái dòng cung á thì cái giá đẹp á nhiều khi là nó không nằm ở cái điểm bắt đầu dòng cung mới, ấy không nằm ở cái điểm kết thúc dòng cung lên. Đúng không? Dạ, mà nó nằm ở giữa hoặc là nó nằm ở một cái đoạn mà bình xăng nó cái đấy khá xa. Cái đấy phụ thuộc vào cái buổi học về điểm vào lệnh. Dạ dạ, là sau này mình chúng sẽ học luôn không? Ok, có. Dạ, dạ câu hỏi tiếp theo của em là RSI của cái khung phía trước liền kề nó có ảnh hưởng tới RSI của cái khung phía sau liền kề không thầy? Ví dụ 1H và 4H. RSI khung hai khung đấy nó có ảnh hưởng đến nhau, nhưng cụ thể là em muốn hỏi như thế nào? Dạ, ý là cái RSI của khung này có ảnh hưởng có ảnh hưởng gì cái khung cái RSI của cái khung sau thầy? Có nghĩa là cái sóng thì sóng giá thì có thể là nó tĩnh tiến nhưng mà cái rợt đi thì sóng nó có đi theo cái đó không? Có, đương nhiên là nó có ảnh hưởng chứ, bởi vì khung khung lớn nó sẽ ảnh hưởng đến khung nhỏ mà khung nhỏ nó cũng ảnh hưởng đến khung lớn chứ em. Dạ nhưng mà ý mình hỏi là cái rợt đi đó là rợt đi của khung 1H có ảnh hưởng tới rợt đi của khung 4H không này? Có chứ. Tại sao lại là không? mình nhìn ví dụ như em giả sử như sau này mình nhìn được cái rợt đi của khung 1H mình có thể forecast được cái rợt đi của khung 4H không ta? Có thể gì? Có thể forecast được cái RSI của khung 4H chẳng hạn, là khung liền kề trước đó, khung liền kề phía trước đó. Forecast là sao anh không hiểu lắm? À dạ, ý em hỏi là RSI của khung trước thì nó có ảnh hưởng tới RSI của khung sau đúng không thầy? Cái câu hỏi của em nó vẫn như lúc nãy, anh không hiểu rõ cái ý em đang hỏi là gì. Dạ. Anh không hiểu rõ cái ý em đang hỏi là gì. Dạ, ví dụ như RSI ảnh khung ảnh hưởng, một. Ảnh hưởng thì đương nhiên là nó ảnh hưởng rồi, nhưng mà ý em muốn hỏi là nó ảnh hưởng như thế nào? Là nó có tương quan gì nhau, ví dụ như bên đây nó rỡ đi nó có quán tính tăng ở khung 1H đi thì cái xu hướng của khung 4H thì rỡ đi nó sẽ có xu hướng là tăng lên chẳng hạn đúng không thầy? Ừ đúng rồi, chính xác. Là rỡ đi chứ không phải là giá nha thầy, là rỡ đi đúng không thầy? Bởi vì khi RSI của khung nhỏ mà đã có quán tính tăng ấy
mà liền kề với khung nó là khung lớn hơn ấy, thì chắc chắn khung kia nó đang ở trạng thái tăng rồi, thì khung nhỏ nó có quán tính tăng gần như là chắc chắn đấy. Chứ còn nếu mà khung H4 mà vẫn còn ở xu hướng giảm ấy, thì không thể nào thằng H1 có quán tính tăng được, không bao giờ có trường hợp đấy. Dạ. Yeah. Dạ, câu hỏi tiếp theo của em á, là hôm đó mình có học ví dụ như mình xác định đó là downtrend á, thì mình sẽ có cái xu hướng là mình bán và mình chờ bán, là short và chờ short. Thì giả sử như là mình xác định được một cái khung sideways á, mà mình đi long lên, mình short xuống, long lên, short xuống, thì mình, ý em hỏi là mình có sai với một cái nguyên tắc ban đầu mình đặt ra không? Không, thế nó mới cần cái dòng chữ mà anh sẽ dạy trong buổi sau, đó là sự chuyển giao tâm lý giữa giai đoạn có trend và giai đoạn sideways. Cái nút thắt là cái chỗ chuyển giao ấy, chứ không phải là cùng một cái tâm lý đấy, cùng một chiến thuật đấy mình lại áp dụng vào tất cả giai đoạn. Ví dụ là cái giai đoạn này của anh em mình thì là short và chờ short, bởi vì lúc đấy các khung thời gian nó đang đồng thuận trong xu hướng giảm, nhưng mà khu vực này chúng nó không đồng thuận em ạ, nhưng khu vực này nó lại đồng thuận này. Yeah. Khu vực này và khu vực này thì cùng chiến thuật là short và chờ short, nhưng khu vực này nó lại phải một chiến thuật khác. Yeah. Khu vực này chiến thuật khác, thì khu vực này và khu vực này không liên quan nhau. Dạ 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 em hiểu. Dạ yeah. Cho em hỏi thêm với thầy là hôm nay thầy cũng có hay trả lời là ví dụ như là có cái mô hình đó, mà cái mô hình này nó đẹp á, thì đẹp hay xấu gì đó, thì mình có một cái tiêu chuẩn nào đó để cho cái mô hình đẹp hay xấu không? Cái câu hỏi này lúc nãy có ai hỏi rồi nhỉ? Christina hỏi à? Christina nãy vừa hỏi đấy. Anh sẽ không trả lời lại đấy nhỉ? Nãy Christina vừa hỏi rồi. Em không nghe đúng không? Dạ, có gì em cũng xem lại. Xem lại nhé. Dạ, lại câu hỏi cuối. Và anh sẽ nói lại cái kiến thức đó trong một buổi sau nữa. Yên tâm. Dạ, dạ. Và câu hỏi cuối cùng của em có thể là ví dụ như là đôi khi nhiều khi lâu lâu đó, ví dụ như là mình xem, tại vì cái giá này nó có trên nhiều sàn á, thì theo kinh nghiệm của thầy có xem cái giá này trên nhiều sàn không, là tại lỡ nhiều khi ví dụ bên đây nó có quá tính tăng nhưng mà bên kia nó không có, thì ý là thầy có theo kinh nghiệm của thầy thì thầy có xem giá của nhiều sàn không, hay là thầy chỉ trade ở sàn nào thì xem giá của sàn đó thôi? Trade sàn nào xem giá sàn đó thôi, bởi vì em sẽ nhận biết được cái nếu mà nó có ảnh hưởng của em là em sẽ nhìn được ở cái thị trường đó, mà ở cái sàn đấy em nhìn được hết không sao đâu, anh xem một sàn không xem nhiều loại không phải vấn đề gì đâu. Dạ em cảm ơn. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn Phước. Anh em nào còn câu hỏi? Nguyễn Đạo và em Đào, em không có mic. Thầy cho em hỏi vùng đỉnh 69K dựa vào phân tích đấy đi, thì nhìn thế nào để mình biết mà chốt lệnh thoát hàng? Nếu như cá nhân em view các khung thời gian liên quan thì em nhận thấy ra cần thoát hàng, giá nó đã giảm khá sâu rồi, tầm hơn 10K giá. Nhìn đấy như nào biết mình thoát hàng sớm nhất? Thì cái khu vực này nhá, anh thoát là anh thoát từng đoạn chứ anh không thoát một cục. Thứ nhất là cái khu vực này, đây nó là con sóng đi lên để hoàn thành quán tính tăng của khung thời gian một week, và để nó lên tiếp thì rõ ràng nó phải có cái lực đẩy quán tính tăng tại những khung thời gian D1, D2, D phải có quán tính tăng. Thì rõ ràng khu vực này chúng ta không thấy điều đó, và khi mà ở đây nó hoàn thành hết những cái con ở trong cái đoạn này, anh em mình bật ra mọi người sẽ thấy là nó có những quán tính tăng ở những khung thời gian nhỏ hơn 1D2D để nó hoàn thành. Thì khi cái khu vực này, khi mà nó hoàn thành hết quán tính tăng của tất cả các khung thời gian nhỏ là anh đã chốt dần khoảng 30% rồi. Sau khi đó bắt đầu đến giai đoạn thằng 1D2D mà RSI của nó đi vào giai đoạn giảm là anh chốt tiếp 30%. Và cuối cùng khi mà thằng một week nó ngoặt xuống, nó phá cái đáy này là anh chốt nốt 40% còn lại. Chốt từng phần. Bởi vì khi mình nhận thấy không còn lực đẩy tiếp là mình chốt một phần. Khi nhận thấy các khung thời gian nhỏ hơn liền kề bắt đầu điều chỉnh, mình chốt tiếp 30% là 60%. Còn lại giai đoạn khi mà nó phá cấu trúc tăng. Nó phá cấu trúc tăng là gì? Ở khu vực này anh em thấy đây nó có những cái khu vực đáy gần nhất này, thì thôi mình cũng căn vào đó. Bắt đầu là khu vực này mình thoát nốt hàng. Nếu nó về đây mà nó tích lũy được thì tiếp tục mình lại mua lại đây, mình ăn lên đây. Thì rõ ràng là mình bán ở cao, mình mua ở thấp là mình lãi rồi. Đó. Chứ không phải là cái khu vực đó anh đợi xuống đến đây anh mới thoát một cục. Không. Như thế thì không. Luôn luôn với những con sóng lớn, mọi người phải nhớ là chúng ta vào nhiều lần và thoát ra nhiều lần.
và nhiều lần nó thoát ra nhiều lần. Ok, mời Nguyễn Đức Hiền. Dạ em chào thầy ạ. Ok, hello em. Dạ vâng. Thầy ơi, em có hai câu hỏi như này ạ. Ừ. Dạ. Em xem các cái khung giờ thì em có một cái câu hỏi như này. Ok. Với các cái thời điểm của khởi đầu của một con sóng ấy thầy. Ừ. Thì em dựa vào cái RSI để mà xác định được điểm bắt đầu của một con sóng. Thì em có nhìn trên cái đồ thị của RSI thì có những điểm là RSI nó cắt trước cái điểm đồng quy của ba điểm thì là nó đã bắt đầu một con sóng hoặc là kết thúc một con sóng ở điểm đó rồi. Ừ. Có những điểm thì nó lại tận ở giữa, mà khi hai cái đường trung bình nhanh và trung bình chậm nó mở đang rất rộng thì nó đã cắt gọi là kết thúc của cái một con sóng đó rồi thầy. Ừ. Thì và có những cái điểm thì là trên một con sóng đó thì là nó đúng là bắt đầu và kết thúc ở tại một cái điểm là ba đường đó đồng quy với nhau. Ừ. Vâng, thì em muốn hỏi thêm thầy cái đó để mà em xác định thêm. Đấy là cái câu hỏi thứ nhất của em ạ. Dạ. Thứ nhất là cái điểm mình xác định nó đi chính thức vào con sóng đấy luôn luôn là cái điểm đường RSI nó cắt lên và đường trung bình nó cũng cắt lên theo. Đường trung bình nhanh cắt lên theo. Dạ, nhưng vâng mà cách làm sao để anh em mua được ở những cái điểm thấp trên đồ thị giá thì sẽ được học về cái buổi điểm vào lệnh. Không, ý em là hỏi là vì em xem ở trên đồ thị và các cái khung thời gian ấy thầy ạ. Ừ. Thì là các cái điểm của một con sóng và bắt đầu và kết thúc của một con sóng thì là nó thường là nó không theo cái điểm ba cái điểm chạm vào nhau đấy thầy. Ba cái điểm cắt nhau ấy ạ. Nó sẽ không chính xác là cái điểm cắt nhau nó là phải cái điểm đỉnh giá đâu, mà nó phải xuống một tí em ạ. À vâng ạ. Ờ, dạ. Chứ nó không phải chính thức ở cái điểm đỉnh giá đâu, không phải. Vâng, vì em thấy có những đoạn thì là nó khớp và có những đoạn không khớp. Không phải. Tất cả trong thời gian. Dạ. Ừ. Vâng, còn câu hỏi thứ hai ạ. Dạ. Là em thấy thầy có sử dụng rất là nhiều các cái khung giờ, thì cái khung giờ 15M và 1H, 4H, 1D và 1W là thầy sử dụng rất là nhiều. Thì em thấy có một cái tỷ lệ như này, 15M thì nó bằng 1/4 của 1H, 1H bằng 1/4 của 4H. Ừ. Thế nhưng 4H thì nó lại bằng 1/6 của 1D. Ừ. Và 1D thì nó bằng 1/7 của 1W. Thì em muốn hỏi thầy là nó có cái tỷ lệ vàng nào ở trên các cái khung thời gian đó để mà mình có thể áp dụng tốt ở trong các khung thời gian đó không ạ? Nó sẽ không có cái tỷ lệ vàng nào cả, mà thực ra là đấy nó là những cái khung thời gian chính của thị trường. Ví dụ kết thúc một ngày nó thường đóng phiên, hay là những cây nến H4 nó là những cái đại loại. Khi mà anh em tham gia nhiều thì mọi người sẽ thấy là à đấy nó là những cái khung thời gian mà có nhiều nhà đầu tư tham gia vào nhất. Thì chúng ta sẽ chọn cái khung thời gian đấy để quan sát chính. Nhưng mà tại sao nó lại bật những khung thời gian lấy lên thì chúng ta sẽ giải thích ở trong cái lý thuyết về tịnh tiến sóng để chúng ta theo dõi được từng cái bước đi của thị trường một cách chi tiết nhất. Thì anh em theo cái lý thuyết về tịnh tiến sóng. Dạ vâng ạ. Ừ. Dạ. Em cảm ơn thầy ạ. Em chỉ có hai câu hỏi thôi. Ok, cảm ơn Hiền. Linh Mai có câu hỏi, mời Linh Mai. Dạ, yeah, em chào thầy với mọi người. Hello em. Em có câu hỏi là ví dụ như mình nếu mà mình đánh cái khung thời gian quá nhỏ rồi mình dẫn đi với cái tỷ lệ là giống như 1% account của mình chẳng hạn, thì có khi nào mình xuống cái khung đó nó lại không đủ thanh khoản cho cái lệnh của mình rồi mình lại bị giống như là mình không khớp được lệnh thì không chốt được lời không thầy? Không, thứ nhất là anh đã nói về cái việc là anh em không nên đánh cái khung thời gian dưới 15M, là anh không khuyến khích anh em đánh. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là riêng trong thị trường này, nếu khối lượng lệnh của anh em khoảng dưới 100 triệu đô thì không có lo. Thế nên là em không phải lo cái chuyện thanh khoản đấy đâu. Ờ, dạ. Yeah. Với lại cái thứ hai á, ví dụ như em đang không biết chứ, ví dụ như mình á, cái target của mình là từ 10 lên 20 chẳng hạn. Nhưng mà khi mà mình đang trong quá trình đi lên á, thì mình thấy ở chỗ 15 nó có một cái cản. Vậy thì mình có nên chốt ra rồi mình chờ nó điều chỉnh xuống rồi mình lại lấy toàn bộ cái số mà mình mới chốt để mình mua lại ở cái chỗ giống như 13 chẳng hạn. Mình không cần biết là 13 hay 12 là bao nhiêu, nhưng mà miễn sao mà có lời hơn cái chỗ mình chốt, tại vì nó vẫn đang trong cái quá trình đi lên á, thì mình có nên cắt giữa chừng vậy để mình tối ưu hóa cái tiền không, hay là mình vẫn cứ hold để tới cái target của mình thôi? Không, em phải phân biệt ra. Thực ra là nhé, với những con sóng thực sự lớn, ví dụ như khung thời gian 1 week, anh vẫn thoát ở khu vực này và anh mua lại thêm ở khu vực này để ăn tiếp khu vực này, bởi vì biên độ của 1 week thì đương nhiên là nó lớn rồi.
Nhưng với một con sóng uptrend với những khung thời gian 1D trở xuống thì anh em không nên làm câu chuyện đấy. Bởi vì như em nói, có thể là nó lên đến 15, nó xuống 13, 12. Nhưng mà nếu nó lên 15 mà nó vẫn loanh quanh ở 15 thì sao? Nó loanh quanh ở 15 thì sao? Thì lúc đấy là gì? Mình không nên làm câu chuyện đấy, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng cái tâm lý của mình. Thực ra là cái phần lớn là nó sẽ ảnh hưởng, nó có thể nó vẫn ảnh hưởng về vị thế một chút thôi. Nhưng mà lúc đấy là gì? Nó sẽ ảnh hưởng về tâm lý của em. Bởi vì khi mà em thoát ra trong em vào lại, tự nhiên cái tâm lý của em nó đang chuyển từ trạng thái gồng lời sang trạng thái là mình có một điểm để lỗ. Và khi mà em tập ngày xưa con sóng điều chỉnh đấy ấy, thì lúc đấy nó sẽ bị hai cái luồng tâm lý nó xung đột lẫn nhau. Một là em đang kỳ vọng con sóng đi lên để em có thể ăn tiếp. Hai là em lại kỳ vọng con sóng đi xuống tiếp để em có thể mua rẻ hơn. Thế nên là mình đừng gây ra những sự xung đột tâm lý như thế, nó không tốt. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy. Em chỉ có hai câu hỏi đó thôi. Ok, cảm ơn Linh. Dạ, dạ. Chiến mời em có thêm câu hỏi. Bây giờ, ok, Chiến em thôi. Mời Chiến. Vâng, thầy cho em hỏi thêm một câu là cái câu này nó không liên quan đến phân tích kỹ thuật mà nó liên quan đến giữ tiền đấy. Vì trước là em cũng để hết tiền ở trên sàn FTX ấy. Thì em có hỏi thầy một câu là về cái cách mà mình có nên sử dụng ví ví nóng nhiều hơn ví MetaMask hay là ví C98 ấy, mình có nên để hết ở trên ví nóng đấy không ấy? Thì mình không để trên sàn nữa. Nếu mà em hold thì em cũng không nên để ví nóng luôn. Nếu mà em hold thì em phải để ví lạnh. Để ví lạnh cho anh. Có nghĩa là cái ví cứng ấy. Vì thực ra cái số 4 của em kiểu cái tâm lý nó số 4 nó không quá lớn, nên là với là tâm lý lúc đấy chưa nghĩ là đến là hold, kiểu mình cứ chơi ấy. Thì em cứ nghĩ là lúc ý là em cứ chuyển sang ví nóng xong lại chuyển sang sàn kiểu liên tục ấy. Em không hiểu là cái ví nóng đấy nó có an toàn được không. Vì có đợt em cũng theo dõi cái folder của C98 ấy. Họ có thể lấy được cái cây của cho khách hàng, thì em không biết là họ có gọi là kiểm soát được cái ví hay không, hay là cái ví đấy là thực sự là phi tập trung. Anh nghĩ vẫn có khả năng có đấy. Cái đấy là anh nói thật anh đấy phải dành công nghệ, anh đấy hiểu được, nhưng mà quan điểm anh là nhà đầu tư thì anh không tin thằng nào hết. Vâng, ít nhất là khi là nó được tạo ra từ một thằng nào đó. Vâng, nghĩa là dù gì thì gì mình vẫn phải phân bổ ra em ạ. Đợt đấy em dùng nhiều sàn nhưng không hiểu vì sao em không ý. Nhưng bây giờ anh có phải dân IT, anh phải dân công nghệ đâu để anh vọc ra xem là cái ví nó cấu tạo như thế nào, rồi bọn kia nó có thể can thiệp như thế nào, không biết. Cái đấy không biết, mình không đánh giá, nhưng mà anh chỉ nói là anh không biết. Và khi cái việc gì mình không chắc chắn thì trên quan điểm an toàn và phân bổ rủi ro của nhà đầu tư thì mình không làm. Thậm chí nhá, anh nói với em nhá, kể cả cái chuyện ví cứng, cái bọn sản xuất ra cái ví cứng đấy, sản xuất ra cái Ledger đấy, chúng nó có can thiệp được không mình cũng không biết đâu. Thế nhưng mà ok thôi, mình vẫn phải đặt một niềm tin để mình còn kiếm tiền thôi. Thế theo em cách tốt nhất là mình, ví dụ như em hiện tại em đang sử dụng đến tận 5 sàn cơ em. thì em có cái cách là giữ tiền là mình chia đều, có nghĩa là chia tỷ lệ 20% cho mỗi sàn. Nếu sàn nào to nhất như Binance thì mình giữ nhiều nhất thôi. Thực ra cái giai đoạn này chúng ta chưa nghĩ đến một con sóng uptrend vội, thì quan điểm của anh là rút tiền về. Cái phần nào mình chơi future, mình lướt sóng thì mình cho lên thôi. Và cái phần đấy nếu có mất nó không ảnh hưởng gì quá lớn đến tổng tài sản của mình. Có thể là 10-20%. Thì không sao. Khoảng 10% đến 20% thì không sao. Chứ còn bây giờ nếu mà tiền để hold thì giai đoạn này đã hold được đâu, thì em cứ rút về đi. Thực ra bây giờ em cũng chẳng còn tiền để trên sàn nữa, chỉ còn một phần nhỏ trong cái đợt thất FTX vừa rồi rồi. Rồi có nghĩa là em chưa có kiến thức là cái thời điểm này mình, có nghĩa là ngày xưa em ít chơi future, có nghĩa là em vẫn tìm hiểu về future, em vẫn chơi với số vốn nhỏ thôi. Chủ yếu như là chơi với cái tâm kiểu là tư duy là mua sổ số ấy. Đấy, cái đợt em để trên FX là em để mà em mua con ETHW là lúc đang đặt tin mà fork ra con đấy ấy. Xong giờ mất ấy. Thế là cuối cùng lại dính cái vụ là nó khóa không cho rút nữa, thì là thôi coi như mất đoạn đấy luôn. Chứ không là em chỉ bị chia tầm độ là 30% thôi. Vì trước là em không chơi future,
em chỉ đánh đánh mấy kiểu sổ số. Thì thực ra là anh, thực ra là cái chuyện anh dạy phân tích kỹ thuật cả khung lớn khung nhỏ thực ra là để cho anh em hiểu được là mình nhìn được phân tích kỹ thuật như nào, bởi vì anh em phải nhìn được lực mua lực bán, anh em phải hiểu câu chuyện của phân tích kỹ thuật thì sau này mọi người có mua để uptrend, mọi người có mua để đầu tư dài hạn thì anh em phải nhìn phân tích kỹ thuật thì mọi người mới biết điểm vào điểm ra, chứ anh không bắt tất cả anh em nhóm mình chúng ta phải chơi future. Cái đấy là sự lựa chọn của mỗi người, và xác định chơi future chơi khung ngắn nó cần sự luyện tập chăm chỉ rất lớn. Thế nên là không phải là bắt anh em tất cả mọi người đều phải chơi, nhưng mà đấy là tùy anh em. Tại vì kiến thức này hoàn toàn anh em có thể chơi được, nhưng mà có chơi hay không thì tùy mọi người. Bởi vì đấy nó là cách duy nhất để chúng ta kiếm tiền trong giai đoạn đào chèn. Nếu không anh em vẫn đi làm công việc khác thì mọi người tích lũy tiền cũng là chuyện tùy, hoàn toàn ok mà, có vấn đề gì đâu. Anh có bắt vì gì không, có nghĩa là ý em đang hỏi về cái câu hỏi là có nên để tiền ở ví nóng không. Nó chơi thì có nghĩa là em không hiểu về, có nghĩa là em không hiểu rõ, có nghĩa là em thứ nhất nhá, em chốt rõ. Này thứ nhất, nếu cái tiền đấy em để dành để chơi thì cũng không thể để ví nóng được, bởi vì em phải chơi trên sàn. Thứ hai, nếu số tiền đấy em dành để hold thì giai đoạn này chưa hold được thì rút về, thế thôi. Và trong giai đoạn thị trường tăng trưởng thì yên tâm là không thằng nào nó phá sản đâu, và khi thị trường đang tăng trưởng thì chúng nó không scam đâu, chúng nó chỉ scam trong giai đoạn downtrend thôi, hiểu ý anh không? Thế nên là khi mình mua và tiếp tục tăng trưởng lên thì giai đoạn đấy yên tâm, bởi vì chúng nó còn đang có nhiều cách kiếm tiền, chúng nó không scam đâu. Đến giai đoạn downtrend thì mình lại chốt lời, mình rút tiền về ngân hàng của mình hoặc rút tiền về ví lạnh của mình thì lúc đấy không sợ nữa. Thế là giai đoạn uptrend thì ông nào cũng thánh thiện, nhưng mà giai đoạn downtrend ấy thì sẽ sinh ra lắm trò ba cô lắm nhé. Thì giai đoạn này không tài khoản chơi future thì em chơi trên sàn là không thể nào mà để ví lạnh, để ví nóng mà chơi future được. Còn tài khoản hold ấy rút về, thế thôi. Chốt vấn đề lại như vậy. Vâng, rồi em hiểu rồi. Rồi em cảm ơn thầy ạ. Ok, để anh trả lời tiếp câu hỏi của anh em. Rồi mời Phương Thanh nào. Nhanh lên, anh em hỏi nhanh lên mọi người. Nhiều câu hỏi. Còn nhiều anh em đang đợi. Em chào thầy ạ. Ok. Thầy có nghe ra anh nghe hơi hơi được rồi. Vâng. Thầy ơi cho em sẽ gửi một cái ảnh vào trong tele cho. Okay. Em sẽ gửi một cái ảnh vào tele để cho anh xem nhá. Ok. Rồi ạ. Thầy nhận được chưa ạ? Alo ạ. Anh đang thấy nó gửi, anh chưa thấy nhận được. Rồi ok đây ạ. Rồi, vâng. Em muốn hỏi là hai cái mô hình em đánh dấu số 1 và số 2 á, RSC, thì em thấy là cái giai đoạn đầu khoảng tầm 5-6 kênh đến đầu tiên ở hai cái giai đoạn này thì hai cái mô hình này thì nó khá là giống nhau ở cái là RSC và hai đường MA đều có xu hướng góc lên và mở ra rất là rộng, và cái mô hình RSC của cái khung lớn hơn ấy thì tức là khung một week thì đang được tăng ở cả hai trường hợp này. Tuy nhiên thì cái giá ở hai cái trường hợp này thì nó đi rất là khác nhau. Trường hợp 1 thì là thêm thấy thì đường MA của RSI thì nó hơi thiên thiên đi ngang, do đó là em không xếp vào nó và dạng cái mô hình tăng của RSI, và giá thì cũng đang đi sideways ạ. Còn trường hợp thứ hai thì một rõ ràng nó là mô hình tăng của RSI và giá tăng lên rất là mạnh. Thì vậy là em có một câu hỏi là vậy có cách nào để mà phân biệt được cái hai trường hợp này ngay từ cái giai đoạn đầu của RSI không, hình thành RSI không? Tức là trong khoảng tầm 5-6 sau 5-6 cây nến ấy thì cái giá nó biến động rất là mạnh, mà nếu mà mình đợi đến khi mà hình thành bộ đi khoảng tầm 1/2 mô hình rồi thì lúc đấy giá nó còn không còn điều chỉnh nữa ấy. Không có khu vực này ví dụ anh em mình chơi chẳng hạn thì đâu đó anh em sẽ có cái điểm vỡ lệnh, anh xem anh đoán không nhầm nó sẽ rơi vào khoảng tầm khung thời gian 1D đấy, thấy chưa, 1D có mô hình rất đẹp và mua vào thì lúc đó cái xu hướng của thằng một week nó cũng đang ủng hộ nhá. Nhìn này. Thấy chưa? Một week nó cũng đang ủng hộ. Đây anh bật ra Bitstamp cho nó dễ. Nó lại về cái này rồi. Đây nó lại là đoạn này. Lúc đấy thằng một week đang ủng hộ. Thế nhưng mà đi lên thì mình phải có động thái là gì? Là phải quản lý lệnh. Quản lý lệnh. Cái này anh sẽ nói rõ hơn ở trong các cái buổi sau. Đó là mình phải có bước quản lý lệnh. Thì khi nó lên đến đây. Khi nó lên đến cái điểm này. Mình thấy hết lực tăng là anh em mình phải chốt lời ngay. Riêng về tài khoản chơi, tài khoản hold thì không có động.
thì lên đoạn này là phải chốt lời với từ 9.000 lên đến cái vùng này 11.000 là mấy chục phần trăm đấy, không ít đâu nhé, mới chốt lời. Nhưng đến khu vực này, đến khu vực này lại tiếp tục một cái mồi, thì đoạn này mình lại mua lại và lại ăn, đơn giản vậy thôi. Thì nó khác nhau cái bước là đoạn này em vẫn mua, đoạn này em vẫn mua, nhưng mà đoạn này em thấy không có lực em chốt, còn đoạn này em thấy có lực em giữ hết, hiểu không? Dạ vâng, tức là trong thời gian, trong cái lúc mình quản lý lệnh mình sẽ nhận biết được, mình sẽ nhận biết được là đoạn đấy còn lên tiếp được hay không, hay nó hết lực để mình chốt, hiểu không? Vâng vâng vâng. Thế em có thêm một câu hỏi nữa về quán tính tăng ạ. Thầy mở giúp em khung 4H và khung 1H trong thời gian từ khung 4H trước đi ạ, trong thời gian từ 30/4/2020 đến 8/5/2020 ạ. 30/4/2020. Vâng. Khung 4H ạ. 30/4/2020. Để anh tìm. Đến ngày bao nhiêu em? Đến ngày 8/5/2020 ạ. Ok, rồi. Vâng ạ. Thì em thấy là ở cái khung 4H và khung 1H tại ngày 30/4 ấy, thì đều... Tuy nhiên thì là cái gì, cái em nói lại, em nói lại, đang bị mất tiếng. Có cái khung 4H là sau khi RSI em từ từ alo nó ra, nó sẽ quay trở lại điểm alo tăng hơn. Alo à, anh nghe được không ạ? Em nói alo. lại từ đầu với câu hỏi của em đi. Vâng, em thấy là tại ngày 30/4 ấy, thì tại cả hai khung H1 và H4 thì đều xuất hiện hoàn tính tăng. Tuy nhiên là chỉ có khung H4 là sau khi RSI điều chỉnh thì nó hoàn thành, có tăng lên và hoàn thành và vượt lại đỉnh cũ. Trên này khung H1 là cái khung nhỏ hơn ấy, thì RSI sau khi xuất hiện quá trình tăng đó thì nó lại sideways khá là lâu một quãng rồi giá mới quay về đỉnh cũ. Thì em muốn hỏi là làm thế nào để xác định là cái quán tính tăng của cái khung nào để có, nó sẽ có hiệu lực để tiếp diễn việc tăng giá. Tại vì nếu mà như theo lý thuyết thì là cái khung H1 rồi, sau khi dừng, có xuất hiện quá trình tăng lại, dừng lại. Vâng. Không phải nhắc theo lý thuyết nó đỡ mất thời gian, anh giải thích luôn. Đó, bởi vì cái khung thời gian H1 này, cái này anh em mình cần để ý đến logic đa khung thời gian. Bởi vì cái đoạn này thằng H1 nó điều chỉnh xong, nó có mô hình tăng lên. Lúc đấy nó lại ngược pha với thằng H4. Mở thằng H4 ra cho anh chắc chắn luôn. Lúc đấy thằng H4 nó đang ở khu vực này. Có nghĩa là lúc đấy đang thằng H4 đang ở trạng thái giảm, nên cái lực hoàn thành quán tính của thằng H1 nó lại ngược pha với lực điều chỉnh của thằng H4, khiến cho thằng H1 nó chỉ ngóc lên được đến đây thôi. Sau đó bị kéo theo quá trình điều chỉnh của H4, và đây nó là quá trình hoàn thành quán tính tăng của H4 chứ không phải hoàn thành quán tính tăng của H1. Hiểu không? Bởi vì thằng H1 nó fail rồi. Bởi vì thằng H1 nó fail rồi. Đây này. Đâu nhỉ? À, nó lại về ban đầu rồi. Ok, đấy, hiểu chưa? Vâng, em hiểu rồi. Thế tức là nếu mà xác định quá trình cái giá đi về lên đỉnh cũ sau khi xuất hiện điều chỉnh ấy, thì nó phải liền mạch ngay sau khi cái RSI điều chỉnh thì mới được gọi là cái việc tăng giá của cái quá trình. Có nghĩa là nó vẫn phải đi liền với đa khung thời gian. Có nghĩa là nó vẫn, kể cả nó có quán tính tăng, thì sau quá trình điều chỉnh nó có mô hình tăng tiếp theo, tiếp diễn, thì nó vẫn phải được sự ủng hộ của khung thời gian lớn hơn liền kề. Nếu lúc đấy thằng H4 còn ở trạng thái tăng thì thằng H1 còn được ủng hộ. Nhưng nếu lúc đấy thằng H4 nó đã xuống trạng thái giảm rồi là lại lúc đấy là rất dễ fail. Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Ok. Được, em hết câu hỏi ạ. Em cảm ơn thầy. Ok, cảm ơn Phương Thanh. Xem anh em. Em tiếp tục còn câu hỏi của ông nào không?
bây giờ nó bị nhiều tin nhắn qua, nó trôi hết rồi. À đây, có câu hỏi của Thanh Hồ, đó là khi giá điều chỉnh mà RSI đi hướng xuống thì làm sao để biết nó là xu hướng giảm hay là sóng điều chỉnh? Vậy thì tôi hỏi anh em nhé, mọi người comment này. Trong trường hợp đầu tiên, nếu trong trường hợp đầu tiên này, trường hợp số 1 này, nếu trước đó, nếu con sóng điều chỉnh này nó điều chỉnh xuống, nếu trước đó nó có quán tính tăng thì con sóng điều chỉnh này chúng ta xác định nó là con sóng xuống này chúng ta nó xác định là sóng điều chỉnh hay là sóng giảm. Đấy, đơn giản không? Sóng điều chỉnh, đúng không? Nhưng mà nếu cái trường hợp đỉnh trước đó nó không có quán tính tăng thì chúng ta xác định là con sóng phía sau nó đi xuống là sóng giảm hay sóng điều chỉnh. Chưa biết, cái này không phải là sóng giảm mà chúng ta chưa biết, nó sẽ có hai trường hợp. Ví dụ là trước đó nếu có quán, nếu không có quán tính tăng mà con sóng này đi xuống, nếu có lực bán tham gia vào thực sự thì lúc đó có thể nó sẽ kéo giá xuống như này. Nhưng mà nếu lúc đó nó chỉ là sự tạm nghỉ của lực mua thôi mà cũng không hề có sự tham gia vào lực bán, bởi vì trước đó con sóng nó không có lực mua nó áp đảo, nhưng đoạn này cũng không có lực bán tham gia vào, thì đoạn này kể cả đó đoạn nó không có quán tính tăng nhưng mà nó đi xuống loằng ngoằng như này, nó không phá xuống được tiếp, thì đây chính là sự ngược pha giữa RSI và giá. Thì lúc này chúng ta sẽ nhận ra đoạn này đơn giản là gì? Trước đó lực mua nó không áp đảo để tạo ra quán tính tăng và nó đi vào đoạn điều chỉnh tạm nghỉ của lực mua. Nhưng đoạn này mình thấy nó không kéo được giá xuống, đấy đi nó đi xuống nhưng mà không kéo được giá xuống, nó vẫn giữ được hỗ trợ. Thì lúc đấy là gì? Mình nhận biết được là không có lực bán tham gia vào ở con sóng này. Mà nếu tiếp tục có lực mua tham gia vào, đó là gì? Khi đấy bắt đầu căng lên thì lúc đấy giá lại tiếp tục tăng. Thì nó có hai trường hợp như vậy. Thì lúc này mình lại mua vào tiếp để mình ăn tiếp được. Dù cho trước đó không có quán tính tăng thì mình phải quan sát cái việc là nó giữ vững hỗ trợ hay không. Ok, mời Uyên Dương nào, mời nào. Anh em nào còn, anh em nào chưa được hỏi comment một lượt xem nào. Tại vì nhiều comment quá nó trôi hết. Dạ vâng, thầy nghe rõ không thầy? Anh có. Dạ, thì em có một câu hỏi là ví dụ như là hồi giờ là mình phân tích, mình thường phân tích Bitcoin á, thì ví dụ như altcoin á mà bị cái mập làm giá thì mình có phân tích theo RSI được không thầy? Altcoin thì anh không khuyến khích anh em đánh. Ý là không có đánh future, nhưng mà ý là mình phân tích theo á, mình phân tích theo cái RSI này được không được, thầy? Được. Dạ. Vậy thì ví dụ như là khi mà có một cái lực xả làm cho giá mà đâm mạnh á, thì làm sao mình có thể xác định được ở đó là cái lực xả của cái mập làm giá hay là thực sự đó là xã của cái đám đông đang hoảng loạn bán tháo à thầy? Nhưng mà vấn đề xác định cái đấy để làm gì? Tại vì em muốn hiểu về cái thị trường ấy mà. Thứ nhất, riêng về những đồng altcoin ấy, em xem em phân tích thêm thì được. Chứ còn nếu mà để cái chuyện mà khi, bởi vì coin nó nằm phần lớn trong tay cái đội market maker rồi ấy, thì lúc đấy mình phân tích ra thì đương nhiên mình hiểu câu chuyện là chúng nó vẽ được đồ thị. Dạ. Thì với những đồng coin, cái con an coin nhỏ, anh em mình cũng hoàn toàn có thể vẽ được đồ thị. Thì mình cái câu chuyện đấy nó chả giải quyết vấn đề gì, bởi vì nếu nó xả ở trong những cái đồng an coin thì đương nhiên là cá mập nó xả. Đương nhiên là cá mập nó xả chứ không phải đám cá con nó xả, với cá con nó không đồng thuận để xả mạnh như thế đâu em. Có câu hỏi nữa là ví dụ như là nhiều lúc mà đồ thị nó bị nhiễu quá thầy. Thì làm thế nào để mình có thể mình phát hiện và phân biệt được cái đường nào là cái đường nhiễu và cái đường nào là đường thật á, để bởi khi mà cái đường nhiễu đó nó khiến cho mình phân tích sai thì dẫn đến những quyết định sai á thầy. Đường nhiễu là gì? Ví dụ như là mô hình, có nghĩa là cái mô hình này nó vẫn đẹp. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Thì mình sẽ có hai cái thứ để biết được là nó có chạy hay không. Một là đa khung thời gian, anh sẽ nói trong các buổi sau. Một là đa khung thời gian, hai là quản lý lệnh. Thế nên là mình sẽ tránh được rủi ro. Em có thêm một câu hỏi nữa là ngay cái lệnh của thầy hôm trước đó thầy, ngay cái khung 15M, ngay quán tính tăng đó thầy. Thầy mở lại rồi đó giúp em đó. Đây. Đây á. Dạ đúng rồi.
Thì cái đoạn này thì thầy nói là quán tính tăng, nhưng mà em thấy là cái RSI nó là cái đoạn nó giật lên trên 80 xong nó giật xuống liền luôn. Thì cái lúc mà sau nó giật lên là nó không có chạm tới 80 luôn á thầy. Chạm tới không? Đấy. Dạ. Thì nó vẫn đây 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 nó gọi là trong cái trường hợp nãy anh em nào hỏi đó là nó có nhiều đỉnh ở cái vùng này này. Cũng được. Thì nó vẫn được gọi là quán tính tăng hả thầy? Nó vẫn được gọi là quán tính tăng. Và cái thứ hai nữa là lúc đấy thằng H4 nó còn ở cái khu vực này này. Ở cái khu vực này là lúc đấy thằng H4 nó còn đang ở đâu nhỉ? À đây đây. Thằng H4 nó vẫn đang ở xu hướng tăng, nhìn cái xăng nó vẫn còn mở rộng nha, lúc đấy là mình vẫn giữ. Dạ rồi, em cảm ơn, em thấy câu hỏi thầy ạ. Ok, cảm ơn em. Anh em còn câu hỏi nào không? Rồi ok, mời cái Ngọc Linh, mời Ngọc Linh. Dạ thầy, em có hai câu hỏi. Thứ nhất là bữa cái con sóng mà thầy vẽ ra mà lý thuyết đao mà H1, H4 với con sóng đây với thầy, lúc mà thầy vẽ thầy giải thích cái lý thuyết sóng trong sóng á, thì khi đó là thầy giả định là để cái con sóng đây mà nó có xu hướng tăng á, thì lúc đó là con quýt là thầy nói là nó mở cửa, nghĩa là con quýt nó cũng có mô hình tăng luôn đúng không thầy? Chứ giả sử nếu mà lúc đó con quýt nó sideways á, thì những cái phân tích của mình cái ngày hôm đó nó còn giữ nguyên như vậy hay không, hay là nó sẽ chuyển sang một cái hình thái khác thầy? Không, nó sẽ có trong trường, nó có sẽ có những cái trường hợp như này. Một là thằng wick nó cũng ở cuối giai đoạn giảm rồi và con sóng của thằng 1D nó kéo được thằng wick đi lên cùng. Trường hợp số 2 là thằng 1 wick nó đang sideways và có những con sóng của thằng 1D trong đó thì hoàn toàn bình thường. Trường hợp số 3 là trường hợp là trong cả một xu hướng tăng nó vẫn nằm trong cái xu hướng tăng của thằng 1 wick và sau giai đoạn điều chỉnh của thằng 1D thì tiếp tục thằng 1D tăng tiếp theo thằng 1 wick. Với lại cái câu thứ hai đó là lúc đó thầy nói là lúc mà cái con sóng H4 ở ngay dưới cái đáy, nghĩa là ngay dưới cái chân sóng của con đây á, là lúc đó con H4 nó cùng tăng lên, là con đây nó đã cắt lên xác định xu hướng tăng rồi, thì cái con H4 lúc đó thầy nói là nó có quán tính tăng để mà nó đảm bảo cái cấu trúc tăng của nó. Nhưng mà giả sử trong trường hợp là này á, trong giống như thầy mới giảng, nếu mà nó không có quán tính tăng nhưng mà ví dụ RSI nó lên 70 thôi, nhưng mà quá trình điều chỉnh của nó kéo xuống nó vẫn giữ được cái kiểu như là giống như là nó vẫn giữ được, nó không phá hỗ trợ, giống như là mình đo Fibo nó không vượt, là vẫn giữ vẫn hiệu lực của con sóng tăng H4 trước đó, thì nó có được không thầy, hay bắt Được, buộc là được, chân con sóng nó phải có quán tính tăng được. Đôi khi nó được? vẫn có trường hợp đấy, nhưng mà chiến thuật để xử lý trong trường hợp đấy thì anh em mình sẽ nói dần về sau. Có nghĩa là chúng ta sẽ có rất nhiều trường hợp, nó có rất nhiều những cách xử lý trong những cái trường hợp đấy mà anh em mình phải học dần. Anh không thể nhồi hết trong những cái buổi học ban đầu được. Không, ý ý em muốn hỏi là ví dụ như là nó là một trong những trường hợp thầy đang đề cập thôi, chứ nó không phải là giống như nó là công thức là nhất định nó phải có, nó xảy ra như vậy. Bởi vì theo em hiểu là quán tính tăng nó cũng có trường hợp nó bị fail đúng không này, chứ nó không phải là lúc nào nó cũng thành công đâu. Cái đấy chúng ta sẽ nói, nhưng mà phần lớn là nó thành công, trên 80% là nó thành công. Dạ rồi, em cảm ơn thầy. Ok, mời Hằng Phạm nào, nhanh này. Em hỏi vui một câu ạ. Nó Ok. phải chạp ngay ngay thời điểm hiện tại. Ví dụ như là em muốn tìm hiểu là vậy, là đây công ty em đang nhìn thấy là nó bắt đầu xu hướng về thì bắt đầu anh anh xu anh hướng đang không ngay. nghe anh đang không nghe thấy giọng của em và mọi người cũng không nghe thấy. Thầy nghe được chưa ạ? Bây giờ thì được hơn rồi. Ok. À vâng ạ. Đây em hỏi cái chạp ngay hiện tại ấy, thì em nhìn thấy là công ty với FD bắt đầu đang muốn là đi lên, nó vẫn đang sideways nhưng em thấy bắt đầu nó cắt lên trên, thì em chuyển sang cái kênh H4 ấy, thì em vẫn đang thấy xu hướng tăng. 15M thì cũng đang thấy là xu hướng tăng nó vẫn chưa hết. Thế thì đây có phải là đỉnh long vật lý không ạ? Tức là em đang nhìn kênh H4 ấy, thì em cũng không biết là cái việc mà nó đang lên như này và nó sắp chạm vào cái đường trung bình dưới, thì liệu nó chạm vào thì nó lại tiếp tục cái xu hướng tăng hay nó chạm cắt xuống. Thì khi mà em nhìn thêm 15M thì em vẫn thấy đang trong xu hướng lên. Thế thì ở thời điểm này nếu mà em phân tích được vào lệnh long ấy, thì như thế là có đúng không? Thì cái đoạn này có nghĩa là cái quyết định vào lệnh ở khu vực này, anh thấy thằng H4 nó vẫn ở xu hướng tăng, không nghĩ nhiều, mình không dự đoán là nó chạm vào để nó lên hay nó chạm vào để nó xuống hẳn, mình không dự đoán nhé. Nhưng mà cái quyết định khu vực này thằng 15M nó không phải ở trạng thái tăng như em nói, mà thằng 15M nó đang sideways và khu vực này anh em thấy là nó cũng không không có quán tính giảm để kéo tiếp cái khu vực xuống dưới. Thì cái đoạn này ví dụ ở những cái đoạn mà trước đó thằng H1 nó có quán tính tăng chẳng hạn,
thì đoạn này mình vào lệnh long thì tỷ lệ ăn của mình đâu đây nó khoảng tầm 80% là mình ăn. Thế nhưng mà khu vực này em thấy là nó đi xuống nó vẫn giữ hỗ trợ. Như lúc nãy anh có nói cái đoạn này này, nếu đoạn này nó vẫn giữ được cái vùng hỗ trợ này, nếu đoạn này vẫn giữ được cái vùng hỗ trợ này, lúc nãy anh vừa nói xong, nghĩa là nếu nó giữ được vùng hỗ trợ này mà thằng 45M hay thằng H1 mà có mô hình để nó kéo lên tiếp thì lúc đấy là nó sẽ kéo thằng H4 lên tiếp. Nhưng mà tỷ lệ của khu vực này, bởi vì ấy, đây là giai đoạn mà bình thường cái đoạn kia nó áp đảo, giai đoạn này nó chỉ tầm trong 10 thằng thì nó đang ở trạng thái là 7 thằng mua 3 thằng bán kiểu vậy, thì nó nức lên từ từ này, nó không có quan tính. Thế nên là đoạn này em có vào lệnh thì mình chỉ xác định tỷ lệ ăn của mình là 60%. Đương nhiên nó em SL ở dưới khu vực này cho anh. SL ở dưới khu vực này thì tỷ lệ ăn của em là 60% nhưng không phải 80% như những trường hợp kia. Và đoạn đấy nếu lên đến các cái vùng này này, vùng kháng cự, bởi vì đoạn này em đang vào cái khung nhỏ nên em phải xác định kháng cự hỗ trợ khung nhỏ, cái này anh sẽ nói sau. Nhưng mà có thể nó lên đến 16K9, nó không lên được là nó lại xuống. Có thể lên đến cái vùng 16K9 trên tí này một tí, nó không lên được lại xuống. Đại loại là cái biên độ lợi nhuận khu vực này rất nhỏ. Ok, còn anh em nào còn câu hỏi không? Không còn câu hỏi thì chúng ta kết thúc cái buổi ngày hôm nay nhé. Gần 4 tiếng rồi. Buổi hôm nay hay không? Ok, mọi người để lại đánh giá trên kênh nhé. À, trên nhóm nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Một cơ số anh em là đi ngủ rồi đấy. Rồi, cảm ơn anh em. Thế là chúng ta phải chăm chỉ lên, anh em chăm chỉ lên. Và buổi tiếp theo chúng ta học vào tối thứ bảy nhé anh em nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn anh em. Anh em đặt câu hỏi hăng say quá. Đấy, điều đấy chứng tỏ là mọi người đã thực hành. Và rất nhiều anh em backtest rất sâu và thời gian rất là xa, chứng tỏ cái sự chăm chỉ của mọi người. Thế nên là đấy là cái điều mà mình cảm thấy rất là may mắn. Anh em hỏi càng nhiều. Ok, mời Đào, mời bật mic lên. Đặc biệt là cái câu hỏi về tinh thần và động lực của Nam, anh thấy câu đấy rất là hay. Và đấy cũng là cơ hội, cái câu hỏi đấy nó chính là cơ hội để anh giải thích cho mọi người hiểu hơn về cái quá trình đi vào cái thị trường này, cũng như là cái lĩnh vực, cái nghề nghiệp này. Thầy, em chào thầy. Và những câu hỏi của anh em, và những cái câu hỏi của anh em nó là cái gọi là chìa khóa để chúng ta dẫn dắt sang những cái phần kiến thức tiếp theo mà anh em sẽ được học. Rồi. Thầy, em chào thầy. Thầy nghe được không ạ? Anh nghe rồi. Thầy ơi, thầy mở cho em khung thời gian ba week ạ. Đây. Dạ. Thì em thấy là có cái năm 2017 á, có cái gì nhỉ, quán tính tăng nó rất là mạnh, nó tạo được vòng cung rất là mạnh ở cả cái khung 3 week, khung 2 week và khung 1M. Nhưng chỉ có duy nhất cái khung 1M ấy, nó hoàn thành cái đỉnh. Sau đó thì những năm tiếp theo nó hoàn thành một cái quán tính tăng, nó tạo thành cái đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ. Nhưng mà cái khung 2 week với khung 3 week ấy, thì nó lại fail ở cái những thời gian đầu. Cái thời gian nó khung 3 week ấy, nó bị fail ở cái thời gian năm 2019 ấy. Thì tại sao nó lại bị fail cái khung thời gian đó, xong nó sideways rất là lâu, sau đó mới bắt đầu nó tăng lại? Cái này giống hôm nay nhiều câu hỏi, bình thường anh nhớ lắm, nhưng hôm nay nhiều câu hỏi các anh không nhớ, anh chỉ nhớ câu hỏi thôi, nhưng anh không nhớ là bạn nào hỏi. Nãy có bạn nào hỏi khung thời gian H1, H4 mà năm 2020 ấy, câu hỏi tương tự. Thì đơn giản là gì? Đoạn thằng này, thằng 2 week nó cuộn lên, nhưng lúc đấy nó đang ngược pha, nó không đủ lực để nó kéo thằng 1M đi theo. Thế thôi, nó không đủ lực để nó kéo thằng 1 pha ngược 1M đi theo, và nó vẫn cả cái đoạn này nó vẫn nằm trong đoạn điều chỉnh của thằng 1M, nó ngược pha với thằng 1M. Thế nên là nó không lên được, là như vậy. Đấy là nó sự là sự ngược pha, bởi vì nó vẫn nằm trong cái quá trình giảm của thằng 1M. Thế nên là thằng 2 week muốn tăng nhưng mà thằng 1M không cho. Hiểu chưa? Dạ, dạ. Rồi, còn câu hỏi gì nữa không em? Dạ. Em muốn thầy view cho em cái khung ngày mùng 4 tháng 1 năm 2023. Mùng 4 tháng 1 năm 2023, khung nào? 15M. Ok, mùng 4 tháng 1 à? Dạ. Đây à? Đây à? Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Thì em đang backtest thử cái khung thời gian này vào lệnh ấy. Thì nếu mà thông thường theo cái khung 15M thì em thấy lúc 23 giờ 30 phút ấy, thì nó có cái con sóng, tức là 15M nó có cái đồng thuận tăng của tất cả các khung thời gian là 15M này, một H1 và H4. Nhưng giả sử lúc đấy là mình bị miss cái thời điểm đẹp vào lệnh đấy,
Nhưng sau đó thì khoảng đến 23 giờ 45 phút ấy thì em thấy nó xuống xong nó lại lên. Thì lúc đấy thì mình có thể vào lệnh vào cái thời điểm 23 giờ 45 phút được hay không, hay là bắt buộc chỉ vào lệnh cái thời gian mà 23 giờ 30 phút ạ? Cái này anh dạy ở trong buổi điểm vào lệnh nhé, anh còn chưa dạy điểm vào lệnh mà. Những cái đoạn này xuống nếu em không xác định đúng cái đoạn này nó là sóng hôm nào là chết ấy. Chứ nếu mà cứ vào bằng mấy cái nến ngược 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 này là cẩn thận đấy, chết đấy. Lúc đấy thì em thấy cái 15 m đúng 23 giờ 45 phút em thấy nó cũng lên, nó cũng đồng thuận các khung thời gian là một điểm tăng đấy thầy. Ừ, nhưng mà vấn đề là em phải xác định điểm vào lệnh là một vùng, chứ đừng từ đây xuống đây từ 8882 xuống đến 8847 có 50 giá em còn canh căn ke cái việc đấy thì chơi làm sao được. Dạ, thôi em chỉ tại vì em đang backtest nên em muốn hiểu thêm một chút thôi ạ. Cảm ơn thầy. Cứ Em hết đợi câu học hỏi. điểm vào, cứ đợi học điểm vào lệnh đã. Dạ. Ok rồi, còn anh em nó còn câu hỏi không? Rồi hết rồi, chúng ta sẽ kết thúc cái buổi ngày hôm nay và hẹn nhau vào 8:30 tối thứ bảy nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, gần 1 tiếng đồng hồ. Cảm ơn anh em, cảm ơn bây giờ là còn gần 50 người vẫn đang tiếp tục online hơn 12 giờ ở Việt Nam. Rồi cảm ơn anh em, mọi người chăm chỉ quá, cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Rồi ok, anh em nào còn câu hỏi chúng ta sẽ tiếp tục trong buổi sau nhé. Yên tâm, chúng ta còn nhiều kiến thức lắm, và tôi đảm bảo là các cái thắc mắc của các ông bà sẽ được giải quyết trong tất cả các phần kiến thức phía sau. Mọi người yên tâm. Rồi, chào mọi người, cảm ơn anh em, chúc mọi người ngủ ngon.